Let's go. Mình bắt đầu luôn ạ. Để tôi sẽ ghi âm ghi lại bài giảng hôm nay nhé. I'm going to record this. Nếu các bạn anh chị muốn xem lại thì sẽ được quyền xem lại. Ok. Các bạn mà các bạn các anh chị và các bạn nhá, nếu mà các bạn anh chị và các bạn có mã là M ấy, là đăng ký khóa trên sổ Tùng thì các anh chị là ấn vào cái nút giơ tay nhá. Raise hand ấy. Raise hand. Để mình để Tùng 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 gọi nhá. Để Tùng gọi. Ok. So đầu tiên ấy, thì mình sẽ lưu ý một số cái lưu ý phát âm chuẩn tiếng Anh này, ok? Notice for like perfect pronunciation, ok? Anh chị ghi một số cái lưu ý nhá. Lưu ý một này. Lưu ý. Notice. Ok. Notice number one, ok? Notice number one. Lưu ý số một này, anh chị ghi đi. Tùng sẽ thống kê lại những cái mà mình người Việt mình hay bị sai phát âm mà anh chị ghi lại những cái quy tắc này để mình sửa. Đầu tiên là âm Tùng sẽ sửa dần dần nhá. Âm P đi, âm P. Đấy. Thì hai môi mím lại và bật hơi ra này. Ok, âm P là hai môi mím lại bật hơi ra. Ok. Okay, can you give us some example of the P sound? Okay, notice number one. Okay, âm P thì hai môi mím lại và bật hơi ra. Anh chị thử lấy một số ví dụ đó. Please comment some words with the letter P. Với cái âm P, các anh chị lấy ví dụ đi. Chẳng hạn như post, đúng không? Post. Okay, là đăng lên chẳng hạn, post on Facebook. Okay, pick, pay, đúng không? Trả tiền, pay. Là trả tiền nhỉ. Okay, pay. Pick là chọn, pack. Pen rồi, một số từ dễ thì pen là bút, bi chẳng, okay. Pen. Ok, anh chị muốn hỏi khóa trên sâu chút nữa nhá. Ở lại chút nữa đi. Hôm nay em đang dạy đó, chút nữa em giải đáp xong. Bây giờ chưa phải thời gian. Ok, bây giờ mình học okay, put, push, okay, đẩy này, push. Okay, rất nhiều, ok, đẩy. Hoặc là ở cuối cũng được, chẳng stop là dừng lại này. Stop là dừng lại. Ok, cả lớp đọc theo Tùng nha. Đấy, mình sẽ có phải có những cái phát âm thật là hoàn hảo để mình nói dễ hiểu. Anh chị và các bạn nha, mình phải nói thật là dễ hiểu. Ok, repeat. Post. P bật hơi. Hai môi mím lại bật hơi, giống như kiểu Tùng lấy ví dụ là cái anh chị lấy một cái tờ giấy nào. Anh chị hãy lấy một cái tờ giấy lên hoặc là quyển vở nhá. Ok, đọc đi. P nào. Hai môi mím lại bật hơi ra. Post. Ok, là đăng cái gì đấy? Post on Facebook, ok. Next one, chữ pay này. Pay. P bật hơi ra. Pay. Really good. Next one. Pain. P nào. Pain. Good job. Next one. Push. Ok. Push là đẩy nè. Push. Ok, good. So, đấy, lưu ý nhá. Đấy là âm P thì hai môi mím lại và bật hơi ra. Ok, good. Tùng xin mời một anh chị đang đăng ký lớp trên sâu để mình phát biểu nào. Xin mời anh Ngô Quý Anh Kiên Giang nào. Anh đọc đi. Hoặc là chị Thùy Trang ở Đắk Đông ạ. Bạn đọc đi ạ, thì thầy sửa giọng. Ok. Post, cả lớp cùng đọc nha, cùng sửa nha. Post. Post. Ok, S và T nào. Ok, post. Post. Really good, nice one. Post. Pay. Pay. Chữ P bật hơi ra, ok. Cả lớp nhớ nha, chữ P phải bật hơi ra nào. Mới hay được. Pay. P nào. Pay. Pay. Ok, good, nice one. Pain. Ok, really good. Push. 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 Ok, next one. Push. Stop. Stop. Ok, chữ P. Stop. Okay. Cả hai bạn chữ P vẫn chưa rõ, mà P bật hơi. Stop. Stop. Ok, awesome. Tuyệt vời. Awesome. Ok, đây, tuyệt vời. Thank you. It means mute. Ok, thank you thì mình phải tắt mic nha, các bạn nha. Thank you là mình phải tắt mic. Ok. Good, thanks. Đấy, thì là mình phải học những cái đơn giản đó nha. Next one, tiếp theo đi. Next.
Tiếp theo đấy là âm b b. Ok. Âm bi này. Ok. Book b b b. Ok. Âm bi là cũng là âm bật hơi nhé, cũng là âm bật hơi này. B và rung họng. Book b rung họng. Ok. Ví dụ nha, b b b. Ok. Phẩy khẩu hình miệng rộng. Ok. Các anh chị nhớ là cái khẩu hình của miệng rộng nhá. B. Ok. So can you please please give us some examples with the word start with B. Ok. Các bạn và các anh chị hãy lấy những cái ví dụ mà những cái từ mà bắt đầu với B đi. Ok, boy, b. Ok, đúng rồi. Boy. Ok. Bed, đúng rồi. Book, đúng rồi. Ok. Là back. Ok, ở phía sau hoặc là cái lưng cũng được. Anh chị các bạn nhớ nhá, một quy tắc nữa để mà mình học giỏi tiếng Anh ấy là phải 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 gắn với những cái từ vựng với hình ảnh. Ok, so you need to stick the words with the pictures. Ok, bye bye thì mình nhớ hình ảnh cái gì ấy? Là goodbye. Ok, bye, mình hãy tưởng tượng nào. Please imagine, bye, ok. Hãy tưởng tượng là bye, là tạm biệt đi, bye, là tạm biệt này. Ok. Good, bye, bye. Cả lớp đọc theo dùng nào. Repeat, bye. Next one, bed. Ok, mình cố gắng nói dài ra cho nó quen. Tại vì tiếng Việt mình hay nói ngắn quá. Bye, bed, book, bách. Ok, còn tiếng Anh thì bye, bed, book, back. Ok, bed là cái giường này, thì mình tưởng tượng hình ảnh cái giường nhá, thì phải tưởng tượng hình ảnh thì mình mới nhớ được và mới nhớ lâu được và mình nói nhanh được tiếng Anh nhá. Anh chị các bạn hãy book là quyển sách này, back là phía sau hoặc là lưng, cũng là lưng, my back. Ok, hoặc là phía sau, back. Okay. Nhiều nghĩa. Ok, xin mời. Đấy, bạn Duyên đã đăng ký khóa chuyên sâu này. Bạn Duyên, mình sẽ đi với nhau rất là lâu, 56 buổi cơ. Ok, Tùng sẽ giúp. Phạm Văn Toàn à, anh đọc đi đây. Ok. Bye. 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 Ok, Bye. hoàn từng người nói một nha, từng người nói một, từng người nói một. Bye. Bye. B, ok, repeat after me. Bye. B, b. Mình hơi mở miệng chút. B. Bye. Bye. Good, next one. Bye. Bad. Ok, âm đi ở cuối nào. Bad. Bye. Ok, rồi really good. Anh Toàn đọc trước nhá, rồi chút bạn Duyên đọc sau. Book. Book. Đúng rồi, âm cây bật hơi. Book. book Good, next one. Back. back Đúng rồi, là cái lưng. Ok, really good, thank you. Ok, thank you nghĩa là mình phải mute. Ok, xin mời bạn Duyên nào. Bạn Duyên nào đi. Bye. bye Ok, make it long. bye Bye. Good, next one. bed Bed. Next book one. Book. Ok, ông lại nào. Book. book Ok, really good. Back. back Ok, really good, awesome. Ok, tiếp theo. Một cái lưu ý này, notice number 3. Ok, notice number 3, ok. Lưu ý số 3 này. Notice number 3, ok. Để học từ vựng này, nhớ lâu hơn 2 đến 3 lần này. Đấy. Thì phải gắn từ vựng với hình ảnh. Ok. So if you want to remember the words longer, so you need to stick the words with the pictures. Đấy. Thế sau này mình muốn là dạng mình học, mình nói tiếng Anh thực tế. Đấy thì mình nhìn hình ảnh mình là mình biết cái từ đấy luôn, chứ không phải dịch nữa. Không phải dịch cái bút này. Phải nhìn cái bút nha. Rồi sau đấy mình dịch cho tiếng Việt là đấy là cái bút, đúng không? Rồi bước thứ thứ ba nữa là mình dịch ạ. Dịch từ cái bút sang tiếng Anh nó rất mất rất nhiều thời gian, thì mình nhìn ok pen như Tùng ạ. Oh, it's a pen. Ok,
Right. It's glasses, okay? It's my hair. Đấy. Nhìn pháp, nhìn một cái là nó sẽ ra cái từ vựng tiếng Anh luôn, okay? Anh chị nào đồng ý là mình sẽ phải nhìn hình ảnh và mình sẽ ra từ tiếng Anh luôn thì please comment I agree, okay? Tôi đồng ý nào. Please comment I agree hay comment đi. Tôi đồng ý nào. I agree. Nghĩa là tôi đồng ý nhỉ? Tôi đồng ý. Ok, please comment I agree. Đấy, để học nhớ lâu hơn thì mình phải làm như vậy. Tiếp theo này, một số cái lưu ý nhá, anh chị phải ghi những lưu ý này và mình dùng gần như là suốt đời mình luôn nếu mình muốn nói tiếng Anh trôi chảy, ok? Và hay. Ok. Lưu ý tiếp theo này, notice number 4, ok? Mình chỉ có học những cái lưu ý này thì mình sẽ nói tiếng Anh hay rất là nhiều. Notice number 4, ok? Là chữ L này. Phải uốn lưỡi lên này, lưỡi lên phải chạm vào miệng ở trên nhá, ok uốn lưỡi lên chạm vào miệng ở trên, ok mở ngoặc này ngay sau life, ok mở ngoặc ở chỗ ngay phía sau hàm răng trên nha, ok good. Ở ngay chỗ phía sau hàm răng trên, ok rồi bây giờ các bạn, các anh chị hãy lấy những ví dụ, những cái từ mà bắt đầu bởi L, ok với từ L xem nào, để Tùng sẽ lấy ví dụ luôn, bất cứ từ nào learn, ok đúng rồi, mình phải học phát âm chuẩn chứ các bạn, các anh chị ạ. Learn đấy, lion đúng rồi, lion ở cuối đi, chẳng hạn như ở cuối là gì, bill, ok là steal đi, steal, ok cảm ơn, bill, life, ok nhiều từ lắm, mình tranh thủ học từ vựng luôn, mục tiêu của mình là gì, bao nhiêu từ vựng nhỉ, how many new words, 3,000 new words, ok đấy, lock, ok khóa, đây mình học là learn là học này, đấy thì ngay lập tức nha, mình muốn học giỏi tiếng Anh thì ngay lập tức mình phải tưởng tượng là learn là một người đang học bài chẳng hạn, learn, ok đấy, khi mà mình nhìn thấy một người đang học nhá, thấy con mình hoặc thấy bạn bè mình học hoặc là mình đang học, oh I'm learning, tôi đang học chẳng hạn, thì mình sẽ ngay lập tức mình sẽ nói tiếng Anh nhá, đấy học, cái lion là con sư tử đấy, mình phải tưởng tượng hình ảnh nào, con sư tử đấy, so imagine in your head a picture of a lion đấy, bill có thể là bill là hóa đơn, bill là tờ tiền nè, still là vẫn này, I'm still single, tôi vẫn đang độc thân, I am still single, ok, lock là khóa, okay. Lock, bây giờ mình sẽ đọc nha, L uốn lên nào, L uốn lên này, ok, lost, ok, anh chị mà ai muốn đọc thì giơ tay nữa nha, ok, anh chị mà đang đăng ký khóa trên sâu của Tùng nhớ là để là M nhá, M nhớ để là M. Mình cứ bật cam lên được không, chắc không sao đâu nhỉ. Ok, Mr. Kiên Cường, ok. Learn. Ok, anh đọc đi ạ. Learn, anh phải đọc ra. Learn. Everyone remember, khi muốn đọc tiếng Anh hay ấy, mình phải nói thấp xuống. Không đọc là learn, lion, build, steal, lock. Đơn mình nói giọng hơi cao nha, mình nói thấp xuống giọng nói ở họng nào. Learn. Learn. Good. Lion. Lion. Ok, anh cứ đọc chậm thật chậm kéo dài ra. Lion. Lion. Really good. Build. Build. Good. Steal. Steal. Good. Lock. Lock. Ok, uống lên nào, cả lớp ơi, uống lên. Lock. No. No. Ok, really good, awesome. Ok, tuyệt vời. Ok, awesome, tuyệt vời nha. Mình sẽ tiếp tục nha. Thank you. Ok, you're welcome, ok. Tiếp theo một cái lưu ý nữa này. Nói chung sẽ rất là nhiều lưu ý đấy, thì Tùng sẽ dạy dần dần nhé. Thì mình tạm thời hôm nay mình nhớ những lưu ý này. Ok. Và tiếp theo âm N phẩy M và ng.
tiếng Anh là gì? In, im, and ng. Ok. Trong tiếng Anh phải chỉ có duy nhất ba âm in, im, and ng là âm mũi mở ngoặc, tức là lúc nói thì phải có hơi ở. Ok, good. So in English, so there are three sounds. Ok, so it has there are no sounds. Ok, là những âm mũi. So when you speak, you need to have air out of your nose. Mình sẽ gọi hơi ở mũi ra. Mình sẽ gọi hơi ở mũi ra nha. Ok. Mình sẽ lấy các âm mà có chữ N xem nào. Ok. Các bạn anh chị hãy lấy bất kỳ những cái âm mà có chữ cái là N đi. Please give us some example with the words with the N, ok? With the sound N, với chữ N đây nào. Please. Hãy lấy ví dụ đi. Please tell us some example, ok? Nail, ok? Nail, good. Near, gần này. Next, bên cạnh này. Nice. Ok, gần, mình lấy ba từ cũng được. Okay, thank you. À, từ cuối nó ten. Số 10. Ở cuối đi. Now là bây giờ. Đấy. Mình học tiếng Anh nhá. If you want to be really good at English. Thực sự là anh chị và các bạn phải dùng hàng ngày. Hàng ngày nhá. Phải nhớ đi. Một cái quy tắc là phải dùng hàng ngày. Hàng ngày nhá. Hàng ngày. Every day. You need to use it every day. Tức là gì? Mình dùng những cái từ này. Mình phải đặt câu và phải cố gắng nói với anh hàng ngày ấy. Phải sử dụng trong hàng ngày. Thì dần dần là mình sẽ tư duy tiếng Anh. Ok. Bạn Hoàng Nguyễn không nghe chuyện làm sao nói hàng ngày. Đơn giản thôi. Tùng sẽ gửi cho những anh chị và các bạn những cái video. Video nhá, video. Những ai mà đã tham gia khóa chuyên sâu nhá thì sẽ có video để mình nói chuyện chẳng hạn nhá. Tùng sẽ hỏi, anh chị trả lời hỏi đáp những cái video quay sẵn. Đấy. Hoặc là mình đơn giản là mình kể chuyện thôi chẳng hạn nhá. My name is Tùng. I am from Vietnam. I am 30 years old. So today I am teaching an English class, okay? Đấy, chẳng hạn mình thấy chẳng hạn là now, okay? I want to sing. Bây giờ tôi muốn hát chẳng hạn. Đấy, cố gắng kể những cái mà mình làm hàng ngày bằng tiếng Anh, dần dần mình sẽ quen ạ. Okay? Good. Đây đúng rồi. Hoài Nguyễn, em inbox gọi anh chút nữa nha. Ai hỏi khóa học thì chút nữa hỏi sau ạ. Hỏi sau. Mình học ra. Hôm nay chắc chắn là mình học rất nhiều kiến thức hay. Okay. Near là gần này. Đấy, it's near, đấy gần, chẳng hạn near. Mình có thể chỉ cái vậy. Oh, it's near, ok. Chẳng hạn như này. Ok, the glass is near, ok. Chẳng hạn như là cái cốc thì nó gần chẳng hạn. Ok, near là gần, next là bên cạnh. Next to me, bên cạnh là gần, near là gần nhá. Okay, cách một chút nhưng nó gần. Ok, she lives near my house. Cô ấy sống gần nhà tôi chẳng hạn. Thành là 10. Đấy. Mình phải tưởng tượng những hình ảnh. Đấy, 10. Ok, 10 fingers. Ok, 10. Hoặc là mình hàng ngày 10. Đấy, mình tập nói phải nói ra nhiều, phải bật ra cơ. Thì mới nói hay được. Ok, good. So xin mời chị Trần Kim Thanh nào. Chị Trần Kim Thanh đi, chị nó bị. Ok. Now. Các bạn các anh chị bật cam lên. Bật cam lên nha. Các anh chị bật cam lên nữa. Cho nó. Nó vui. Ok, chị đọc đi ạ. Now. Ok, chữ N. Từ khoảng wait. Chữ N hơi ở mũi này. Anh chị nhớ này. Tất cả các bạn các anh chị nha, bật cam hết lên mình tương tác cho nó dễ nữa. Bây giờ tất cả anh chị bịt mũi lại này, bịt mũi lại. Bịt mũi mà. Thử nói chữ N. Nếu như now. Nó được cùng mồm ấy. Now. Từ khoan nó phát âm cả lớp nha. Xem thấy Tùng không? Can you see me? Ok nhá. Tùng sẽ nói ạ. Tùng mà nói chữ N sẽ không bao giờ nói được luôn. Tức là hơi now. Mũi lại, mình sẽ đẩy hơi lên mũi mà nó không nói được thì nó sẽ bị phồng mồm rồi. Ok. Now phải hơi mũi ra. Now. Đúng rồi. Now. Really good. Next one. Near. Ok, của chị hơi ở mũi chị phải tập này. Near. Really good, better, tốt hơn đấy. Next. Ok, chị phải đọc cả hai âm này. Và ok.
Next. Next. Okay, action. Next. Next. Okay, X là S và âm T là T. Next. Next. Okay, âm T cuối nào. Next. Okay, next. Đúng rồi. Okay, em sẽ sửa dần cho nhá. Next one. Ten. Ten. Okay, really good. Đúng rồi, đúng rồi. Okay, tốt. Ten. Ten, awesome, tuyệt vời. Okay, mình cứ sửa dần dần, chuẩn hơn thôi chị ạ. Mình phải sửa dần dần nhá. Okay, thank you. Okay, đấy. Các anh chị là muốn học các nguyên tắc thêm không hay là mình đi vào bài học luôn? Ok, do you want to learn some more? Ok. Ok, các anh chị vui lòng tắt mic nhà lúc nào cần. Ok, thì bật mic lên. Anh chị mà muốn học thêm thì đánh là gì ạ? Đánh thêm là more place, ok. Nếu các muốn học thêm các nguyên tắc thì là more place. Ok, đánh đi ạ. Thêm nữa, làm ơn, thêm nữa này, more là thêm nữa. Please là làm ơn. Ok, làm ơn nha. More, please. Ok, more. More, please. Ok. Muốn học thêm à? Ok, ok. More, please. Ok. Good job, ok. Thank you. Anh chị các bạn nha, chữ M nè. More. Ok, chữ M, ok, hơi vẫn hơi ở mũi ra nè. Nếu mà mình tập ấy, mình nhá, Tùng hay ngày xưa hay tập nhá, thì là gì ạ? Thì Tùng bịt mũi lại thì nó sẽ không ra được này. Nó sẽ bị phồng mồm, nó sẽ bị phồng mồm lên. Ok. Chị các bạn nhá. More please. Ok, one more time. More please. Ok. Nhiều hơn nhá. Trong lớp này có bạn nào mà V102 đấy, các bạn để là V102 nhá. Các bạn V102 cũng là một cái lớp chuyên sâu Tùng đang dạy đấy. Minh Nguyệt nào, Minh Nguyệt đọc đi. Thầy nghe nào. More place. Minh Nguyệt lại không online. Ok, các bạn V102 đây để là V102 nhá, để Tùng biết nhá. Người An Dung đọc đi con. More place. More place. Ok, chữ M. More place. More place. Ok, awesome. Ok, tuyệt vời An Dung nhá. Ok, thank you. Ok, cách đây chỉ hơn một tháng rồi An Dung chưa nói nhiều nhé. Bây giờ An Dung đã có thể thuyết trình tiếng Anh và nói tiếng Anh khá là trôi chảy rồi, tuyệt vời. Ok, bây giờ quy tắc tiếp nhá, để Tùng xem có từ nào nào. Đi âm cây đi, âm cây. Lưu ý này, notice number 5, ok, number 5. Notice number... Một phải, ok, đây là số 5 là notice number 6. Số 6 này. Âm K. Phải. Phải dùng lưỡi này. Dùng. Đấy, bật hơi. Này, âm K nhá. Một số lưu ý thôi. Và muốn nói chuẩn thì phải làm theo Tùng nhé. À, các bạn anh chị hay lấy một số âm đi, kết thúc bởi âm K đi. Bắt đầu kết thúc bởi âm K cũng được. So please give us some words that start or end with K, okay? Hãy comment đây nào, để tôi lấy ví dụ nào. Okay, kite là cái diều nhỉ? Đấy, kite, đúng rồi. Diều, đúng rồi. Đấy, rất là nhiều từ vựng phổ biến là khi đấy, mình học từ các bạn cùng lớp phải tuyệt vời không? Okay. Keyword, đúng rồi, kid. Ok, really good. Key là chìa khóa này. Kid là đứa trẻ này, ok. Những từ nào kết thúc bằng K nào? Ok, ví dụ là lake, ok. Chẳng hạn này, là cái hồ này. Là K nó gì là gì? Click, đúng rồi, từ này rất phổ biến, click. Là click chuột đấy, ấn chuột. Nhấp chuột đi. Đấy. Mình học những cái này nhé, thì mình phải sử dụng hàng ngày. So when you learn those words, you need to use it every day, ok? Các bạn phải sử dụng hàng ngày thì là mình sẽ trôi chảy thôi. Rất là đơn giản. Đơn giản là thói quen thôi. Ai cũng chẳng có 24 giờ. So you have 24 hours every day, ok? Mình sử dụng 24 giờ nó hiệu quả thì nó sẽ tốt. Đây này. Cả lớp đọc theo đúng nha. Kite. Ok, really good, next one. Key. Good, next one. Kid.
Next one, lick. Next one, click. Awesome, okay. Tùng sẽ mời một bạn đọc nào, okay. Chị Hương ơi, chị Hương đã... Ok, thôi mời chị Hương đi. Mời chị Hương làm đi ạ. Ok. Chị Hương làm đi. Ok, chị Hương không biết được mấy kìa. Chị Hương không nghe thấy chị Hương nói gì. Ok. Ok, repeat. Kite. Kite. Ok, chữ cây bật hơi ra nữa nào, chị Hương ơi. Kite. Kite. Ok, next one. Key. Bật hơi ra. Key. Chưa. Key. Làm theo em nào. Okay, repeat. Key. Key. Okay, next one. Kid. Kid. Okay, lick. Lick. Click. Click. Okay. Một là bạn Hương nhé. Bạn Hương phải nhắc lại cho thầy rất là nhiều và bạn Hương phải âm phải nói nặng hơn một chút nữa. Ok, nói nặng hơn nha. Ok. Yes. Thank you. Xin mời bạn Việt Hiển nào. Ok, Việt Hiển. Xin mời bạn Việt Hiển nào đi. Ok, good. Mình ngồi thẳng lưng nha. Repeat. Kite. Kite. Really good. Key. Key. Awesome. Kid. Kid. Really good. Lick. Lick. Good. Click. Click. Awesome. Ok, tuyệt vời. Ok, really good. You have really... kind of like you speak from your throat, okay? Thì bạn Việt Hiển, bạn có một cái lợi thế, bạn nói giọng họng rồi nên là sẽ nói sau này sẽ nói tiếng Anh rất là hay, okay? Yeah. Đấy, nhiều người mà nói bắt đầu kiểu tiếng Việt mình cũng nói ở họng rồi ấy, nên là nói tiếng Anh nó sẽ phát triển rất là nhanh. Okay, good. Ban đầu thì mình sẽ sửa, okay, mình học bài học đi nhá, anh chị nhá. So, first one, lesson one, okay? Lesson one là bài số 1, in the park. Lesson 1 là bài 1. Tùng sẽ thêm một cái ô chat nhé, ô đánh chữ nữa để cho các bạn dễ theo dõi. Wait a second. Thêm một bản Word này. Tùng sau anh chị các bạn nhớ phải nhớ ghi lại nhé. Wait a second. Chờ một chút ạ. Let's stop. Wait a second everyone. Slide day 2 English mastery. Okay, good. Đầu tiên nhá, để mình sẽ to cho màn hình to một chút. Yeah, lesson 1. Okay, mình học lesson 1 là bài số 1. Mình cứ chăm chỉ ghi từ vựng mới vào. Từ vựng là nền móng của tất cả mọi thứ anh chị nhá. Okay, nên là mình phải học từ vựng rất là chăm chỉ thì chắc chắn sẽ giỏi thôi. Lesson 1 là bài 1 này, bài 1. Okay, lesson là bài nha. Chứ nhờ n mình nhớ là gì không? Lúc này mình học nha. Lesson. Ok. Lesson rất là vi diệu luôn. Những cái mà Tùng hướng dẫn thì anh chị phải thực hành. Đấy, mình sẽ đi cùng nhau 56 buổi nữa. Đấy để mình học, để mình thực hành. Ok. Lesson 1, ok. 1 này. One, ok. Tùng sẽ trai phiên âm luôn cho các bạn anh chị nhá. One này thì mình phải wa phiên âm là W ấy, nên là mình sẽ phải đóng mở cái mồm liên tục này. One, ok. Này, to lên một chút nào. Ok, repeat. Lesson one, ok. Lesson one. Đúng rồi, nói thấp xuống. Xin mời. Ai mà muốn phát biểu, các bạn là bật cam, bật mic lên nhá. Ai mà đang kỳ khóa trên sâu Tùng thì vui lòng để lại M nhé. Để lại M đi Tùng gọi. Và phải giơ tay lên nhé. Phải giơ tay để nó hiện lên. Xin mời anh Phạm Văn Toản đi. Nhanh lên, quick. Này. Hoặc là bạn Minh Lê đi, Tùng xin phép gọi là bạn nhé, anh chị Tùng gọi là bạn cho tiện nhé. Okay, cả lớp nhắc lại cho Tùng nào. Lesson 1. Lesson 1. Okay. The L you move your tongue up a little bit more. Chứ L mình sẽ uốn nó lên một chút nữa nha. Lesson. Lesson 1. W nào. 1. 1.
Okay, awesome. Okay, good. Thank you. Những phần đầu này Tùng, yeah, thanks. Những cái phần đầu này Tùng sẽ đi rất là chậm nhé. Và anh Minh Lê đi, anh. Bạn Minh Lê đi, bạn đọc đi. Lesson 1. Bạn Minh Lê bật mic nhà chưa nói. Okay, đây bài 1 này. In the park, okay. Đấy mình sẽ nhớ những âm lúc nãy Tùng lưu ý đấy. Những âm này mình Tùng lưu ý là phải nói. Đấy, chữ L, lesson, đúng không? Lesson. Okay. Tôi sẽ đi rất là chậm nhé để các bạn anh chị phải nói phát âm thật là chuẩn luôn. Okay, in the park. Trong, in là trong nhá. Park là công viên. Okay, trong công viên, in the park. Đấy, mình sẽ cùng nhau mình học. Học 56 buổi để mình có thể mình nói tiếng Anh trôi chảy, mình học được hơn 3.000 từ vựng nhé. In the park. Okay. Cả lớp đọc nhớ những âm này, nhớ những âm này nhá. Chữ N này, in hơi mũi ra này, the park, chữ P bật hơi ra. Ok, và chữ B đúng không, chữ K này, k, park, in the park. Ok, bạn nào muốn phát biểu nào tôi sẽ gọi nào. Xin mời bạn nào nhỉ, chị Thu Hằng đây nào, chị Thu Hằng đặc biệt. Hoặc là bạn Huyền nào. Ok, chị Thu Hằng và bạn Huyền nào. Repeat. In the park. Ok. Ai là Tùng gọi thì là vui lòng. 1TV này, NT Thu Hằng này, sản phẩm sức khỏe. Ok, chị bật mic lên. Repeat. Ok, bạn đang nói này. In the park. In the park. Ok, in này hơi mũi ra cả lớp ấy. Cả lớp đọc theo Tùng nào. In the park. In the park. Ok, the, TH nào, đọc, cả lớp đọc dài không chứ? In the park. In the park. Ok, much better, đúng rồi, tốt hơn đấy, thank you. Đấy, tôi sẽ sửa dần dần đấy nhá. Đấy, không phải chuẩn ngay mà mỗi ngày sẽ tiến bộ một chút ạ. Ok, so you improve a little bit, day by day. Ok, còn tiếng Anh Tùng nói có thể là mọi người chưa hiểu thì là dần dần sẽ hiểu nhá. So you understand later, ok. The first one, từ đầu tiên là ball, là quả bóng này, ball là quả bóng. Đấy, nó có phiên âm cho các bạn, anh chị dễ đọc nào. So, mình đọc theo tấm nhá. B, ball, the L you move the tongue up, ball. Ok, next one, bill, ok, bill. Next one, b, book, book. Đúng rồi, phải đọc chuẩn cái âm đầu, âm giữa, âm cuối nào. Ball. Good job, next one. Bill. Good job, next one. Book. Tuyệt vời, awesome. Ok. Tôi mời một người đọc nào. Xin mời Kiên Cường, ok. Kiên đọc đi. Ball. Ok, anh Kiên chưa bật mic à? Repeat, cả lớp nhắc lại thôi mà. Ball. Ball. Ok, ball. Ok, đọc dài ra anh ơi. Ok. Ball. Mời bạn, tôi xin gọi là bạn nhé. Ok. Ball. Okay. Ball. Good job. Ok, next one. Bill. Bill. Ok, mình đọc dài ra mấy cái lòng à. Bill. Bill. Rồi, good, next one. Book. Book. Ok, book, âm cây nào, book. Book. Âm cây nữa, âm cây, bật hơi kia một chút. Book. Book. Ok, really good, awesome. Ok, tuyệt vời, ok, really good. Thank you, tuyệt vời. Thank you. Ok, welcome. Next one, tiếp theo đi. Point and say. Ok, point là chỉ nhá, chỉ. Chỉ và nói là point. Point là chỉ này. Và nói n này, n là và này, say là nói này. Ok, point, các bạn hãy làm theo Tùng nha, tất cả lớp làm theo Tùng. Point, chữ p bật ra, point and say, s nào, say, awesome, and say, point and say. Đấy, bây giờ mình chỉ vào màn hình nhá, bây giờ mình sẽ chỉ nào, chỉ đi, chỉ vào màn hình luôn. Ok, ball, bill, book, awesome. Ok,
Ai thấy Tùng dạy rất dễ hiểu nào? Ai thấy Tùng dạy rất là dễ hiểu và dễ học và mình cảm thấy mình tiến bộ cả lớp, comment awesome nào. Please comment awesome, okay? Hey, please comment awesome. Nếu cả lớp thấy Tùng dạy rất là dễ hiểu. Okay, really good, awesome. Cả lớp comment đi. Là tuyệt vời nhá, tuyệt vời. Cả lớp comment này mình học luôn. Khi comment là mình sẽ học được 3 lần đấy ạ. Đấy, khi mình nhìn vào chữ để mình đánh thì học lần đầu tiên. So when you look at the word and you type, you learn the first one. When you are typing, khi mình đánh chữ thì mình học lần thứ hai. You learn the second time. And then when you finish typing and you look at the word again, so you learn the third time, okay? Tuyệt vời. Okay, awesome. Cả lớp đọc lại theo Tùng nào. Awesome. Really good. One more time. One more time. Awesome. Good job. Awesome. Okay. Good. Awesome. Là tuyệt vời nha. Awesome. Okay. Good. So now we take a break. Bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao khoảng 3 phút các bạn nhé. 3 minutes. Okay. 3 minutes break. Okay. 3 minutes break. Okay. 3 phút giải lao. Thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ học từ vựng nhé. Sau đấy mình sẽ học phần giao tiếp. Okay. 3 phút này. Giải lao, 3 minutes break, okay. Hôm nay chủ yếu mình học từ vựng nhé. Tùng sẽ hướng dẫn một số câu giao tiếp sau. Okay. 3 minutes break. Begin. Be back at 8:58, okay. Mình sẽ quay trở lại vào lúc 8:58 nhá. 8:58. Okay, begin. Bây giờ mình bắt đầu đi ạ. Học vui ghê quá.
Ok, let's continue. Bây giờ mình bắt đầu tiếp tục nha. Ok, everyone. Mình sẽ tiếp tục nha. Ok. So before we begin, ok? Before we begin, can you stand up a little bit? Mình sẽ đứng dậy một chút nha. Các bạn, anh chị nha, mình sẽ vận động một chút nào. Ok, mình sẽ vận động một chút nha. Để mình lấy năng lượng mình học nha. Ok, everyone, please stand up. Ok, mình đứng dậy một chút nào. Stand up, everyone. Stand up, ok? Now, walk, ok? Tất cả các bạn đi bộ nào. Walk. Keep walking, ok? Walk. Đi bộ đi ạ. Walk. Ok. Đọc theo từng nào. W đúng không? W phải gì ạ? Walk, walk, walk. Ok? Walk, walk. Đúng rồi. Đi bộ thì walk. Đúng rồi. Walk faster. Mình đi nhanh hơn nào. Walk faster. Đọc theo từng nào. Repeat. Walk faster. Ok? Walk faster. Keep going. Tiếp đi. So, we walk to a lake. Mình sẽ đi. Mời bạn Ngân Khánh nào. Ngân Khánh đứng dậy đi. Ngân Khánh. Ok. Đứng dậy nè. Mình đi bộ nào. Walk. Keep walking. Đi bộ đi ạ. Keep walking. Ok. Good. Keep walking. Awesome. Walk. Walk. Đọc sách dùng một walk. Ok. So, we walk to a forest. Ok. Mình đi tới một cái ngôi cái rừng nhá. Rừng cây. We walk to a forest. Ok. Good. And we walk past the forest, and then we walk to a river. Và mình sẽ đi tới cái con một con sông nhá. We walk to a river. Keep walking. Mình đi bộ tiếp đi, nhanh lên. Faster, faster, faster. Okay, faster. Miss Oanh, chị Oanh nào, đi bộ đi nhanh, quick, quick, quick. Nhanh lên. Keep walking. Okay. Good. Okay. Keep going, đi bộ tiếp đi. Walk faster, nhanh hơn, nhanh hơn. Faster, okay, faster. Okay, really good, thank you. Clap your hands, cả lớp vỗ tay đi, 10 lần nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp theo, tiếp tục nào. 11, 12, 13, 14, 15. Awesome. Thank you. Okay, good. Let's sit down. Let's sit down, okay? Let's sit down. Mình cùng ngồi xuống nha. Okay. Awesome. Tuyệt vời. Okay. Xong có tiếng à? Có tiếng không nhỉ? Okay. Mình học tiếp nha. Okay, so keep learning. So let me share my screen. Ai vẫn thấy có tiếng nhỉ? Please comment sound. Hay comment là sound này, là tiếng này. Sound là tiếng này. Là tiếng. Còn bạn bảo không có tiếng á. Mình vẫn có tiếng mà nhỉ, đúng không? Sound. S-G-2. Tất cả các bạn nhớ là gì ạ? Sound. Làm lại theo thầy là hai răng cắn này. Thổi ra. Sound. Really good. Đấy. Mình phải làm theo thầy thật là nhiều để mình phát âm chuẩn nha. Ok. Good. Sound. Ok. Tất cả những bạn nhé. Những anh chị. Các bạn. Và nghe mà tiếng ngoài có tiếng thì comment là sound. Đồng thời nhắc lại theo Tùng nha. And repeat after me. Ok, one more time. Sound. Really good. Next one, tiếp theo. Mình học nha, mình sẽ học rất nhiều đấy. Tùng nhớ là nếu mà cách đổi tên ấy thì là mình vào gì ạ? Mình vào chỗ Tùng một lần nữa nhá. So you go to participants, ok? You go to participants. And then you go to more. Đấy, chẳng hạn như đổi tên này. Đấy, more này. Đấy, vào more, chữ hit more. So go to rename, ok? Vào chữ rename này. Đấy, vào đổi tên, đã được nhá. Đơn giản thôi mà. Easy, ok, next one, tiếp theo đi. Book. Ok. Các bạn nhắc lại cho tôi nhá. Book là quyển sách này. Ghi đi, book là quyển sách. Next one, ball là quả bóng này. Next one, boy là cậu bé này. Bird là con chim. Ok. Good. So repeat. Book. Cả lớp nhắc lại thôi nào, để chuẩn nào. Book. Ball. Chữ L mình uốn lên là move your tongue up. Ball. Good job. Next one. Boy. Good. Bird là con chim. Bird. Ok. So bạn nhắc lại nhờ. Xin mời bạn
Trần Văn Hòa đây nào. Trần Văn Hòa. Ok, bạn nhắc lại cho Tùng. Repeat. Cả lớp nhắc lại nào. Book. 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 Next one. Ball. Ball. Good. Boy. Boy. Good job. Bird. Bird. Ok, awesome. Tuyệt vời. Ok, thank you. Next one. Tiếp theo đây ạ. Next one. So, let's talk. Nào, chúng ta cùng nói chuyện nha. Let's talk, ok? Let's talk. Ok, chứ nào. Nào, chúng ta. Chữ phẩy S nha các bạn. Các bạn nha. Chữ phẩy S là gì ạ? Chúng ta nha, viết tắt của us. Là chúng ta này. Nào, chúng talk là nói. Ok, repeat. Let's talk. Let's. Ok, chữ S gì nhá thì mình cũng thổi ra nào. Let's talk. Ok, really good. One more time. Let's talk. Ok, let's talk nghĩa là nào cùng nói, nào cùng nói. Ok. Bạn ghi xong chưa? Xin mời chị Dung Nguyên đi, Dung Nguyên đi. Ok. Chị Dung Nguyên đọc đi ạ. Let's talk. Em hả? Yeah, yeah, yes, ok. Yeah. Let's talk. Ok, L mình có lên nào. Bạn đọc trầm xuống nhé, đọc trầm xuống. Không đọc let's talk. Let's talk. Let's talk. Ok, em okay. Talk. Talk. Good, one more time. Let's talk. Let's talk. Ok, awesome, tuyệt vời. Ok, đấy. Mình có sửa thì mình sẽ nói hay rất là nhiều. Let's talk. Ok, nào cũng nói nha. Ok, ball đầu tiên này. First one, ball. Thì là quả bóng này. Hi. Hi, I'm Bill. Hi. Bill, ok. Chào, tôi là Bill. Hi, đọc dài ra này. Mình sẽ học ngữ điệu thật là chuẩn nha. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Bill. Thực ra thì lúc mà giới thiệu mình có thể nói kiểu như là mình cho dài ra nó. Hi, I'm Bill. Ok. Cả lớp đọc lại thôi nào. Hi, âm hát đẩy ra nào. Hi, I'm Bill. Ok, chữ L mình uốn lên đấy. Thực ra cái phần này thì các ba mẹ mà học thì sẽ nhanh hơn các con đấy ạ. Tại vì là mình học mình sẽ nhắc lại được nhiều hơn, tốt hơn và có tính kỷ luật hơn. Ok, cả lớp nhắc lại cho tôi nào. Hi, I'm Bill. Ok, xin mời chị Hà Nguyễn nào. Chị Hà Nguyễn đọc đi. Ok. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Bill. Ok, awesome. Bill rồi bốn lên. Bill. Bill. Wait, one more time. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Bill. Ok, awesome. Đúng rồi. Ok. Đấy, rất là tốt. Awesome. Tuyệt vời. Xin chào. Chào, tôi là Bill nhá. Chào này. Tôi là Bill. Tôi là Bill. Right. Next one. It's a book. Nó là một quyển sách. It's. Tùng viết cái trạng thái đầy đủ của nó nhé. It is a book. Cho tất cả các bạn dễ hiểu. Nó là một sách. Ok. Một quyển sách các bạn nhé. Ok, nó là một quyển sách, nó là một quyển sách. It is a book. Ok, cả lớp nhắc lại thế này nào. It is a book. Ok, one more time. It is a book. Ok, xin mời bạn Dương Thu Hoa đi, ở Bình Dương. Ok, now repeat. It. It. Is. Is. A book. Is a book. Ok, đúng rồi. Ok, mình học. Nhưng thật là cẩn thận nha. One more time. It is a book. It is a book. Ok, one more time. It is a book. It is a book. Ok, đúng rồi. Và mình chú trọng cuối là thường thường câu nói bình thường mình chú trọng cuối. It is a book. It is a book. Ok, really good. Ok, awesome. Tuyệt vời. Ok. Thank you. Next one. Thank you thì mình phải tắt mic nha. Next one. Tiếp theo. Look and write. Ok, nhìn mà viết nào. Look là nhìn. Ok, look. Look. Cả lớp làm theo Tùng nào. Look. Look cho nó dễ nhớ. Look.
ok, là nhìn. Very good. In là và, và viết, right. Là viết nè. Đấy, thì khi mình viết thì mình right, right. Ok, các lớp đọc theo Tùng nào. Làm theo Tùng nhá. Ok, copy my action. Right. Ok, chị Duyên làm theo Tùng nào. Dung, Miss Dung, chị Oanh nào, Miss Oanh. Ok, right. Chị Nguyên Oanh nào. Right, đấy, mình phải tập làm theo Tùng đi. Right, đấy, giống như cầm cầm cái bút này. Đấy, right, đúng rồi. Khi mình học thì mình phải áp dụng luôn. So when you learn, ok, thì mình phải áp dụng luôn nhá. Đấy, phải hàng ngày mình phải miêu tả tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh thì mình sẽ học rất là nhanh. Next one, ok. Đây, mình học lại phát âm chữ B nào. Bill, ok, bỏ vào quả bóng này. Book, ok. Các lớp ơi, đọc theo Tùng. Bill. Good job, next one. Ball. Good. Book. Book. Okay. Really good. Tuyệt vời. Tiếp theo đi. Lesson 2 in the dining room là bài số 2 nhá. Lesson 2. Bài 2. Okay. Ủa lên nào. Lesson. Đúng không? Lúc nãy nhớ là gì ạ? Remember the end. Okay. Chữ N vậy. Chữ L này. Repeat. Lesson 2. One more time. Lesson 2. Đúng rồi. Đi nhanh đi. Mình rất là nhiều cái phải học các bạn ạ. In the dining room. Ok. Là trong phòng ăn đúng không? Ok. Trong này. Bạn ghi lại đi. Please write down. Write down. Ok. Từ vựng là nền tảng của tất cả mọi thứ nha. New words are the foundation for everything. Ok. Trong này. Dining là ăn này. Room là phòng. Ok. Trong phòng ăn nha. In the dining room là trong phòng ăn. In the dining room. Cả lớp nhắc lại cho thầy này. In. Nào, nhắc lại cho thầy này. In the. The. Thế hát nó để lưỡi dưa hay sao nào? Put your tongue between your teeth. The. The. Dining. Ok. Chữ N nha. Dining. Room. Đấy. Chữ M cũng phải hơi ở mũi ra nhớ không? Ba âm là gì ạ? N. M. Là dung dung là hơi ở mũi nào. In the dining room. Really good. In the dining room là trong cái phòng ăn nhá. Ok. Người xin mời xin mời bạn Duyên ở Hà Nội nào. Xin mời bạn bạn nói đây. Tùng thầy Tùng thầy sửa. Tùng xin phép là gọi anh chị bằng bạn nhá. Được không? Ai đồng ý nào? Ai đồng ý comment là I agree nào. Nhiều anh chị ít tuổi cho nhanh. I agree. Ok, anh chị comment đi. Anh chị các bạn comment nào. Tùng gọi bằng bạn hết nhá. Đến trong lớp cho nó thân thiện. Ok. Yes, I agree. Comment đi. I agree. Ok, mình đồng ý nhá. Ok, please repeat. In the dining room. In the dining room. Ok, good. Đầu tiên thì mình cứ đọc chậm thôi. Những chữ này mình phải ngân ở mũi này. In. In the dining room. Ok, từ từ chị đọc. Bạn bạn Duyên đọc theo Tùng ạ. In the dining room. In the dining room. Ok, really good. One more time. Room. Room. Ok, awesome. Yeah, really good. Đúng rồi, mình đã có ngân ở mũi. Đấy. Mình phải sửa nhiều vào nhá. Sửa nhiều vào. Ok, thank you. Là trong phòng ăn nhá. Next one, tiếp theo. Point and repeat. Chỉ vào và nhắc lại. Point. And repeat. Chỉ này. Point và nhắc lại. Okay. Point and repeat. Okay. Tất cả bạn nhớ này. Chữ P này và chữ R hôm qua mình học rồi. Học rồi là gì ạ? Phải cho môi nhọn ra này. Repeat. Chữ R môi nhọn ra. Point. Mình làm hành động luôn nào, hành động luôn, hành động luôn. Ok, hành động luôn đi. Point, chỉ đi, point. Đấy, mình làm luôn, point. Đấy, hàng ngày mình chỉ như này, mình nói là point. Ok. And. Repeat. Ok, chữ R môi nhận ra nào. Repeat. Ok, đúng rồi, và nhắc lại nha. Point and repeat. Mình chỉ và nhắc lại nha, ok. Really good. Đấy, point and repeat. Chỉ và nhắc lại nào. The first one. Đầu tiên là cat, là con mèo này, ok. Cat. Ok, con mèo.
Next one, cup là cái chén này. Next one, cake là cái bánh này. Đấy, những từ này rất là thông dụng nhá, ở trong cái phòng ăn ấy. Nên khi mình xuống cái phòng ăn của mình, lúc ăn uống ấy thì mình sẽ nói. Ok, hoặc là car. Đấy, ra đường thấy xe hơi bảo là car, là xe hơi này. Okay, hoặc xe ô tô. Ok, car. Car, đúng không? Ok, nhớ âm cây không? Đây, tất cả các bạn nhá, sẽ nhớ là gì âm cây. Tôi zoom một chút này. Âm đúng không? Âm cây ấy thì mình nhớ là gì? Okay, các bạn và các anh chị nhớ không? Ok. Really good. Bây giờ bọn sẽ nhắc lại theo Tùng nha. Xin mời bạn Việt Hiển đây nào. Việt Hiển đã bị. Cat. Cat. Really good. Cup. Cup. Really good. Cake. Cake. Really good. Car. Car. Awesome. Tuyệt vời. Okay, awesome. Right. Next one, tiếp theo ạ. Mình ghi thật nhanh nha. Point and say, ok. Chỉ và nói nào. Cả lớp đơn giản đọc lại theo tôi mà. Car. Chữ R cuối nhớ lại uốn lên vào. Car, không đọc kha nha, không đọc là kha. Hay đọc là kha là sai nha, không đọc là kha. Car. Phải kéo lên vào một chút. Car. Good, next one. Cake. Good job, next one. Cat. Next one, cup. Ok, là cái cốc. Ok. Next one. Listen and repeat. Ok, mình làm rồi nhá. Look and write. Rồi mấy cái này xong. Lesson 3, mình sang lesson 3 này. Ok, at the street market. At. The lesson là bài nhá. The lớp mình học rồi, street market. Cái chợ ven đường đúng không? At là tại này. Tại. Street là đường. Market là chợ nha. Ok. Yeah. At the street market. Ok. Wait a second. Cả lớp chờ một chút, Tùng lấy nước dừa Tùng uống đã. 5 seconds, ok. Nghe câu con ăn rùi xuống em. Lấy nước dừa nha. Ok. À, các anh chị và các bạn đọc lại cái dùng nào. Eight. Âm ti nào. Eight. Âm ti ở cuối. Để cho nó đây nữa. Ok. Wait a second. Các bạn chờ chút nha. Ok. Repeat. Eight. The street. Ok. Bây giờ mình tập trung vào âm ti nào. Street. Market. Mờ hơi ở mũi này. Market. Eight. The street market. Ok. Xin mời bạn đọc đi. Là ở cái chợ nhá. Ok. Xin mời Văn Đại đi. Văn Đại đọc đi. Văn Đại. Ok. Repeat. Eight. Eight. Âm ti ở cuối nào Văn Đại. Eight. Eight. The. Eight. The. Street. Street. Market. Market. Ok. Awesome. Awesome. Tuyệt vời. Ok. Thank you. Ok. Đấy. Đấy, Tùng sửa đấy các bạn, anh chị rất là nhanh thôi. Cả lớp phải nhắc lại theo nhá. Cả lớp phải nhắc lại theo, phải nhắc lại theo thì mới trôi chảy được. Đấy, Tùng nhắc lại cho khẳng cả giọng rồi nhá. Đấy, anh chị phải nhắc lại theo. Đấy, anh chị và các bạn phải nhắc lại theo để mà mình nói chuẩn nhá. Đấy. Mày quyết tâm mà học phải quyết tâm. Next one. Point and repeat. Point. Đấy, and repeat. Mình cứ phải lặp đi lặp lại nhiều lần nhé, để cho nó có nếp nhăn trong não đó. Có một câu là gì ạ? Repetition is the mother of skill. Ok, nghĩa là sự lặp đi lặp lại là mẹ của mọi kỹ năng. Mình phải lặp đi lặp lại thì mình nhớ được. Point là chỉ này. Chỉ point. Cả lớp nào point. Và đọc lại nè. Ok, Dan. Rồi, Daniel. Mình học, hôm nay mình học âm E nha. Daniel. Daniel, next one, bag, là cái túi nào. Daniel là cái tên thôi. Daniel, next one là bag, ok, là cái túi này. Cái túi, ok. Next one, hat, là cái mũ. Next one, apple.
là quả táo. Ok. Cả lớp đọc lại cho tôi nha. Bag. Next one. Hat. Hat mình đẩy ra nào. Hat. Ok, next one. Apple. Apple. Ok, apple là quả táo. Ok. Xin mời một bạn. Xin mời anh Minh Tâm đây nào. Anh Minh Tâm ơi, anh đọc đi. Bạn Minh Tâm nào. Bạn đọc đi ạ. Bag. Pen. Next one. Hat. Hat. Ok, H you blow air. Hat đẩy ra nữa nào. Hat. Hat. Ok, ok. Không phải âm A đâu. Kiểu âm này giữa lai giữa A và E. Ok, hat. Hat. Really good. Apple. Apple. Ok, really good. Wow, awesome. Tuyệt vời. Thank you. Next one. Đấy, mình chăm chỉ sửa phát âm là chuẩn ngay thôi. Next. Ok, point and say. Chỉ và nói nào. Point là chỉ and say. Point. Cả lớp làm theo dùng nào. Point. And say, say thì mình làm tay như này. Say, okay. The first one. Cat. Hat. Good job. Apple. And bag là cái túi. Okay. Next one. Tiếp theo đi. Listen and repeat. Mình lại lặp lại nha. Lặp lại nhiều lần nào. Listen là nghe này. Hat. Bag. Cat. Apple. Okay. Really good. Để mình học nào, let's talk nào, chúng ta cùng nói nha. Let's. Ok. Talk. Now. Ok, apostrophe S means chúng ta. Ok, talk là nói này. Ok, let's talk. Let's talk nào, chúng ta nói nha. Let's talk, ok. Mời một bạn đọc nào. Xin mời bạn Hồng Gấm Hà Nội đi, bạn đọc đi ạ. Let's talk. Let's talk. Ok, L như mua thảm L mình uốn lên này. Let's talk. Let's talk. Oh, awesome, tuyệt vời. Đúng rồi, awesome, đúng rồi. Thank you. Đấy. Thì khi mà các bạn được sửa thì các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh. Nhưng phải có người sửa cho các bạn hàng ngày nhé. Hoặc là xem lại video này mà sửa. Nhưng tốt nhất là có người sửa. Ok, let's talk. I have a cat. Okay. Mình sẽ học cấu trúc lại. I have là tôi có này. Ok, gì đấy? Tôi có. Chấm chấm. Ok. Tôi có I have. Là tôi này. Mới to chữ to này. Tôi này. Có này. Ok. I have. I have. Ok. Tôi có. H phải đẩy hơi ra nhá. Ok. Tùng lưu ý tiếp này. Lưu ý này. Âm H phải đẩy nào, từ phía sâu trong họng nha. Hat. Ok. Hat. Ok. Good. Đây cả lớp làm thế Tùng này. Ok cả lớp ơi. Cả lớp ơi âm hát nha. Cả lớp này thử hít vào bằng miệng nha. Hít vào miệng đây. Lấy hơi vào miệng. Các bạn có thấy là gì ạ? Mình thấy mát mát ở trong họng không? Thấy có mát mát không? Ai thấy mát mát nào? Thấy hơi mát mát ở trong họng ấy thì comment là 9 đi. Please comment 9 hay comment là 9 nào. Cảm thấy cái chỗ mình bạn Kiều Như Quỳnh nhá, bạn Kiều Như Quỳnh bạn phải ngồi dậy nhá. Mình phải ngồi dậy nhá học bạn Kiều Như Quỳnh. Bạn ngồi dậy mình học nhá các bạn nhá. Các bạn phải ngồi dậy để mình học nhá, mình học nghiêm túc. Ok. Đấy. Ai thấy ạ? Đúng rồi, các bạn cảm thấy là mát mát ở trong họng chưa? Đúng rồi, khô họng đúng rồi. Nhưng mình phải phát âm từ ngay cái chỗ mát mát đấy nhá. So, yeah, we have to pronounce at that point, ok? Đấy, mình phải phát âm từ cái chỗ mát mát đấy mới đúng nhá. Âm H này, have, ok? Hoặc là gì ạ? He chẳng, hoặc là house, đấy. House, he, đúng rồi. Đấy, phải phát âm. I have, ok? I have, ok? I cả lớp đọc lại cho tôi mà. Have. Tiếp theo nào. He. Ok, hít vào chỗ mắt mắt. House. Đúng rồi, phải phát âm từ chỗ đấy nhá thì mới chuẩn được. Ok. Have. He. House. Ok, good.
So, next one. Okay, bây giờ Tùng sẽ mời một bạn đọc theo Tùng nào. Cả lớp đọc theo Tùng. I have. Okay, I have. Xin mời. Xin mời bạn Bùi Quang Vinh Hải Phòng nha. Bạn Bùi Quang Vinh Hải Phòng. Ok, bạn đọc đi. I have a. Ok. I have a. I have a cat. I have a cat. A cat. Âm ti bật ra. Cat. I have a cat. Really good. Nice one. I have a bag. I have a bag. Ok, nice one. I have an apple. I have an apple. An apple. I have an apple. Ok, chữ L mình uống lên nào anh, bạn ơi. Apple. Apple. Ok. Apple. 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 Really good. I have a hat. I have a hat. A hat, đúng rồi. Thế các bạn phải, okay, thank you. Khi mình phải ứng dụng những cái câu này ở nhà nhá. Ở nhà vậy tôi, I have a bag, okay. I have a pain. Đấy, mình phải nói hàng ngày. Okay. Ai đồng ý là mình phải sử dụng tiếng Anh hàng ngày để mình giỏi tiếng Anh nào? Các bạn hay comment là I totally agree. Hay comment đi, tôi hoàn toàn đồng ý. I totally agree, okay. Tôi hoàn toàn đồng ý, tôi này. Hoàn toàn đồng ý. Ok. I totally agree. Ok, please comment. I totally agree. Hãy comment đi. Tôi hoàn toàn đồng ý nhá. Tôi hoàn toàn đồng ý. Ok. Anh chị, các bạn hãy nhớ là gì ạ? Cuối buổi học này Tùng sẽ tặng quà nhá. Tặng quà cho một vài cái bạn may mắn. Một vài cái bạn may mắn. Đấy. Chắc là sẽ có khoảng, chúng xem nào. 5 phần quà là chuyện tiếng Anh nhé, song ngữ, chuyện Doraemon song ngữ, Tùng sẽ gửi tặng tận nhà cho các bạn và Tùng sẽ viết ký tặng nhé và viết những cái câu chúc cho bạn học giỏi tiếng Anh. Các bạn học xong thì giỏi khoảng 1,500 từ vựng nhá. Ok, ai thích món quà Tùng nào, please comment now. Ai thích được quà tặng buổi tối buổi hôm nay nào, please comment now. Ok, really good. Mình học tiếp nhá. Đấy, phải áp dụng hàng ngày. Ok, awesome. Tiếp theo, look and write. Okay, nhìn và viết nhá. Về các bạn viết sau nhá. Cả lớp đọc lại cho Tùng mà. Look and write. Đấy. Ok, now let's learn some new words, ok? Trước khi mình học nha, mình sẽ khởi động một chút nào. Cả lớp ơi. Ok, can I see your hand? Put your hands up. Mình sẽ để tay lên, tay giơ hai tay lên nào. Put your hands up, ok? Your hands up. Mình sẽ khởi động một chút nào. Warm up, ok? Left, sang trái nào, left. Đúng rồi, nhanh lên, làm đi. Mình học tiếng Anh luôn. Right. Đúng rồi. Back. Để vì sao nào? Back. Next one. Front. Nói theo Tùng đi. Nói theo Tùng. Front. Đấy, cứ nói theo thôi, đừng có sợ sai. Left. Ok. Right. Back. Front. Awesome. Bạn Đào Hồng Lâm nào, làm theo nào. One more time. Một lần nữa nào. One more time. Ok. Left. Làm theo Tùng. Left. Right. Ok. Back. Front. Mẹ của bạn Mai Cao Vinh nhá. Bạn Mai Cao Vinh là mẹ của bạn Mai Cao Vinh là phải làm theo nhá. Đấy, mình phải làm gương cho các con. Đấy. Anh chị mà có con học cùng nhá, mình phải làm. Đầu tiên mình phải làm gương đó. Mình phải làm gương cho con, mình phải làm, mình phải thể dục đấy. Thì mình phải làm gương trước nhá. Ok. The next one, the first one. Ok, mình học nào. Foot. Ok, cái phần này thì Tùng có thể là Tùng đánh trực tiếp ở trên này luôn nhá. Cho nó to. Wait a second các bạn. Cả lớp chờ Tùng một chút nha. Wait a second. Ok. Và trước khi mình học thì Tùng sẽ có một cái nhắc nhở của lớp là gì ạ? Khi mà mình học ấy thì là cái văn hóa của lớp của Tùng là gì ạ? Never give up. Ok. Never give up. Never. Ok. Never give up. Là không bao giờ từ bỏ. Ok. Never give up. Ok. Các bạn comment nào, please comment. Never give up. Ok. Never give up, hay comment đi. Đã học lớp của Tùng sẽ không bao giờ mình sẽ đi tới cùng, đi tới đích. Đi đến khi nào mình giỏi tiếng Anh thì thôi, chứ đừng mơ từ bỏ giữa đường. Đúng. Rất nhiều các bạn, các anh chị
là đã từ bỏ giữa đường. Mình học tiếng Anh một thời gian mình lại bỏ, rồi lại học lại bỏ, không hay. Mình học học liên tục và không bao giờ từ bỏ, không bao giờ từ bỏ nhá. Never give up in the middle, okay? Không bao giờ từ bỏ. Đấy. Như kiểu 2005-2011 đấy, Tùng đã kể cho lớp mình một cái câu chuyện đấy ạ. Tùng không đi lại được trong vòng 6 tháng. Thì cái tháng thứ 3 ấy, thì Tùng đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ bảo là gì ạ? Có thể là cháu có thể chấp nhận là mình sẽ không mờ đi lại như một người bình thường được nữa. Đấy, nhưng mà Tùng bảo là không, ok, no, I have to run, I be able to run again. Và Tùng bảo bác sĩ là gì ạ? Không, cháu chắc chắn sẽ phải chạy được trở lại và sẽ đi lại như một người bình thường. Đấy, đấy là năm 2011 Tùng bị chấn thương, 6 tháng Tùng đã không đi lại được. Đấy, và thực sự là khi mà cảm giác mà đi lại được ấy thì cực kỳ tuyệt vời. Và lúc đấy là một buổi chiều Tùng về quê và lúc đấy có mưa thì Tùng chạy được trở lại và thực sự là rất lúc đấy khóc ở trong mưa luôn khi mình đi lại được. Đấy, thì nên là lúc đấy mà nếu mà Tùng từ bỏ ấy, if I gave up at that time, okay, I could never be able to walk again. Và Tùng đã không bao giờ đi lại được và cũng không bao giờ giành được những cái cúp huy chương như này. Từ 2014 Tùng rất là quý sức khỏe nhé. Đấy, thì Tùng sẽ Tùng đã tập luyện bóng bàn và đã đạt được những huy chương này. Đấy, thì từ một cái biến cố rất là lớn, đấy là năm 2011, 6 tháng Tùng tưởng như là không đi lại được nhưng Tùng đã không từ bỏ. Ok, và cảm ơn bác sĩ tên là Thắng ở viện 108 đã không từ bỏ và đã hết sức giúp đỡ Tùng để Tùng tập vật lý trị liệu để Tùng đi lại được. Đấy, và bác sĩ không từ bỏ Tùng và Tùng đã không từ bỏ là Tùng phải đi lại như bình thường. Đấy, cái cổ chân Tùng bị chấn thương cổ chân mà không thể di chuyển cổ chân được rất 6 tháng luôn. Ok, so các bạn đừng từ bỏ, never give up, đúng không? Chẳng hạn như là những người bạn học với Tùng ấy, so my friends, they have been learning English with me. Những người bạn Tùng đã học tiếng Anh cùng với Tùng, bắt đầu học nhá, từ con số 0, từ khoảng 2009. Nhưng mà những người bạn đấy đã học sau khoảng vài tháng, một năm người ta đã từ bỏ rồi, nhưng mà Tùng vẫn tiếp tục học 6 tháng, 6 tiếng đến 8 tiếng một ngày, đều rất đều đặn như vắt chanh. Đấy, từ 2009 đến khoảng 2018 là 6-8 tiếng một ngày đều. Còn lại 2018 trở đi thì khoảng 2 tiếng, khoảng 2 tiếng đến 4 tiếng một ngày, about 2 to 4 hours every day, ok. Good. Đấy, anh chị biết là mình phải quyết tâm và không bao giờ từ bỏ thì chắc chắn mình sẽ thành công nhé. Ok, never give up. Ok, good. Repeat after me. Never. Ở chữ N nhá. Never give up. Ok, chữ P này. Đấy, mình phải tập trung những âm mà mình phát âm. Đấy, người Việt mình hay bị nhầm với những âm đấy. One more time. Never give up. Ok. Xin mời bạn Ngô Lan Phương ở Hải Phòng. Bạn Ngô Lan Phương ở Hải Phòng đọc đi. Tùng sửa nhá. Never give up. Ok, bạn bật mic lên ạ. Bạn bật mic lên. Never give up. Ok. Hơi mũi nào. Never. Never. Nờ hơi mũi nào. Never. Never. Đúng rồi. Give up. Give up. Đúng rồi. One more time. Never give up. Never give up. Ok, awesome. Đúng rồi. Mình đã sửa được âm N. Đấy. Và âm P cuối. Đúng rồi. Thank you. Được rồi. Ok. Đấy. Mình phải có người sửa. Các bạn và các chị nhớ là gì ạ? Kể cả những người vận động viên, bất cứ vận động viên nào giành huy chương vàng Olympic ấy. So any athlete who gets medals, ok, need a coach. Tất cả những người giành huy chương vàng Olympic đều cần huấn luyện viên hết. Và tất cả những người giỏi nhất trên thế giới, người ta đều cần huấn luyện viên. Và mình muốn tiến bộ nhanh thì mình phải có huấn luyện viên đi cùng mình để mình học thì sẽ nhanh, một người chỉ cho mình nó rất là nhanh. Ok, next one. Đầu tiên nha. Đấy, Tùng sẽ chỉ cho các bạn và anh chị những cái con đường rất là học rất là nhanh. Foot là một bàn chân nha. Còn feet là hai bàn chân. Đấy, số nhiều nha là hai bàn chân. Có phải từ bé đến lớn nhé, thì mình lúc nào mình cũng kiểu như là mình nhìn một bàn chân mình gọi foot, mình nhìn hai bàn chân mình gọi là feet, thì có phải là bây giờ mình đã học được, mình giỏi tiếng Anh rồi không, đúng không? Đấy, cái vấn đề là gì? You have to use English every day. Vấn đề là phải sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Đấy, Tùng luôn nhắc đi nhắc lại, phải dùng hàng ngày, phải dùng trong hàng ngày thì mình mới giỏi được. Đấy, ai có 24 giờ thôi, cách mình quản lý thời gian mình học tiếng Anh thì nó thì sẽ giúp mình giỏi tiếng Anh. Ok, repeat. Foot. Next one. Feet.
Ok, xin mời. Xin mời bạn Thương đi, bạn Thương nó bị foot. Foot. Rồi đấy kìa. Feet. Feet. Làm việc không ngừng được. Feet. Ok, rồi đấy kìa. Ok, one more time, next one. Feet. Feet. Rồi đấy kìa, one more time. Đó là foot. Feet. Foot. Ok. Really good. Ok, thank you. Cảm ơn. Next one. Tiếp theo đây. Ok, mình sẽ học từ vựng street. Ok, là đường phố này. Ok. Cả lớp đọc lại theo giống nha. Street. S thì hai răng cắn lại, thổi ra nào. The S, your teeth bind together and blow out. Again, street. Good job, ok. Street. Xin mời một bạn đọc đi. Xin mời bạn Kiều Như Quỳnh nào. Bạn Kiều Như Quỳnh, ok, đâu rồi. Kiều Như Quỳnh, ok, bạn đọc đi. Street. Everyone, repeat. Street. Bạn đọc thế nào? The trees. Ok, không phải, anh xin nào. Hai răng cắn lại thổi ra. Street. Trees. Okay, awesome, one more time, một lần nữa. Street. Trees. Ok, awesome, thank you, cảm ơn. Next one, tiếp theo. Move, ok, move là di chuyển nha, move. Ok, là di chuyển này. Okay, everyone repeat, move. Là di chuyển nha, move. One more time, chữ M là hơi mũi rồi. Move. Really good, ok, move. Xin mời bạn Trần Thị Kim Thanh nào, bạn đọc đi ạ. Move. Move. Ok, good, one more time, chữ M hơi mũi ra nào. Ok, air up your nose. Move. Move. Ok, really good. Ok, awesome. Next one, tiếp theo. Move. Ok, thank you. Diagram. Ok, diagram. Là biểu đồ. Ok. Alright. Diagram. I want to repeat. Cả lớp nhắc lại theo thầy nào. Diagram. Good job. One more time, một lần nữa. Diagram. Ok, really good. Xin mời bạn Ngô Quý Anh nào. Bạn Ngô Quý Anh ở Kiên Giang. Ok. Repeat. Diagram. Diagram. Oh, really good. One more time. Diagram. Diagram. Awesome, tuyệt vời đấy. Hàng ngày mình phải chăm chỉ học quá nhá. Mình phải viết từ vựng mới này, mình dán hết lên cửa. Đấy, cửa ra vào, rồi dán lên tường các kiểu để mình học nhá. Ai đồng ý là mình phải viết ra giấy mình dán hết khắp nơi ở nhà nào, để mình lúc nào đi mình gặp mình đọc nào, mà dán lên cửa ra vào nhé. Cách thứ hai, dán lên cửa ra vào, mỗi khi đi ra đi vào mình ôn lại, ôn bài lại. Rồi, please comment. Noi, hãy comment đi nào. Ok, please comment noi, hãy comment noi đi. Please comment noi. Ok, diagram, đúng rồi. Anh comment này mình đồng ý là mình phải viết ra. Mình viết ra, mình phải dán lên cửa ra vào nhá. Mỗi lần ra mình đóng kiểu lại kiểu gì chả nhớ, đúng không? Ok, next one. Cooperate là hợp tác. Ok, cooperate. 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 Ok, nghĩa là hợp tác. Ok, mình học dần dần thôi. Cooperate. Cả lớp đọc lại thôi mà. Cooperate. Nghĩa là hợp tác nha. Cooperate. Xin mời bạn Kiên Cường, Bắc Ninh nào. Repeat. Cooperate. Cooperate. Ok, one more time. Âm ti cuối nào. Cooperate. Cooperate. Âm ti cuối. Cooperate. Bật thôi ra. Cooperate. Ok, vẫn thiếu âm ti nhá. Ok, one more time một lần nữa thử xem nào. Cooperate. Cooperate. Ok,
cooperate. Okay, okay, good. Pretty good. Okay, vẫn thiếu thì chưa chưa rõ lắm. Mình cứ đọc rõ, lúc phát âm đọc rõ ra, lúc mà nói thì nhẹ hơn một chút được. Kiểu. Okay. Okay. À, bạn kia bạn xong bạn nhớ tắt mic nhỉ? Tắt mic đâu? Tên của bạn hơi buồn. Thank you. Next one, bed. Âm cuối nào. Okay, bed là cái giường các bạn nhá, cái giường này. Okay, có lớp 7. Repeat, nhắc lại sao rồi nha. Bed. Âm đi nào. Bed. Really good. One more time một lần nữa. Bed. Cái giường. Bed. Okay. Các bạn muốn được mời Tùng mời đọc thì các bạn bật cam lên nhá, bật cam lên. Okay. Xin mời bạn Nguyễn Oanh nào. Bạn Nguyễn Anh đọc đi. Bạn Nguyễn Anh đang ăn cái gì đấy nữa. Okay. Repeat. Bed. Ok, cả lớp nhắc lại nào. Bed. Bed. Ok, chữ đi nào. Bed. Bed. Ok, no, no, đi nào. Đ, đ nó phải rung họng cơ. Bed. Bed. Không, bạn Oanh vẫn phát âm là âm S gì là sao nhỉ? Âm đi là đ. Yeah. Bed. Bed. Ok, qua một giảm. Bed. Bed. Đấy, của bạn thì Tùng vẫn nghe là gì nhỉ? Cứ giống như kiểu best. Vẫn có đấy. Chữ S. Không, không có chữ S đâu, không là đâu là best, đó là bed. Bed. Ok, much better. Ok, one more time, một lần nữa. Bed. Best. Đấy, lúc thì Tùng nghe thành best, lúc thì nghe thành bed. Đấy. Đấy, là mình phải sửa lại âm đi này. Ok, good. Ok, one more time, một lần nữa. Bed. 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 Okay. Pretty good, cũng khá tốt đấy. Nhưng mà các bạn phải sửa thêm nhiều nữa nha. Ok, thank you, cảm ơn. Ok, mình phải nhớ đọc phát âm chuẩn âm cuối vào nhá. Ok, next one. Tiếp theo. Đấy, nếu mình phát âm không chuẩn là người ta không nghe ra âm gì đâu. Window. Ok, là cửa sổ. Ok, cả lớp đọc theo Tùng nào. Đọc đi nào. Window. Cả lớp 7 đọc theo Tùng. Đọc đi nào. Window. Ok, window. Xin mời bạn Trần Văn Hòa đi. Trần Văn Hòa đọc đi. Window. Wow. Window. Đọc đi nhá. Wow. Đóng mở nó mạnh hơn một chút nữa. Ok, open and close your mouth. Ok. Window. 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 Một mặt thẳng. Window. Window. Ok, awesome. Thank you. Đấy. Các bạn mới bắt đầu nhá thì các bạn hãy chẳng hạn học được từ window cửa sổ hay dán lên cửa sổ ấy. Viết lên cửa sổ là window. Dùng mấy cái giấy nhớ này. Ok. Đấy, window hoặc là những cái như này này. Đấy, mình xé, mình dán ra, mình viết ra, mình dán. Đấy, dán khắp nhà luôn, kiểu gì chả nhớ đúng không? Mình dán là window, đấy. Đấy, mình viết là window. Okay, so you write down window, ok? Đấy, window. Đấy, xong mình xé ra, mình dán. Đấy, mình dán nào. Đấy, mình dán vào đấy. Đấy, dán vào đây. Oh, stick it, ok? Window. Đấy, mình dán vào, thì lúc nào mình cũng sẽ nhớ rồi mà, đúng không? Đấy, mình phải thay đổi cơ. Yeah, to change, ok? Đấy, mình phải thay đổi. Yeah, to change. Mà comment nào, change. Đấy, đến lúc phải thay đổi rồi. Thay đổi. Đấy, mình thay đổi cách học đi. Yeah, to change the way you learn. Đấy, nhưng cách cũ thì không thể giúp mình giỏi tiếng Anh được. Đấy, không thể giúp mà phải theo cách thầy giảng dạy, cách thầy huấn luyện thì chắc chắn mình sẽ giỏi. Ok, you have to change. Change, ok? Đấy. Thế dần dần từng bước qua những khoảng 56 buổi sẽ dần dần mình sẽ học từng chút một để mình nói tiếng Anh trôi chảy và mình sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình. Ok, next one, tiếp theo ạ. Brown là màu nâu. Ok, cả lớp đọc sao tôi nào. Brown. Hôm qua lớp mình được học là chữ R, đúng không? R phải môi nhọn ra. Brown. U giống như kiểu nói chữ U ấy. Brown là màu nâu. One more time. Brown. Awesome, tuyệt vời. Xin mời một bạn đọc nào. Brown. Ok, xin mời bạn Lê Hương. Bạn Lê Hương nào. Lê Hương đọc đi. Ok. Brown. Đọc đi. Brown. Ok, chữ N nào. Chữ N nào. Brown. Brown.
Okay, one more time, một lần nữa. Brown. Brown. Really good. Okay, chữ N phải hơi ở mũi ra một chút nữa. Brown. Brown. Okay, good, good. Okay, really good. Thank you. Okay. Đấy, mình đã được sửa đấy. Thì cả lớp mà chưa sửa thì cứ đọc phép Tùng thôi là sẽ sửa được. Next one. Loud. Loud. Bạn nhớ lưu ý lúc nãy không? Loud. Chữ L mình phải làm gì nhỉ? Lưỡi phải là như nào? Ok, rồi đây gần. Đấy, lưỡi phải uốn lên trên. Uốn lên trên, lưỡi uốn lên trên thì chắc chắn sẽ nói rất là loud. Rất là to nhá. Rất là to này. Everyone. Loud. Rồi đây gần. One more time, một lần nữa. Loud là to. Ok. One more time. Loud. Xin mời bạn Dương Thị Thu Hoa nào. Ok. Ok, bạn Dương Thị Thu Hoa nào. Loud. Loud. Really good. Đợt. Loud. Loud. Really good. Rất là to. Loud là to. Loud. Wow, so loud. Ok. Loud. Really good. Thank you. Đấy. Thì mình có thể nói như vậy để mình dễ nhớ một chút thôi. Loud. Ok. Loud. Good. Thank you. Thank you. Đấy. Bạn nào đeo tai nghe thì lúc nãy Tùng hét là hơi to chút nha. So sorry. Ok. Rất là xin lỗi. Ground là mặt đất này. Là mặt đất. Ok. Everyone. Ground. Ground. Đấy. Nhớ chữ R là phải mua nhọn ra nào. One more time. Một lần nữa nào. Ground và nhóm cuối là d dung họng ground. Ok, là mặt đất. Xin mời bạn Cúc Mai nào, Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đặng cùng sẽ học, mình cũng sẽ đồng hành khóa English Mastery. Và lớp 7, đọc lại cho Tùng. Ground. Ok, next one, tiếp theo đây ạ. Fence là hàng rào. Ok, cả lớp bài đọc sao không ạ? Fence. F này răng trên, cắn môi dưới, thổi ra nhá. Repeat. Fence. Fence. Ok, really good. Fence là hàng rào. Fence là hàng rào nhá. Fence. Xin mời ai muốn đọc? Các bạn muốn đọc thì phải bật mic bật cam đấy nhá. Xin mời. Xin mời bạn Kim Anh Phạm này. Kim Anh Phạm đọc đi. Repeat. Fence. 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 Okay, mình thiếu chữ C nhá. C là hàng rào phải S xì vào. Fence. Fence. Okay, mình thấy chữ S xì không? S xì để hai răng cắn lại thổi ra nhá. The S you will just try to get and blow out. Fence. Fence. Okay, good. Thank you. Next one. Tiếp theo là book. Cái này mình học rồi này. Book là sách. Đó là phát âm nha. Book. B. Repeat. Đó là phát âm nào. Book. Xin mời bạn Bùi Mạnh Hùng à. Okay. Bạn Bùi Mạnh Hùng đọc theo thầy nha. Book. Books. No, like K. Okay, âm K. Books. K bạn đọc. Okay, âm K anh em đọc là book. K nào. Book. Books. Không có chữ S gì. Anh đọc vẫn có S gì như kiểu là books ấy. Book. Book. Ok, rất là good. Đúng rồi, nếu mà thêm S gì là books. Books. Ok, awesome, tuyệt vời, đúng rồi. Mình đọc kỹ. Ok, awesome. Đấy, những buổi đầu mình sẽ học rất là chậm. Nhưng kiểu này để các bạn sửa được những cái phát âm nhá. Next one, animal. Ok, là động vật. Ok, con đọc theo Tùng nào. Repeat. Animal. Ok. Chữ L này. The L you move your tongue up. Chữ L mình uốn lên nào. One more time. Một lần nữa. Animal. Really good. Ok. Animal. Ok. Animal. Ok, xin mời bạn Dương Thu Hoa đi, Bình Dương ạ, bạn nào đi ạ? Animal.
Okay, animal. One more time. Animal. Animal. Okay, really good. Okay, awesome. Tuyệt vời. Okay. Next one. Animal. Tiếp theo. Tiếp theo. Picture. Là bức tranh nhá. Picture. Okay, everyone repeat. Picture. One more time. P bật hơi ra nào. Picture. Okay. So now we are going to take a break, okay? Mình sẽ nghỉ giải lao nhé. Break. For 3 minutes, okay? Mình sẽ nghỉ giải lao khoảng 3 phút. Mình sẽ quay lại vào lúc 9:52, okay? Back at 9:52 p.m., okay? Okay, back at 9:52 p.m. Now everyone stand up. Cả lớp đứng dậy đi ạ. Stand up và đi lại đi. Và mình có thể đi. Go to the toilet, okay? Go to the bathroom. Đứng lại đi dậy vệ sinh như nào. 9:52 mình học tiếp. Và các bạn hãy nhớ là mình sẽ phải ở lại, sẽ có quà tặng nha. Okay, good. See you. Hello, welcome back everyone. Xin chào tất cả, chào các bạn quay trở lại nha. Welcome back everyone. Now let's stand up. Các bạn đứng dậy một chút nha, mình sẽ khởi động một chút nào để mình học cho nó hiệu quả nào. Everyone stand up. Stand up everyone, okay? Now run, mình sẽ chạy một chút nha. Run, run slowly, okay? Mình chạy đi. Run, run, run. Cả lớp đứng dậy nào. Stand up everyone. Stand up các bạn, cứ bật cam lên nhá. Bật cam lên, mình tương tác với nhau cho vui. Stand up, okay, run, keep running. Chạy đi ạ. Miss Oanh, chạy đi. Run, 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 run. Okay, Mr. Quang, run. Mình chạy đi, run, run, keep going. Don't give up, đừng từ bỏ nhá. Don't give up. Keep going. Mẹ bạn Nguyễn Duy Khánh nào, phải chạy đi. Okay, đứng dậy ạ. Mời chị đứng dậy và chạy đi, okay. Run, 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 keep going. Các phụ huynh là phải làm gương cho con đấy nhá. Ok, đấy mình phải chạy. Okay. Các bạn chạy nhá. Run, run, run. Ok, run, run, run. Ok, run. Run faster. Chạy nhanh hơn nào. Run faster. Nhanh lên. Faster. Ok. Faster. Run, keep going. We run to a lake. Mình chạy đến một cái hồ nào. Run to a lake. We run to a river. Chúng ta chạy
Đến một con sông nào. We run along the river. Chạy dọc con sông nào. Keep running. Chạy tiếp đi. Ok. Awesome. Thank you. Clap your hands. Vỗ tay đi ạ. Clap your hands. Give us a big hand. Vỗ tay đi ạ. Awesome. Hey, keep learning. Mình học tiếp đi ạ. Ok. Long river. Ok. Ok. Awesome. Ok. Cả lớp mình rất tuyệt vời nhá. Awesome. Keep going. Next one. Rabbit. Là con rabbit. Những từ vựng này rất là phổ biến nhé các bạn nhé. Rabbit là con thỏ này. Ok, repeat. Rabbit, chữ R trong môi nhọn ra nào. Rabbit. Ok, next one. Đúng xem chương trình nhé. Ok, mình cũng thoải mái. Rabbit là con thỏ. Chữ R môi nhọn ra nào. Rabbit. Xin mời một bạn này. Bạn Bùi Quang Vinh. Hoặc là bạn Minh Lê nào. Ok, một trong hai bạn. Hoặc cả hai anh được. Repeat. Rabbit. Rabbit. Okay, chữ R môi nhận ra nào. Rabbit. Rabbit. Ok, really good. Ok, rabbit là con thỏ. Ok, thank you. Welcome. Ok, next one. Squirrel. Là con. Con sóc nhỉ, con sóc. Đấy, khi mình xem TV thì mình thấy con sóc, oh squirrel, ok, that is a squirrel, ok. Hoặc là, đấy, nó là câu là that is a squirrel, đúng không? Kiểu gì xem phim hoặc là xem TV chả gặp. Hoặc là that is a rabbit, đó là một con thỏ hả? Đó, đấy. Thì mình phải dùng hàng ngày. Đó là một con sóc nha, ok. That is a squirrel. Ok, cái lớp đọc lại nha. Squirrel. Awesome, ok. Là một con sóc. That is a squirrel. Ok, next one. Tiếp theo nào. Page. Là một trang giấy. Page. Là một trang. Ok, một trang sách. Hoặc vở gì đấy. Ok. Page. Chữ P bật hơi ra nào. Page. Ok. Từ này người Việt mình đọc rất là nhiều bạn chưa chuẩn nha. Ok. Xin mời bạn số 32 Phạm Quý Nam à. Repeat. Page. Các phụ huynh cũng đọc theo Tùng luôn nha. Ok, cả gia đình mình cũng học tiếng Anh luôn. Page. Xin mời bạn Cúc Mai nào, Thành phố Hồ Chí Minh nào. Page. P bật hơi ra. Page. Bạn Cúc Mai Thành phố Hồ Chí Minh đọc đi ạ. Repeat, đọc đi ạ. Page. Ok, chữ P nhá. Chữ P bạn phải đọc. Bạn nói ra. Page. Ok, lưu ý ạ. One more time. Page. Ok. Ok. Thank you. Cái mic bạn Cúc Mai hơi bé nhá. Bạn tập trung là cái mic kiểu hơi bé. Hơi bé một chút. Next one. Ok, bottle là những cái chai. Đấy, hàng ngày mình thấy cái chai mình nói là bottle, ok. Là chai này. Đấy, hàng ngày mình thấy chai mình sẽ nói là gì ạ? Ok. It is a bottle. Nó là một cái chai. Nó là một cái chai đấy. It is a bottle, ok. Đó là đọc nha. It is a bottle. It is a bottle. Nó là một cái chai. It is a bottle, ok. Good. Next one, tiếp theo nào. Jud. Đây, từ cho một bạn đọc đã, cho mọi người ghi. Xin bạn Ngô Lan Phương là Ngô Lan Phương Hải Phòng là repeat. Bottle. Okay. Bottle. Ok, repeat. Bottle. Bottle. Chữ B là b, chữ B của mình phải kỹ một chút nữa. Bottle. Bottle. Ok, really good. One more time. Chữ L mình uống lên đây nào. Bottle. Bottle. Ok, really good. One more time.
Bottle. Butter. Awesome. Tuyệt vời, đúng rồi. Đấy. Mình đã chân thành sự. Yes, thank you. You're welcome. Okay, you're welcome. Next one. Tiếp theo. Jod. Cả lớp nhớ là gì? Âm phát âm là âm J nhá. Jod. Và A phải dài trong chữ Jod. Ok, là cái sân. Là cái sân nhá. Đấy. Khi mình thấy cái sân nào, ok. It is Jod. It is a Jod. Ok. Là cái sân này. Đấy, khi mà thấy cái sân. Oh, it is a Jod. Ok. Đấy, mình nói là câu đấy. Hàng ngày mình nói câu là it is a Jod. Đúng không? Thì kiểu gì chả giỏi. Đấy. Mình sử dụng hàng ngày thay vì tiếng Việt. Nghĩ tiếng Việt mình nghĩ cả đời rồi. Phải nghĩ bằng tiếng Anh. Ok. So we have been thinking in Vietnamese all our life, right? So like change it. Think in English, please. Hay phải nghĩ tiếng Anh đi. Thì mình sẽ giỏi là một cái sân. Ok, good. Ai muốn giỏi tiếng Anh nào? Ai muốn giỏi tiếng Anh thì phải nghĩ tiếng Anh nào. Ai đồng ý thì comment I agree xem nào. Để mình nhớ là mình phải nghĩ bằng tiếng Anh hàng ngày. Bạn comment cho nhớ nào. Comment là thôi, comment think in English, ok, nghĩa là nghĩ bằng tiếng Anh nhá. Đấy, mình phải nghĩ bằng tiếng Anh, think in English. Đây là một cái bí quyết mà tất cả những người giỏi tiếng Anh đều phải có. Hàng ngày nghĩ tiếng Anh, đúng không? Nghĩ này, nghĩ bằng tiếng Anh. In nghĩa là trong nhá. Tiếng Anh này. Ok, think in English. Okay, cả lớp comment đi. Please comment think in English. Đấy, phải nghĩ bằng tiếng Anh. Think in English. Ok. Phải nghĩ bằng tiếng Anh. Ok, đúng rồi. Awesome. Đấy, mình phải có những thói quen như vậy. Mình mới thay đổi, đúng không? Time to change. Thời gian này mình thay đổi rồi. Đấy, mình phải giỏi tiếng Anh. Thời đại này là thời đại nào rồi mà không think in English. Đấy, phải giỏi tiếng Anh. Trở thành công dân toàn cầu các bạn ạ. Ok, next one. À, để Tùng mời một bạn đọc đã. Xin mời bạn Hà Nguyễn đi, bạn Hà Nguyễn đọc. Ok, repeat. Jod. Ok, âm J bạn phải đọc nặng một chút nữa. Jod. Ok, cũng phải cố gắng. Ok, qua mắt sang. Jod. Really good. Next one. It is. Âm Z nào? Is. A jod. Ok, âm đi cuối nào? Jod. Jod. Ok, really good. Thank you. Ok. Đấy, thank you. Đấy, cứ dần dần mình sẽ sửa thôi. Tuyệt vời. Ok. Next one. Hungry. Ok, là đói đúng không? Hungry. Đấy, có phải là mỗi khi mình đói mình nói là hungry là có phải mình biết tiếng Anh, mình giỏi tiếng Anh không? Hungry là đói. Người phải dùng hàng ngày chẳng tôi đói đấy. I am hungry, đơn giản không? It's really easy, right? I am hungry. Hungry. Đấy. Tôi đói. Đấy, tôi là đói này. Tôi. Em là. Đói, ok. I, mở miệng ra nào. I, không đọc I như kiểu I, như kiểu I tiếng Việt đâu. I, không đọc sẽ I am hungry nhá. I am hungry. Ok. Repeat các bạn nhắc lại nào. I am hungry. Ok, mời bạn Phạm Anh Thư đi. Phạm Anh Thư lúc này. À này, mời anh Thư. Anh Thư. Ok, thầy mời anh Thư nhá. Anh Thư comment là xin mời anh Thư đi à. Rồi, ok. Anh Thư đọc đi. Bạn anh Thư đọc đi nào. Ok, repeat. Hungry. Hát đẩy ra nào cả lớp ơi. Hungry. Âm hát phải đầy hơn một chút nữa nào. Một chút nữa. Tốt rồi đấy. Hungry. Hungry. Really good. One more time. I am hungry. I am hungry. Awesome. Wow, tuyệt vời. Đúng rồi. Chuẩn rồi đấy. Thank you. Okay. Awesome. Tuyệt vời. Okay. Okay. So mình học một số cái câu mà của những người nổi tiếng để mình gọi là mình thành công hơn nhá. Ok, thì chúng ta xin bật cái bản Word ra cho nó dễ. It is your moment. I be Tony Robbins. Ok, do you know Tony Robbins? Who know him? Please comment. I know him. Tôi biết anh ấy này. Hay comment đi. I know him.
hay comment là tôi biết anh ấy. Tôi biết anh ấy. Ai biết thầy Tony Robbins là người thầy vĩ đại, một trong những người thầy vĩ đại nhất của thế giới hiện nay, giỏi nhất thế giới nào? Tôi này. Biết này. Anh ấy này. I know him. Ok, tôi biết anh ấy. Ok, I know him. Mình phải comment để mình nhớ nha các bạn nha. I know him. Ok, good, I know him. Lê Hà My biết này. Ok. Đấy, ai chưa biết thì phải nghe nhá. Phải nghe của Tony Robbins đi. If you want to make more money. Ok. Nếu mình muốn kiếm nhiều tiền hơn hoặc là mình muốn hạnh phúc hơn. If you want to be happier. Ok. You need to listen to him. Phải nghe Tony Robbins. Đấy, phải nghe. Đấy, phải nghe Tony Robbins, người thầy lớn nhất. Và một trong những học viên trong lớp là thầy Nguyễn Hữu Lam ấy. Đấy, là người thầy của rất nhiều bạn và anh chị ở đây, là thầy Nguyễn Hữu Lam đã học Tony Robbins. Thầy Lam và Tùng đi học Tony Robbins cùng nhau ở Singapore đấy. Okay, I know him. Tôi biết anh ấy. Ok. Mình ghi câu này nhá. Right now. It is in your moment. Nó là trong những cái khoảnh khắc này. It is in your moment of decision. Mình ghi cách một chút để cho mình ghi nghĩa là decision. That your destiny is shaped. Your đấy, nghĩa là những cái khoảnh khắc mà bạn quyết định, ok, quyết định làm việc gì đó thì là cái số phận được thay đổi. Cái khi được số phận được thay đổi, tức là khi mình quyết định mình sẽ làm cái gì hoặc là không làm thì số phận sẽ thay đổi. Chẳng hạn như khi Tùng quyết định nhé, Tùng nhé, năm 2019 Tùng quyết định là Tùng phải học tiếng Anh thì số phận Tùng đã thay đổi. Số phận Tùng thay đổi, Tùng được học từ học sinh đứng cuối lớp ở Đại học Ngoại thương. Tùng biết tiếng Anh và Tùng đã cải thiện môn tiếng Anh và Tùng đã vươn lên trở thành một trong những học sinh đứng đầu của lớp. Và sau đấy Tùng vươn lên để Tùng đạt được bằng xuất sắc của Đại học Ngoại thương. Và Tùng đã vươn lên để Tùng được trường cử đi học ở Mỹ. Đấy. Đấy thì là, và cái quyết định năm 2009 ấy, quyết định học tiếng Anh của Tùng là quyết định cực kỳ sáng suốt và đã đưa Tùng đến ngày hôm nay. Tùng có một công ty chuyên về đào tạo tiếng Anh và quản lý hơn 400 giáo viên đào tạo giảng dạy tiếng Anh. Okay, ai thấy đồng ý với quyết định, ai thấy quyết định học tiếng Anh của Tùng là tuyệt vời thì các bạn comment là awesome lên nào để mình nhớ nào. Awesome là tuyệt vời. Đấy, một cái quyết định đơn giản thôi của Tùng là ok, tôi quyết định học tiếng Anh, tôi phải giỏi tiếng Anh. Nó quyết định ok, mọi thứ nó thay đổi số phận của Tùng thực sự luôn. Awesome. Ok, change everything completely. Okay. It changed everything completely. Awesome. Hãy comment này nào. Awesome. Tuyệt vời. Đấy. Có ai không? Có ai mà đã sẵn sàng không? Sẵn sàng mà học tiếng Anh đi. Ai cảm thấy thực sự sẵn sàng thì comment I'm ready xem nào. Thực sự quyết tâm. Thực sự quyết tâm. I'm ready. Ok. Hãy comment đi, I'm ready, tôi thực sự khao khát, tôi thực sự quyết tâm, hãy comment I'm ready. Comment nào. Đấy. Cái thời khắc mà mình quyết định mình học tiếng Anh, mình tập trung vào học tiếng Anh, nó sẽ thay đổi. Thì khi bạn học biết tiếng Anh ấy thì bạn sẽ học được tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh. Well, you can learn everything in English. Đấy. Và bạn thu nhập sẽ chắc chắn sẽ cao hơn những người không biết tiếng Anh. Đấy, và cơ hội sẽ đến rất là nhiều. Và mình sẽ có rất nhiều mối quan hệ mới. Rất nhiều mối quan hệ mới. Đấy. Và Tùng giống như kiểu đánh bóng bàn ấy, khi mà Tùng quyết định đánh bóng bàn tập trung đánh bóng bàn của Tùng thì Tùng đã thay đổi số phận thực sự và gặp được những người cực kỳ tuyệt vời và đã giúp Tùng rất là nhiều trong công việc cuộc sống. Gặp được những người như là những bác sĩ rất là giỏi này, gặp những người gọi là ở bộ công an này, hoặc là những bác sĩ hàng đầu, những luật sư hàng đầu, người ta giúp Tùng miễn phí luôn. Đấy, vì đấy Tùng và những người đấy là bạn bè chơi bóng bàn. Đấy, bạn bè.
Đấy, người ta rất là tôn trọng Tùng vì Tùng là một trong những cao thủ trong làm bàn nghiệp dư. Đấy, cái quyết định, những quyết định mà tất cả các bạn đưa ra thì nó sẽ thay đổi cuộc đời. Đấy. Hoặc là quyết định mà học tiếng Anh thì chắc chắn nó sẽ thể thay đổi cuộc đời. Ok, gần next one, mình học từng từ một nha. Nó là trong your moment là của bạn nha. Your của bạn này, khoảnh khắc. Thêm chữ S là số nhiều này, là những khoảnh khắc nha. Ok, là những khoảnh khắc. Cái những cái này các bạn cũng nghĩ là các bạn nên ghi lại, gọi là những cái wisdom. Đấy. Wisdom sẽ giúp mình thành công. Wisdom, ok. 28. Đấy, nó là trong những khoảnh khắc của này quyết định này mà that là mà này your destiny là cái số phận do là của bạn nhá, destiny là số phận này. Nó hơi bé nhỉ. 36. Số phận này, Tùng viết tắt một chút nha. À, tôi không cần viết tắt số phận. Có thể y là lá nha, số phận này. Shape là hình thành. Đấy. Wait a second, đấy, cho xuống như này. Ok. Đấy. It is your, in your, is your moment of decision that your destiny is shaped. Đấy. Từ những ngày thời khắc mà bạn ra quyết định thì cái số phận của bạn thay đổi. Ok. Good. So, mình sẽ học một số từ mà mình sẽ, Tùng sẽ gọi một số bạn phát âm nhá. Now. Xin mời bạn Ngô Lan Phương nào. Ngô Lan Phương Hải Phòng đi. Ok, repeat. It is in your moments. Ok, again, moments of decision. Ok, one more time, một lần nữa nào. Decision. Ok, là quyết định nha. That. Thế hát mình lưỡi để dưới nào. That. Your destiny. Again. Destiny. SSC nữa nha. SC bạn nhớ destiny. Là. Destiny. 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 Is. Shaped. Ok, really good. Ok, đấy. Khi bạn ra quyết định, hoặc là kiểu bạn. Thank you. Ok, you're welcome. Ok. Bạn quyết định là bạn học tiếng Anh hoặc là bạn không học tiếng Anh thì lúc đấy số phận của bạn được hình thành. Đấy. Tức là nếu mà mình quyết định là mình không học thì số phận của mình cũng được hình thành. Ok. Ok, next one, mình học tiếp đi. Next one. Okay, dreams don't work unless you take actions, ok? Tôi sẽ ghi ra đây cho các cả lớp dễ học nha. Dreams don't là không work trừ khi unless you take action. Ok, của một tác giả rất là nổi tiếng. Ok, là những giấc mơ này không hoạt động là không thành hiện thực ấy, không mà work là làm việc hoặc là không thành hiện thực ấy. Dreams không thành hiện thực nhá. Đấy, Tùng sẽ dịch word by word cho cả lớp dễ hiểu thôi, nhưng mà nếu mà dịch đúng nghĩa là dreams don't work, những giấc mơ hoặc những ước mơ, những cái khát khao của các bạn sẽ không thành hiện thực đâu, trừ khi you là bạn này take action, ok, là hành động. Đấy, chẳng hạn như những cái hành động như Tùng bảo là gì ạ? Hành động này
Đấy, những hành động như kiểu như take action chẳng hạn, như là gì ạ? Mình phải hành động là mình phải dán những cái từ lên cửa này, rồi mình phải hàng ngày phải nói tiếng Anh này, gặp cái gì mình chỉ mình nói tiếng Anh, nghĩ tiếng Anh, think in English. Ok, chẳng hạn như vậy. Các bạn comment nào, take action. Ok, please comment, hãy comment đi. Take action. Ok, please comment, take action, ok. Hãy comment đi, hãy cho mình trong chat nào. Take action, ok. Awesome, Tùng xin mời bạn đọc nha. Xin mời bạn Việt Hiền nào, bạn Việt Hiền, Hà Nội. Ok, bạn đọc đi ạ. Dreams don't work. Okay, các bạn phải nhắc lại theo Tùng thì nó sẽ chuẩn hơn này, và sẽ nhanh hơn. Dreams don't work. Đáp điểm work. Work. Unless you take action. You take action. Okay, awesome. One more time. Dreams don't work. Unless you take action. Đúng rồi. Okay, awesome. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Okay, awesome. Thì các bạn nhớ là gì, mình muốn cái gì mình phải hành động nhiều vào thì sẽ có kết quả. Okay, you take action and then you get the results. Okay, good. So hôm nay thì cho Tùng xin hỏi là bao nhiêu anh chị nhá đã học được rất rất nhiều từ vựng hôm nay rồi. So let me ask you, like, do you get a lot of new words today? Các bạn hãy comment là một đi nào. Please comment one. Bao nhiêu các anh chị cảm thấy là mình đã học được rất rất nhiều từ vựng hôm nay rồi? Bao nhiêu cảm thấy học được rất nhiều từ vựng hôm nay? Hãy comment một đi. Ok, comment là một đi ạ. Please comment one, everyone. Comment one. Bao nhiêu anh chị cảm thấy là hôm nay mình nhận được rất rất nhiều giá trị nào? Anh chị cảm thấy mình nhận được rất rất là nhiều giá trị, rất là nhiều từ vựng hay và những cái bài học hay về phát âm, về từ vựng. Hãy comment là 9 đi. Please comment 9. Ok, please comment 9. Ok, tuyệt vời. Thùy Trang, Văn Trường, Anh Tuấn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Ok, ai thực sự khao khát mình giỏi tiếng Anh à? Những ai thực sự khao khát mà được giỏi tiếng Anh, các bạn hãy comment là khao khát đi nào, hãy comment khao khát đi. Bao nhiêu các bạn thực sự khao khát muốn giỏi tiếng Anh thì Tùng sẽ giúp đỡ. Thực sự muốn giỏi tiếng Anh, thực sự khao khát đấy, thực sự khao khát, thực sự có lý do khao khát muốn học giỏi tiếng Anh thì comment thì Tùng sẽ giúp. Ok, khao khát, comment đi. Khao khát, tuyệt vời. Ok, khao khát, thực sự khao khát thì Tùng sẽ giúp để các bạn học giỏi tiếng Anh. Đấy, bao nhiêu anh chị là đồng ý cho Tùng xin khoảng 5 phút để Tùng chia sẻ về một cái lớp học mà kéo dài khoảng 56 buổi. Tùng sẽ đồng hành với anh chị 56 buổi để anh chị học giỏi tiếng Anh. Thì anh chị comment là 5 đi. Anh chị hay là comment là 5. Hay comment là 5 đi. Anh chị đồng ý cho Tùng chia sẻ một cái lớp học cực kỳ chất lượng và Tùng sẽ giúp anh chị trong vòng 56 buổi sẽ dạy anh chị đến khi anh chị nói tiếng Anh nói một cách trôi chảy và biết cách phát âm chuẩn đấy, cả hỏi chuẩn, phải thuyết trình chuẩn. Mọi người hãy comment 5 đi. Người rất rất nhiều người comment là 5. Ok, good. Đây thì Tùng xin phép khoảng 5 phút để Tùng giới thiệu về cái lớp học của Tùng. Đấy, đây là cái lớp học English Mastery. Ok, English Mastery. Cái khóa này thì là tổng cộng là 56 buổi. Học 56 buổi và mình khai giảng chính thức là từ ngày 25 tháng 6 năm 2021. Là mình khai giảng và học, hình thức học là qua Zoom như này. Và Tùng chắc chắn là cái lớp này sẽ rất rất là chất lượng.
và lớp sẽ khoảng vài chục anh chị Tùng sẽ giúp đỡ vài chục anh chị nhé. Các anh chị và các bạn sẽ học được qua hệ thống video bài giảng online nữa, có những video dạy phát âm này, từ vựng này, thuyết trình này, phản xạ giao tiếp, rồi học qua các phim hoạt hình, học qua các phim bom tấn này, rồi học qua các video song ngữ mà Tùng và đội ngũ bao nhiêu năm dày công xây dựng. Ok, đấy, mình sẽ có 4 module trong lớp học nha. Module thứ nhất là mình sẽ học 3.000 từ vựng nha, là đủ thoải mái luôn để mình có thể giao tiếp trôi chảy hàng ngày. Là mình cần tối thiểu là 1.000 từ nha, nhưng mà Tùng dạy hẳn luôn 3.000 từ. Đấy. Cái môn thứ hai là Tùng sẽ hướng dẫn anh chị hỏi đáp liên tục. Chẳng hạn như là Tùng bảo là nhà có 3 con mèo, hỏi có mấy con. Đấy, con mèo màu vàng, hỏi con mèo màu gì. Đấy, con chó chạy rất nhanh, hỏi con chó chạy như thế nào. Đấy, mình cứ hỏi trả lời những cái câu hỏi liên tục. Đấy, thì chắc chắn mình sẽ phản xạ rất là nhanh. Đấy, suốt 8 tháng liên tục mình sẽ hỏi phản xạ, nói liên tục. Và Tùng đồng hành với cả lớp ít nhất là 8 tháng. Và cái môn thứ ba là Tùng sẽ hướng dẫn cả lớp mình luôn là phải thuyết trình được ít nhất là một nửa trang A4. Và thậm chí là mình sẽ thuyết trình là cả một trang A4 luôn. Mình phải thuyết trình làm sao để mình nhớ mà thuyết trình, làm sao mình có cái ngôn ngữ cơ thể mình thuyết trình tốt. Và cái môn thứ tư đấy là mình sẽ học tiếng Anh thực tế, tức là mình sẽ xem phim này, xem hoạt hình này, xem những chương trình game show của Mỹ để mình học. Đấy, và ngoài ra Tùng còn tặng thêm một ngày học chuyên sâu vào ngày mùng 8 tháng 8 Tùng sẽ tặng một ngày học đến mùng 8 tháng 8, học vào mùng 8 tháng 8 nhá. Tùng sẽ tặng luôn một ngày để mình học, để bổ sung tiếng Anh, và còn rất nhiều quà tặng khác nữa. Và môn thứ nhất này, mình sẽ học 3.000 từ vựng. Thì đầu tiên mình sẽ học qua flashcard, là những cái tranh ấy, mình học qua tranh đấy, mà học qua flashcard thì mình học của khoảng gần 500 từ vựng này. Ngoài ra thì mình phải học qua cái cách đọc truyện tiếng Anh, mình phải đọc rất là nhiều truyện tiếng Anh thì nó mới thú vị và mình đam mê học được. Ngoài ra tiếp theo là mình phải học qua những video song ngữ này. Học qua video song ngữ thì là có sắp tiếng Anh, tiếng Việt rồi thì chắc chắn mình học sẽ rất là nhanh. Và mình học bên Tùng nó sẽ đã gọi là gì ạ? Đã dịch sẵn rồi, nên mình chỉ cần ghi lại những từ vựng mới, mình dán lên tường, mình chép ra thì chắc chắn sẽ nhớ rất là lâu. Ngoài ra thì mình sẽ học qua tranh. Mình học qua tranh. Đấy, qua rất là dễ nhớ qua tranh này. Rồi học viết này. Rồi tiếp theo mình học những cái câu ấy, mình phải đặt câu với những cái từ, chúng ta hướng dẫn cách đặt câu các từ, mình phải nói cả câu, phải viết cả câu. Đấy, và ngoài ra thì mình sẽ học những cái từ vựng và các câu phát triển bản thân, như kiểu lúc nãy, như từ những cái tác giả hàng đầu thế giới nhá, những cái câu phát triển bản thân để mình có thể phát triển bản thân và mình phát triển kinh doanh, để mình cuộc sống và thu nhập của mình tốt đẹp, tức là sẽ cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, và thu nhập thì chắc chắn là cao hơn. Khi mình phát triển bản thân tốt hơn thì chắc chắn là thu nhập của mình sẽ cao hơn. Đấy, và những cái thói quen và từ vựng tốt bằng tiếng Anh thì chắc chắn là các bạn sẽ học được. Tiếp theo, đấy, cái môn thứ hai đấy, môn hỏi đáp nha, đấy, môn ask and answer. Đấy, tức là chủ yếu cái môn này là cái quan trọng nhất, đấy là các bạn sẽ được trả lời liên tục các câu hỏi. Tùng hỏi nhá, hỏi đáp liên tục. Chẳng hạn như là nhà có 5 người, hỏi nhà có mấy người, có 3 nam 2 nữ thì hỏi là có bao nhiêu nam, có bao nhiêu nữ. Đấy, hoặc là con mèo màu đỏ, hỏi có mèo màu gì. Đấy, tức là phải trả lời liên tục để phản xạ, phải trả liên tục để mình có thể là mình nói nhanh, phải khi mà người ta hỏi mình phải trả lời nhanh. Bí quyết trong giao tiếp là gì ạ? Khi mà phải mình phải trả lời thật là nhanh những câu hỏi của người ta. Đấy, hỏi đáp thật là nhanh, phản xạ nhanh và nói chuẩn thì chắc chắn mình sẽ giao tiếp rất là tốt. Cái thứ hai Tùng hướng dẫn mọi người đấy là gì ạ? Phải nói những cái câu hỏi ấy, những câu hỏi mình hỏi ngữ điệu chuẩn. Đấy, là lúc nào phải lên, lúc nào phải xuống của câu hỏi ấy. Rồi, do you like it? Đấy, mình phải lên, hoặc là what's your name thì mình phải xuống ở cuối chẳng hạn. Những câu hỏi nào lên, những câu hỏi xuống thì tôi hướng dẫn thật là chi tiết. Đấy, mình sẽ đồng hành với nhau 56 buổi cơ. Tiếp theo đấy là sẽ học phát âm chuẩn như kiểu lúc nãy Tùng hướng dẫn, và mình phải thực hành rất nhiều và còn rất nhiều thứ trong tiếng Anh nữa cơ. Mình phải phát âm thật là chuẩn thì người ta mới nghe mình nói tốt được. Đấy, tiếp theo là mình phải học những cái ngữ điệu chuẩn của câu nhá. Câu ấy, mình phải nói ngữ điệu chuẩn. Đấy, ngữ điệu chuẩn. Hi, ok, hi, I am Tung, I'm from Vietnam. Ok, đấy, chẳng hạn như vậy, mình phải nói thật là chuẩn nhá. Đấy, và tiếp theo, và cả lớp mình sẽ được trả lời những cái câu hỏi cho Tùng biên soạn đó. Những cái câu hỏi, Tùng sẽ soạn ra những câu hỏi sẵn. Ví dụ là what's your name, where are you from, what's your favorite color. Đấy, rất nhiều câu hỏi và Tùng sẽ gửi video và lớp sẽ trả lời lại, và Tùng sẽ sửa cho những cái video nhé, sửa các video đấy để các bạn có thể là phản xạ nói thật là nhanh. Đấy, và Tùng sẽ liên tục hỏi đáp các bạn bằng tiếng Anh để các bạn phản xạ nhanh. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái nhóm ôn bài nữa,
có thể là những buổi sáng hoặc là sau khi lớp học là kết thúc thì Tùng sẽ tổ chức những ngày nhóm để mình ôn bài. Và cái module thứ ba đấy là module về thuyết trình, thì là module này để giúp các bạn phải nói dài hơn. Các bạn thường là chỉ nói được một từ, một câu hoặc là một hai câu thôi, nhưng mình phải nói được một cả một nửa trang A4 mà không cần phải nhìn sách, nhìn vở đấy. Các bạn phải nói được những cái ngữ điệu câu chuẩn và phải nhấn được đấy. Ngoài ra phải nói có ngữ điệu hay và phải được sửa phát âm đấy. Và tiếp theo đấy là mình phải học cái môn thứ tư, là mình sẽ học những cái tiếng Anh thực tế, real English, learn real English. Okay, đấy là mình sẽ học vào sáng chủ nhật hàng tuần đấy. Và những cái bạn nào mà đăng ký cái khóa này ấy, thì chắc chắn sẽ học được luôn vào chủ nhật tuần này thôi nhá. Học ngày mai mình bắt đầu luôn, và chủ nhật mình sẽ học. Và mình học qua những chương trình thực tế, phải học qua những chương trình thực tế nó mới gọi là kinh khủng đấy. Mình phải nghe trực tiếp người nước ngoài nói để mình học tiếng Anh, và mình nhắc lại theo thì sẽ ngữ điệu sẽ chuẩn đấy. Nhưng hà có chương trình như là Got Talent này, Ellen Show này, Jimmy Kimmel này, hoặc là American Idols, những cái chương trình cực kỳ hay, cực kỳ tuyệt vời đấy. Và tiếp theo là mình phải xem những cái phim hoạt hình, phim bom tấn, thì Tùng đã làm sắp sẵn rồi, mình chỉ bật lên mình nghe đấy là mình sẽ biết được, mình sẽ học được tiếng Anh. Phải học qua những cách này thì cực kỳ hiệu quả luôn đấy. Và những cái đối tượng mà tham dự ấy, thì là tất cả những bạn mà đi làm mà muốn giỏi tiếng Anh, để mình có thể là mình cải thiện thu nhập này, mình có một cuộc sống tốt hơn đấy. Anh chị biết là khi mà mình thay đổi một chút thôi, đây là một khoản đầu tư, và đầu tư vào giáo dục ấy, kiểu gì cũng lãi, và lãi khoảng 10 lần 100 lần là bình thường. Tùng đảm bảo luôn, những cái khoản tiền mà các bạn mà bỏ ra bây giờ thì chắc chắn sẽ lãi, thay đổi cả cuộc đời luôn đấy, thay đổi cả cuộc đời đấy. Khi các bạn quyết định các bạn học tiếng Anh, bạn giỏi tiếng Anh, thì chắc chắn 1 năm sau, 2 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, chắc chắn mình sẽ có thu nhập cao rất 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 nhiều lần so với khoản đầu tư này. Những khoản đầu tư về giáo dục là chắc chắn là một lãi 100, đảm bảo luôn ạ. Okay, đảm ít nhất là vài chục lần. Và là những cái người mà nên tham dự là những cái bố mẹ mà muốn giỏi tiếng Anh. Tức là các anh chị, các bố mẹ thì có thể là mình giỏi tiếng Anh này, mình có thể dùng trong công việc, hoặc là mình có thể đơn giản là mình dạy con. Đấy, mình phải dạy con tiếng Anh, mình phải gương mẫu. Đấy, mình bảo con muốn giỏi tiếng Anh, nhưng mà mình phải là người gương mẫu trước để mình học tiếng Anh. Đấy, mình phải nói tiếng Anh thì con sẽ theo, và cả gia đình nói tiếng Anh ở trong nhà. Đấy, cả gia đình nói tiếng Anh ở trong nhà thì có phải tuyệt vời không? Có phải là tuyệt vời khi mà cả gia đình mình nói tiếng Anh, thì chắc chắn là cái gia đình, cả gia đình mình sẽ nói được tiếng Anh luôn. Như ngày xưa Tùng sang Singapore ấy, là cả gia đình nói tiếng Anh, cả gia đình nói tiếng Trung Quốc, nên lúc nào cũng có hai ngôn ngữ trong gia đình. Ở Việt Nam cũng sẽ phải như vậy thôi, anh chị phải biết tiếng Anh và dùng tiếng Anh trong gia đình, thì là mình cả nhà mình nói tiếng Anh luôn đấy. Và các bạn mới ra trường nhá, đấy các bạn mà chắc chắn các bạn phải học, chắc chắn các bạn phải học. Thế là các bạn khi mới ra trường các bạn phải học tiếng Anh để mình xin những công việc nó tốt hơn đấy. Mình có những cơ hội, mình có thể những cơ hội xin việc tốt hơn và lương cao rất là nhiều. Các bạn nói tiếng Anh trôi chảy đảm bảo luôn, và khi các bạn phát âm chuẩn thì càng tuyệt vời luôn đấy. Và tất cả các bạn muốn nói tiếng Anh trôi chảy, tất cả các bạn thì các bạn phải học tiếng Anh, chắc chắn luôn. Các bạn, tất cả các bạn muốn nói tiếng Anh trôi chảy đấy, các bạn muốn nâng cao thu nhập nữa, các bạn muốn nâng cao thu nhập nữa thì chắc chắn các bạn phải học tiếng Anh. Và tiếp theo đấy là Tùng xin chia sẻ phần quà tặng cho lớp nhé. Quà tặng cho lớp, cho tất cả những anh chị đăng ký này, là có bộ 300 video song ngữ Tùng và trợ lý làm cật lực từ năm 2014 đến tận 2018 đấy. Hơn 300 video song ngữ, trị giá tối thiểu là $900, và 100 bộ phim hay nhất bằng tiếng Anh mà bên Tùng đã làm sắp sẵn rồi, chỉ việc bật lên mà xem. Những bộ phim hay nhất bom tấn là $100 đấy, và 1.000 quyển truyện hay bằng tiếng Anh là trị giá là $250. Tùng sẽ gửi dần dần qua email cho tất cả các bạn, các anh chị, để mình đọc từ dễ đến khó, để mình phải có những cái cảm hứng với học tiếng Anh đấy. Tiếp theo đấy là mình sẽ có 480 ngày học tiếng Anh, thì những cái video này Tùng đã upload sẵn lên rồi. Mình sẽ học từ ngày 1 như nào, ngày 2 như nào, mình sẽ 480 ngày. Mà các bạn mà hoàn thành được 480 ngày này trong vòng 2 tháng cũng được, thì mình sẽ siêu giỏi tiếng Anh luôn, 2-3 tháng. Có những bạn làm được đấy ạ, hoàn thành trong 2-3 tháng. Cái bộ này trị giá $250, và Tùng sẽ gửi email thúc giục hàng ngày nữa. Và tổng giá trị quà tặng là $1,500, và ít nhất là nó phải tương đương với 35 triệu Việt Nam đồng ạ. Tiếp theo đấy là khóa học English Mastery, học 56 buổi mà Tùng đồng hành với tất cả anh chị và các bạn. 56 buổi từ ngày khai giảng chính thức là ngày 25 tháng 8 năm 2011 là mình đồng hành với nhau, tối thiểu là 8 tháng, và sau đấy Tùng sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn và các anh chị, và cộng với học ngay ngày mai, học qua những hệ thống bài giảng online, học
học luôn ngày mai để mình có thể giỏi tiếng Anh. Và những video này rất là đơn giản thôi, mình bật ra mình nghe, mình làm theo hướng dẫn của Tùng là chắc chắn sẽ giỏi tiếng Anh, Tùng đảm bảo. Đấy, và học cái môn thứ nhất đấy là 3.000 từ vựng này, 3.000 từ vựng là trị giá tối thiểu là 6 triệu đồng này. Anh chị mà học ở ngoài ấy, học ở ngoài đấy, ai mà hứa dạy cho chị 3.000 từ vựng ấy, ít nhất người ta sẽ phải thu như này hoặc hơn, và để đảm bảo anh chị phát âm chuẩn nữa. Và cái để anh chị mà kiểu giao tiếp được trôi chảy ấy, thì nó sẽ mất khoảng 6 triệu nữa hoặc là hơn, tối thiểu là 6 triệu để anh chị có thể giao tiếp phản xạ nhanh tiếng Anh, ít nhất là 6 triệu. Và anh chị cũng muốn thuyết trình được tiếng Anh ấy, học những ngày này đơn này cực kỳ đắt luôn, ít nhất cũng phải là 6 triệu để anh chị mà thuyết trình được tiếng Anh, biết cách thuyết trình, biết cách nhấn nhá, biết cách nói chuẩn đấy. Và anh chị được học những cái video mà trực tiếp và những cái video mà có sắp song ngữ tiếng Anh tiếng Việt, và anh chị phát âm chuẩn theo thì nó khoảng 5 triệu nữa. Và tổng cộng nhé, tất cả những hệ thống bài giảng online và quà tặng này là 35 triệu và tổng trị giá là 58 triệu đấy. Thì bây giờ thì là anh chị nào thực sự khao khát đấy, thực sự khao khát mà muốn nhận được những cái quà tặng này, những cái hệ thống bài giảng này với một cái giá cực kỳ rẻ luôn, các bạn hãy nhắn tin cho Tùng nhá, qua Zalo này, nhắn tin qua Zalo nhá, nhắn tin được để nhận được quà tặng này, nhắn tin này, nhắn tin qua Zalo là 0375340099, ok, nhắn tin là I want, nhắn tin đi, I want, hãy nhắn ngay bây giờ, nhắn tin cho Tùng là I want, hãy nhắn tin cho Tùng ngay bây giờ, I want, ok, hãy nhắn tin ngay bây giờ đi ạ, ok, nhắn tin ngay bây giờ là I want, hãy nhắn tin qua Zalo bây giờ, hãy nhắn tin qua Zalo ngay bây giờ luôn ạ, ok, I want, nhắn tin ngay bây giờ qua Zalo, để Tùng xem nào, anh chị phải nhắn tin ngay bây giờ qua Zalo nhá, vì là Tùng sẽ hôm nay thì chắc là còn khoảng 20 anh chị nữa nhắn tin qua Zalo cho Tùng, thì Tùng sẽ nhận vào lớp học để mình cùng đồng hành với nhau 56 buổi, mình sẽ đồng hành cùng nhau để mình học tiếng Anh. Thì các anh chị quyết định thì chắc chắn cái quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời anh chị hoàn toàn, anh chị nhé. Đây, I want, anh chị nhắn tin đi ạ, nhắn tin vào Zalo là I want, đây, từ, ok, nhắn tin đi, I want, nhanh lên, I want, đây, nhiều người nhắn tin nhá, đây, Hoàng Giang, bạn Hoàng Giang nhắn tin này, các bạn, anh chị nhắn tin nhanh lên, quick, nhanh lên nào, bạn anh chị nhớ là sau cuối buổi học là mình sẽ có quà tặng nhá, ok, I want, ok, đúng rồi, nhanh lên, số là gì ạ, 0375340099, nhanh lên, repeat, I want, nhanh lên, quick, I want, nhắn tin thì Tùng chỉ giúp đỡ điều kiện cần đấy, là các bạn các anh chị phải nhắn tin là I want, nhanh lên, ngày mai Tùng sẽ tặng quà và quà tặng nhá, cái giá cực kỳ ưu đãi luôn ạ, cực kỳ ưu đãi cho các bạn và anh chị, cực kỳ ưu đãi. Đây là khóa học English Mastery, mình sẽ học 56 buổi nhá, mình sẽ học 56 buổi từ ngày 25 tháng 8 năm 2021, và mình học qua hình thức là qua Zoom đấy. Và cộng với hệ thống video bài giảng online cực kỳ đầy đủ luôn, anh chị có thể học đi học lại rất nhiều lần mà học luôn được từ ngày mai đấy. Học phí ưu đãi nha cho tất cả anh chị, không phải là 58 triệu mà Tùng giảm 10 lần luôn, giảm 10 lần là chỉ còn 5 triệu 9 cho 8 tháng học. Và có những đội ngũ của bên Tùng là coaching cho anh chị 5 tháng liên tục thì coaching cho anh chị, để anh chị có thể là một luôn, để mình có thể tiến bộ rất là nhanh đấy. Thì anh chị nhá, chắc chắn là phải nhắn tin qua Zalo Tùng này, và anh chị hay lấy điện thoại và chuyển khoản ngay vào tài khoản này, chuyển khoản ngay vào tài khoản là gì ạ, 10101111888, chủ tài khoản là Trần Thanh Tùng và ngân hàng Quân đội MB đấy. Số điện thoại là nội dung là tên cộng số điện thoại đấy, và cộng với lại M. Và anh chị mà muốn nhận được những cái phần quà này nhé thì chuyển khoản ngay trước đêm nay ạ, ok, chuyển khoản ngay trước đêm nay là 11:59 đêm nay ạ, thì còn nhận được những khuyến mãi là học được tất cả những kiến thức này, và anh chị là sẽ được, một là học với Tùng từ ngày 25 tháng 8 này, và ngày mai mình sẽ học luôn để cái lớp học từ vựng, và chủ nhật tuần này mình sẽ học luôn, học những cái qua những cái video học learn real English đấy. Tùng sẽ vinh danh những anh chị mà đã chuyển khoản nhá, đấy, rất nhiều anh chị chuyển khoản rồi ạ,
Tùng sẽ ghi tên những anh chị chuyển khoản lên đây. Ghi tên những anh chị hôm qua lớp mình đã có khoảng 30 người rồi ạ. Đấy, Tùng sẽ ghi tên các anh chị đã chuyển khoản lên đây nhá. À, và lớp mình các anh chị nhớ ạ là mình sẽ học vào ngày 25 tháng 8 khai giảng. Và những ngày ưu đãi này Tùng sẽ giữ trước 23 giờ đêm nay. Anh chị chuyển khoản đấy ạ. Mình sẽ học luôn. Đây. Có anh Toàn, số điện thoại là đây anh Toàn. Hình như hôm nay em Tùng gọi anh Toàn này à. 986 lớp mình có những anh. Đây Tùng sẽ ghi chị anh Toàn 986 này. Anh chị có khoảng 5 phút nữa để chuyển khoản nhá. 5 phút nữa. 5 more minutes, ok. 5 phút nữa để chuyển khoản, 5 phút nữa. 5 phút nữa. Chương trình gọi là cực kỳ giá trị, 56 buổi các bạn, 56 buổi mình sẽ đồng hành và Tùng sẽ hết sức giúp đỡ tất cả các bạn các anh chị nhá. À, anh Đạt này. Đạt, anh Đạt. À, số điện thoại là 689 này. Tùng ghi danh sách vinh danh những anh chị mà đã chuyển khoản nhá. Đã chuyển khoản là mình chắc chắn là các anh chị sẽ thay đổi. Thời điểm các anh chị ra quyết định. Thời điểm các bạn ra quyết định là sẽ thay đổi. Tiếp theo này. Là Đông Á Banh à? Bạn này không ghi số à? Một Đông Á Banh chủ thẻ. Bạn nào ngân hàng Đông Á này? Bạn nào ngân hàng Đông Á thì phải liên hệ lại với Tùng nhá. Chuyển khoản đấy ạ. Rồi tiếp theo bạn Nguyễn Bảo Lam. Nguyễn Bảo Lam này. Đấy, Nguyễn Bảo Lam. Tùng xin cho anh chị xem này cái học sinh của Tùng nói tiếng Anh. Đây này. Đây là những cái học sinh của Tùng nói tiếng Anh. Ok, đây. Tùng sẽ cho anh chị xem cái những học sinh của Tùng nói tiếng Anh nhá, video này. Đấy, rất 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 nhiều học sinh Tùng nói tiếng Anh cực kỳ trôi chảy luôn ạ. À. Đấy. Cứ đây, bật bất kỳ video cho anh chị xem nhá. Ok, để share sao nữa. Share sao, ok, here. Hello. Hello. Can I have your full name, please? My full name is Nguyễn Hà Linh. Ok. Ok. Ok, so are you good at climbing trees? Yes, I am. Okay. Tiếng không rõ lắm nhỉ? Từ Tùng bật video khác cho anh chị xem nhá. Đây tất cả những học sinh bên Tùng đấy ạ. Ok, chẳng hạn Ngân Giang này. Các bạn anh chị có thể vào cái kênh là thầy Tùng Trần tiếng Anh nhá. Đấy, thầy Tùng Trần tiếng Anh. Kênh này thì các bạn anh chị và các bạn chắc chắn là xem được rất rất nhiều học sinh của Tùng nói tiếng Anh cực kỳ chuẩn và trôi chảy luôn ạ. Ok. I would travel. Ok, here we are, ok. So, okay. Are you like learning English here? Yeah, I really like learning English here because it's so fun and interesting. Okay, good. How often do you learn English? I learn English every day. Wow. How long do you learn every day? I think I usually learn 1 hour. Okay, good. So, how can we be good at English? English every day. Wow, that's good. So, which school are you studying? I'm studying at the secondary school now. Okay, đấy, tất cả những học sinh của Tùng sẽ phát âm rất là chuẩn, trôi chảy, anh chị nhé. Đấy, rất là nhiều học sinh thôi, tuyệt vời, rất là nhiều học sinh. Cực kỳ như đây, đây bạn này, bạn Minh chẳng hạn. Okay, các anh chị có thể vào, Tùng sẽ gửi cái link YouTube cho các bạn xem nhé, link YouTube này. Đấy, các bạn có thể xem vào trong. Okay. Not really. Here we are. Here we are. Okay. Buying clothes is not here we something are, you do every once so often. Yeah. So it's not like I enjoy it. Oh yeah, I see. So what do you enjoy doing? Well, I enjoy read books and listening to music. Oh yeah, I see. Yeah, no, tell me, like, what kind of book do you like to read? I really enjoy adventures book. Okay, right now you are reading the books in English or in Vietnamese?
Đấy, bạn Minh này thì nói tiếng Anh gần như không khác gì tiếng Việt luôn các bạn. Nói rất là trôi chảy luôn đấy. Đấy, các anh chị các bạn có thể vào kênh của Tùng nhé, xem rất nhiều học sinh của Tùng nhé, cực kỳ nhiều luôn. Đấy, tất cả nhé các bạn, Tùng đảm bảo chắc chắn với anh chị luôn là cứ theo học những ngày lớp của Tùng thì chắc chắn sẽ nói được tiếng Anh trôi chảy. Và Tùng cũng cam kết một mức cao nhất, đấy là nếu anh chị mà học xong mà không nói tiếng Anh ấy, Tùng sẽ hoàn lại tiền 100%. Trong vòng 2 tháng nhé, trong vòng 2 tháng Tùng sẽ cam kết một mức cao nhất, đấy là gì ạ? Trong vòng 2 tháng nếu mà không nói tiếng Anh thì Tùng sẽ hoàn lại tiền nhé. Tùng sẽ comment ra luôn, nếu mà trong vòng 2 tháng này, trong 2 tháng mà không nói tiếng Anh ấy, trong vòng 2 tháng nếu mà mình không giao tiếp được tiếng Anh ấy, thì trong vòng 2 tháng thì hoàn lại tiền trong vòng 2 tháng. Bất cứ khi nào anh chị yêu cầu là Tùng sẽ hoàn lại tiền. Ok. So đấy, rất là nhiều anh chị chuyển khoản nhá. Anh Nguyễn bảo là Tùng sẽ vinh danh một số anh chị đã chuyển khoản này. Nguyễn Văn Đạt này. Tùng sẽ đọc nhá, viết ra hơi lâu. Tùng đọc những danh sách của lớp mình nhá. Anh đây, danh sách của lớp mình ở đây ạ. Đây, danh sách của lớp mình đây. Những anh chị đã chuyển khoản ạ, đã chuyển khoản thì Tùng sẽ xin đọc ạ, xin đọc những anh chị đã chuyển khoản này. Anh Trung này. Anh Trung số điện thoại là 19888 này. Trần Thị Hạnh này. Minh Hà là số điện thoại là 68648 này. Đấy, mình sẽ cùng học nhé, ngày mai luôn, ngày mai lớp mình bắt đầu học ạ. Và tiếp theo là Nguyễn Thị Thanh, chị Nguyễn Thị Thanh số điện thoại là 9980 này. Đấy, tiếp theo là anh Nguyễn Văn Hải điện thoại là 0331 nhá. Ok. Tiếp theo ạ là chị Cao Ý này là 8285 ạ. Tiếp theo là Huỳnh Tấn Chiết, anh Huỳnh Tấn Chiết hôm nay Tùng cũng gọi rồi, 9726 ạ. Ok, 9726. Ok, tiếp theo là bạn Tô Ngọc ạ là 0883. Bạn Lê Minh Tuấn này là 313131 ạ. Ok. Rồi, ok nhá. Thì là rất nhiều anh chị đã đăng ký lớp học rồi. Thì rất nhiều anh chị đã đăng ký lớp học rồi nhá. Thì là mình sẽ bắt đầu học luôn vào tối mai. Tối mai mình bắt đầu học và mình khai giảng chính thức là ngày 25 tháng 8 ạ, 25 tháng 8 mình sẽ đăng ký học. Mình sẽ khai giảng lớp này. Ok. Thì Tùng cũng xin nói một số trước khi Tùng tặng quà nha, trước khi Tùng tặng quà thì là anh chị đây, it is in your moment of decision that your destiny is shaped. Đấy, tức là cái giây phút mà mình ra quyết định, giây phút mình ra quyết định mình học tiếng Anh thì chắc chắn cái số phận của mình sẽ thay đổi. Đấy, như kiểu như là năm 2009 Tùng nó quyết định là Tùng học tiếng Anh thì thực sự là hiện tại thì Tùng có một cái tương lai Tùng đã thay đổi hoàn toàn. Đấy, từ một học sinh học rất là kém trong lớp nha, rất là kém trong lớp ở ngoại thương, tại vì tất cả các bạn trong lớp đều rất là giỏi tiếng Anh, thì Tùng đã vươn lên học sinh đứng hàng đầu và Tùng đã đạt được bằng xuất sắc khi mà Tùng tốt nghiệp đại học ngoại thương. Và sau đấy là Tùng có cơ hội được trường cử đi Mỹ để học, rồi là Tùng về Việt Nam Tùng dạy tiếng Anh và Tùng đào tạo được hàng ngàn học sinh trên khắp đất nước Việt Nam này, nói đen trôi chảy. Tùng mà đội ngũ khoảng hơn 400 những huấn luyện viên đã và đang đào tạo những cái bạn học sinh nói tiếng Anh trôi chảy. Đấy, những anh chị nào nếu thực sự khao khát muốn thay đổi, thì là hãy đăng ký. Còn Tùng sẽ giúp không được nhiều đâu ạ, khoảng vài chục anh chị thôi. Và hôm nay cũng chỉ giúp được vài chục anh chị, tại vì là số nguồn lực của Tùng là hữu hạn để mà giúp anh chị. Tại vì là cái số lượng mà cái những cái huấn luyện viên của Tùng ấy, để mà kèm anh chị 1-1-1-1 phải đào tạo rất là lâu để các bạn đấy có những kinh nghiệm, để các bạn đấy đào tạo anh chị nói tiếng Anh trôi chảy. Và những câu lúc nãy mình học, dreams don't work unless you take action. Ok, là những cái giấc mơ nó sẽ không hoạt động trừ khi là bạn phải hành động. Đấy, thực sự mình phải thay đổi cơ. Anh chị mà học bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn làm như cũ ấy thì chắc chắn sẽ không giỏi đâu ạ. Sẽ không giỏi, mình sẽ mất vài năm nữa và cả chục năm nữa mình sẽ không thay đổi đâu. Và bây giờ thì Tùng sẽ xin trước khi đến phần tặng quà thì Tùng sẽ xin một anh chị có câu hỏi gì không ạ? Anh chị có câu hỏi gì không? Để thì Tùng sẽ giải đáp ạ. Ok. Do you have any questions, everyone? Ok, các bạn có câu hỏi gì không ạ? Tùng xin mời một học viên của lớp rất là xuất sắc, đấy là hôm qua thầy Lam nhá, thầy Lam cũng đã chia sẻ với cả lớp, thầy Lam sẽ học cùng mình cái lớp này anh chị nhá. Thầy Lam, ok,
Thầy Lam, chúng xin mời thầy Lam chia sẻ một chút ạ. Hello. Dừng xem màn hình đi Tùng. À vâng, ok, em dừng xem màn hình. Ok. Tùng đang có quyền hot, Tùng di mu một vài anh chị em nói bậy bạ đi. Mình không muốn nhìn thấy những cái lời như vậy. Có nghĩa là chúng ta tôn trọng những người học. Okay. Hãy di mu một vài anh em đi. Ok ok, để ở đây có thành đoàn nhé, thành đoàn em di mu luôn. Vâng ok, rồi em sẽ remove. Thành đoàn này, em search trên đó em remove ra ngoài phòng. Thành đoàn vâng ok. Rồi ok. Em xem. Ok, xem lên trên một chút đi. Vì những người học không bao giờ mình muốn các bạn phải xứng đáng, phải chấp nhận những cái lời người ta lên đây, người ta nói linh tinh. Vâng ạ. Đó là những người không xứng đáng, chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó. Ok. Pin thầy Lam lên màn hình đi, cùng với em đi. Pin lên đi. Vâng ạ. Pin chưa? Vâng, em pin rồi ạ. Vâng. Chưa được nhỉ. Pin thầy và em đi, cùng màn hình luôn. À vâng, ok. Như em pin rồi đấy ạ, em pin rồi. Sao thầy không nhìn thấy nhỉ? Thầy, cả lớp nhìn thấy Tùng mà thầy Lam pin chưa? Em pin, tức là pin cả thầy cả em đúng không ạ? Em chỉ cần vào ba chấm của thầy, em pin nó lên, add pin lên là nó sẽ thấy hai người. Em add pin rồi đó, em add pin rồi. Bây giờ màn hình là hiện hai người rồi đó. Màn hình của thầy chưa thấy ạ? Ô, hay nhỉ. Thấy. Không sao cả. Ok. Ok. Tôi vừa mới đi công tác về đến nhà, về trong quê hương một chút, có cái công việc đột xuất nên là hôm nay cũng không để theo dõi lớp mình được. Tuy nhiên là các cái buổi chuyên sâu mà những cái buổi nào mà tôi không thực sự là bận rộn thì tôi sẽ chắc chắn sẽ đồng hành cùng lớp mình. Chương trình của Tùng Trần thì tôi đã đăng ký cùng với hai cậu con trai của tôi trong buổi tối ngày hôm qua rồi. Thì cho tôi hỏi các anh chị, bao nhiêu anh chị, hơn 100 anh chị còn ngồi đây, bao nhiêu anh chị thấy rằng là Tùng Trần là một cái người thầy mà rất là xuất sắc ạ? Các bạn comment là rất xuất sắc đi. Nào, bao nhiêu chị thấy là Tùng Trần là một người thầy, một huấn luyện viên, một người coach cực kỳ xuất sắc, thì các bạn comment là rất xuất sắc. Các bạn comment đi ạ, rất xuất sắc. Và bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng là đây là một người thầy mà thực sự đáng để mình học, đáng để cho cả gia đình mình học, đáng để những đứa con mình học, đáng để cho mình noi gương, đúng không ạ? Trong ít nhất là lĩnh vực tiếng Anh. Tôi rất thích hôm qua Tùng nói một cái câu từ người mẹ của Tùng, đó là learn from the best. Thầy vẫn nhớ câu đấy. Phải học người xuất sắc nhất. Tôi tin rằng là các anh chị trên cái Zoom này, mục tiêu của chúng ta đó là gì ạ? Chúng ta học tập để chúng ta nâng cao cái chất lượng cuộc sống của gia đình mình lên. Thế thì tiếng Anh cũng là một cái vũ khí, có thể nói là rất quan trọng. Tiếng Anh là một vũ khí cực kỳ quan trọng, và tôi thấu hiểu điều này, và tôi đang đầu tư. Cả mùa hè này thầy Lam đã cho hai đứa con trai về Hạ Long học kèm 1:1 luôn. Và ngay một đứa năm nay lớp 2, một đứa năm nay lớp 5. Và hai cháu tôi đầu tư toàn lực về tiếng Anh. Và tôi rất nghiêm túc trong việc đầu tư. Tôi biết được tiếng Anh nó rất là quan trọng. Bởi vì 80%, tôi nghĩ là 80% tất cả những kiến thức của nhân loại đều được sử dụng tiếng Anh. Bởi các cái định dạng khác nhau, từ text, từ audio, video và các cái nền tảng khác, đó là bằng tiếng Anh. Và nếu các bạn làm chủ được tiếng Anh thì các bạn học được cực kỳ nhiều kiến thức của nhân loại. Và chắc chắn là bạn sẽ có được những thu nhập cực kỳ lớn. Và tôi tin rằng là các anh chị làm kiếm tiền thì cũng cuối cùng, mục đích cuối cùng là cũng giúp cho những đứa con của mình có cuộc sống tốt hơn thôi. Gia đình chúng ta có cuộc sống tự do và hạnh phúc. Và những đứa con của mình thực sự là đấy là cái tương lai của chúng ta đầu tư cho chúng nó. Chúng ta làm bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng mục đích là vì những đứa con thân yêu nhất của mình. Chúng ta phải có gia đình, chúng ta phải có những đứa con tuyệt vời. Thế thì tôi không phải vào đây để mà kêu gọi các bạn phải là học hay không học. Các bạn, hôm trước tôi nói với các bạn là gì ạ? Các bạn là người chọn chúng tôi chứ tôi không có quyền chọn các bạn. Tùng Trần và tôi không có quyền chọn các bạn. Mà các bạn là phải người chọn những người thầy xuất sắc để các bạn nâng cao cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và tạo ra những kết quả có thể nói là ngoại hạng. Thì bao nhiêu anh chị đã tham gia cái chương trình và đóng phí rồi thì comment xuống dưới là đã đóng phí, comment số 1 đi. Để tôi sẽ biết là bao nhiêu người đã trong cái lớp học của tôi, trong cái chương trình của tôi đã đóng phí rồi và tôi sẽ làm lớp trưởng của lớp học này luôn, tôi nhận luôn là lớp trưởng luôn. Để tôi cùng các bạn học trong hơn 50 buổi. Tôi chả thấy có chương trình nào hơn 50 buổi mà học phí có như vậy. Có nghĩa là các bạn chỉ mất bỏ ra khoảng tầm 100.000 đồng một buổi.
nó quá rẻ để mà nếu mà không thì các bạn thấy rằng là nếu một mình học thì cũng rất rẻ rồi. Đây này, Tùng Trần cho phép chúng ta học cả gia đình, bố mẹ, các con, thậm chí là anh chị em mình cùng ngồi với nhau để học cùng cái chương trình của Tùng Trần. Tôi thấy rằng là đây là chương trình đáng học nhất, học phí rẻ nhất, học trong vòng 5 tháng với học phí quá thấp, với chất lượng có thể nói là số hàng, tôi không nói là số 1 mà tôi nói là hàng đầu, từ người giỏi hàng đầu Việt Nam mình, từ người có 20.000 giờ, không phải đơn giản, 10.000 giờ chúng ta là chuyên gia rồi, thì 20.000 giờ thì chúng ta ở trên một mức nữa, đó là chuyên gia của chuyên gia. Đây là người mà có thể nói là giúp cho các bạn tự tin, cùng các bạn, coaching các bạn, đồng hành của các bạn. Không phải đơn giản chương trình này, chương trình học tập theo kiểu bình thường. Đó là một chương trình coaching. Và chương trình xứng đáng để các bạn bỏ ra, các bạn bỏ cái tiền ra để các bạn học. Và tôi rất vui mừng nếu các bạn thêm hơn 100 người ngồi đây, các bạn thêm những con người mà các bạn cùng đồng hành cùng tôi và Tùng Trần trong cái chương trình học khoa học tiếng Anh tuyệt vời này, English Mastery này. Và tôi rất muốn rằng là các bạn hãy tiếp tục gửi cái số tài khoản lên, các bạn tiếp tục chuyển khoản, ít nhất là đăng ký đặt cọc cũng được, đặt cọc đi cũng được, 1 triệu cũng được, để làm sao mà chắc chắn ghi danh tham gia vào cái chương trình cùng thầy Lam và cùng Tùng Trần, trong đó Tùng Trần sẽ là người cốt của chúng ta trong cái chương trình này, thầy Nguyễn Đô Lam sẽ là người đào tạo internet marketing, nhưng trong lĩnh vực tiếng Anh này tôi sẽ là người học trò nghiêm túc, và gia đình tôi là cùng học cùng nhau, cùng tôi học trong cái chương trình tuyệt vời này. Và chỉ biết là mang những điều tốt đẹp nhất đến cộng đồng. Tôi đã mang rất nhiều người đến cộng đồng, trong đó Tùng Trần là một trong những người có thể nói là thầy Lam đang coaching một trong những người mà thầy cực kỳ tự hào và thầy tự tin về kiến thức, có thể nói là tự tin nhất luôn. Trong số những cái học trò thầy coaching thì thầy đánh giá rất cao Tùng Trần, có thể là một trong những học trò xuất sắc nhất về mặt kiến thức chuyên môn của mình. Đấy là điều thầy có thể nói là tự hào nhất, tự tin nhất. Và bây giờ thế giới internet nó quá tuyệt vời rồi, nó không cần phải chúng ta phải đến Hà Nội, Covid chúng ta cũng không phải đến tận nơi để chúng ta học. Chúng ta học qua Zoom là quá đầy đủ rồi, nghe nói đọc viết tôi nghĩ rằng là đầy đủ các kỹ năng chúng ta có thể để hoạt động được thông qua môi trường online. Và cái chương trình online chúng tôi cam kết với các bạn là không kém bất kỳ một chương trình offline nào. Thay vì các con phải đến các trung tâm mà Covid bây giờ không thể học được thì sao ạ? Các bạn hãy học cùng các con mình. Trong gia đình mình có một cái không khí học tập tiếng Anh với nhau. Trong gia đình mình có một không khí học tập vui vẻ cùng nhau, cùng tiến bộ, động viên nhau. Thì đó là điều tuyệt vời. Và hơn ai hết, tôi rất muốn đồng hành cùng gia đình các bạn. Những đứa con của tôi sẽ học cùng những đứa con của các bạn. Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn. Và chúng ta là những gia đình học tập cùng nhau. Mỗi một gia đình của chúng ta là một hạt nhân trong cái xã hội này. Mỗi một gia đình là một hạt nhân tiến bộ trong cái xã hội này thì chắc chắn xã hội này sẽ tiến bộ. Đất nước Việt Nam mình sẽ hùng cường, sánh ngang với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới này. Và tôi tin điều đó không phải quá xa nữa. Đất nước Việt Nam mình là những con người thông minh. Đất nước Việt Nam mình là những con người can trường, chịu khó, ham học hỏi. Thì không có lý do gì đất nước mình không phát triển. Đó là những điều mà tôi muốn tâm sự với các bạn ở một thời gian ngắn này thôi, không chiếm sóng của các bạn nhiều. Chỉ mong rằng các bạn hãy cùng tôi, cùng đồng hành cùng nhau. Sau này chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới này bằng tiếng Anh. Chúng ta sử dụng tiếng Anh tự tin, không phải lo, không phải run rẩy khi gặp một người nước ngoài. Chúng ta hãy tự tin đi. Hãy nghĩ rằng tiếng Anh nó rất là bình thường. Giống như người nước ngoài người ta đến Việt Nam, người ta cũng phải nói sai mà. Một nguyên tắc của chúng tôi đó là gì ạ? Các bạn hãy cứ chịu khó sai đi. Sai thì sửa. Và tôi vẫn nói với tất cả mọi người là gì ạ? Đừng có sợ sai, cứ nói bừa đi. Bọn Tây nó gặp Việt Nam nó nói cũng sai mà. Nó đâu có nói được tiếng Việt đâu. Thế thì lý do gì mà mình cứ phải nói chuẩn ngay được. Các bạn có nhớ ngày bé mình còn nói ngọng không? Mình còn nói mãi mới phát âm được không? Rồi mình cứ nghe dần, cứ nói dần, nói nhiều thì khắc mình sẽ nói được. Vấn đề chúng ta phải có bối cảnh, phải có môi trường, phải có cái nơi để thúc đẩy với nhau. Thì đây chính là một cái nơi chúng ta thúc đẩy với nhau để chúng ta học tập. Một cái môi trường những con người tích cực, một môi trường những con người hỗ trợ thì không có lý do gì chúng ta không tiến bộ. Đấy là một vài tâm sự của tôi. Và cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành cùng thầy Lam suốt cái chương trình, có thể nói là một chuỗi cái chương trình suốt cái thời gian qua, phải đến 10 ngày hôm nay chúng ta học liên tục với nhau. Các bạn là những người tuyệt vời. 105 người các bạn còn lại ở đây là những người quá tuyệt vời. Cả các bạn học hay không học không quan trọng. Các bạn đăng ký chuyên sâu hay không không quan trọng. Bởi vì đó là sự lựa chọn.
Lựa chọn cũng là một lựa chọn mà không lựa chọn cũng là một lựa chọn. Chúng tôi không có quyền lựa chọn các bạn, mà các bạn phải quyết định chọn những con người thầy mà xứng đáng nhất để các bạn có thể thay đổi cuộc đời này, để các bạn có thể thay đổi chất lượng cuộc sống này, để các bạn nâng cao cái trình độ. Các bạn đầu tư bản thân mình, phải đầu tư một cách xứng đáng nhất. Rồi, cảm ơn Tùng Trần đã chia sẻ những kiến thức tuyệt vời trong vòng 2 ngày qua, và tiếp tục em có thể là mời thêm những con người tuyệt vời trong cái khán phòng này, hơn 100 anh chị vẫn còn ngồi đây. Các bạn em có thể mời những cái người mà lần đầu tiên học cùng em và chia sẻ, và tất cả các bạn bây giờ bật hết webcam lên được không ạ? Các bạn hãy bật hết webcam lên. Các bạn hãy bật hết webcam lên để mà cùng nhau ngồi chia sẻ với nhau xem là mình học được những điều gì. Thầy rất muốn là những bạn như là Nguyễn Oanh này, thầy muốn là Mạnh Hùng Hà Nội này, hay là Lan Phương Hải Phòng quê hương tôi này, sẽ là những con người tuyệt vời như thế. Các bạn học được điều gì không ạ? Quang Vinh Hải Phòng này, ôi Hải Phòng mình nhiều quá. Hải Phòng có Phương Hải Phòng này, có Quang Vinh Hải Phòng này, thầy Lam cũng Hải Phòng luôn này, ôi Hải Phòng quá nhiều luôn, vui quá. Thế thì chia sẻ đi ạ, hãy chia sẻ đi. Đấy, hãy chia sẻ đi. Minh Trang V21 của thầy Lam rồi đấy, có rất nhiều người V21 của thầy Lam rồi, tuyệt vời luôn. Và Tùng Trần xin mời thêm những cái ý kiến khác. Ê, Cúc Mai đây này đang giơ tay đây này, em cho Cúc Mai, em Cúc Mai Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu đi, hai bố con. Vâng, ok. Anh chị cứ bật mic lên ạ. Xin mời đây ạ, xin mời anh Cúc Mai chia sẻ đi ạ. Vâng. Anh bật mic lên ạ. Em nghe chưa Tùng? Vâng, em nghe được rồi anh ạ. Vâng, em nghe được rồi. Vâng. Anh nói to một chút, anh nói gần mic một chút ạ. Gần mic anh hơi bé ạ. Hai hôm nay thì anh có một cái lịch khác đó Tùng, anh không có tham gia được á. À vâng ạ. Hôm nay thì anh mới xem cho cháu nó tham gia đó. Vâng ạ. Thì nói chung là anh cũng cần cho cháu nó học. Vì cháu thực sự là cháu con anh thì nó đang học trường Á Châu trong này, trường quốc tế. Vâng ạ. Và cháu cũng đã được học bên Apollo á, trung tâm. Vâng ạ. Apollo trong Thành phố Hồ Chí Minh này cũng được 4 năm rồi. Vâng ạ. Nhưng mà anh vẫn muốn cho cháu những cái kỹ năng khác. Vâng ạ. Thì như vậy thì có những lớp nào phù hợp hơn dành cho cháu không? Có thể là anh sẽ học, nếu mà con học muốn học cao hơn một chút thì có thể học coaching 1:1 anh ạ. Thì là con có thể học 1:1 anh nhá. Thì bên em có những đội ngũ giáo viên có thể là coach 1:1 những cái chương trình của con luôn, có thể những chương trình trên trường hoặc là những cái chương trình về IELTS em sẽ kèm được anh ạ. Sẽ coach 1:1 cho con anh nhá. Vâng, ok. Còn anh thì em nghĩ là anh nên tham dự cái khóa này để anh học tiếng Anh, rồi cả gia đình mình cũng nói tiếng Anh với nhau anh ạ. Thì sẽ rất là tuyệt vời anh nhá. Mic của anh hơi bé anh ạ, mic của anh. Anh là học viên V21, chắc là anh đầu tư là một bit mới. Anh là học viên V21 của thầy luôn á. Ok, cảm ơn. Vâng. Nhưng mà hiện tại là anh là học viên quản lý doanh nghiệp, anh rất nhiều thời gian. Hiện tại thì thời gian này thì anh, do cơ bản là anh sẽ học, chắc chắn là anh sẽ học. Nhưng vâng. Mà thời gian này anh đang còn nhiều việc để anh xử lý cái phần công việc kinh doanh của anh, nó liên quan tới những cái kiến thức của thầy. Vâng. Những lúc này mà anh nạp quá nhiều và anh không đủ thời gian, là anh thật sự như thế này, anh đang ghi rất là nhiều lớp, nhưng mà những cái lớp của thầy anh chưa có thời gian để anh học luôn, học trước video luôn á. Nhưng anh đang tập trung trước để những cái lớp của thầy, để anh bổ sung kiến thức của anh trước và làm công việc kinh doanh của mình trước. Tùng Trần ơi, em ghi cái danh sách anh lên lại, chắc chắn anh sẽ học, cái phải cho một bộ phận chăm sóc sau khi anh học xong chương trình của anh. Anh là Nghị Nguyễn V21. Nghị Nguyễn V21 nha. Ừ. Những người đặc rất là đặc biệt như này thì chăm sóc rất là đặc biệt nha. Và quan trọng nhất là hỗ trợ cái đứa con của anh ấy. Tôi nói thật luôn các bạn này. Tôi cứ nhìn thấy bố mẹ mà ngồi cạnh con ấy, tôi yêu vô cùng luôn. Tôi cực kỳ cảm xúc nhiều khi mà nhìn thấy các bạn ngồi cạnh các con mình. Các bạn hãy tưởng tượng xem, các bạn làm vì ai ạ? Làm vì cái bọn lũ trẻ con bên cạnh mình như này. Cái bọn ấy đáng yêu vô cùng luôn. Mình phải cho nó cái môi trường tốt nhất, những người thầy tốt nhất, xuất sắc nhất để dạy chúng nó. Và Nghị Nguyễn này, bạn là một người bố cực kỳ là tuyệt vời. Con này, con ra con cảm ơn bố, ôm bố đi. Con cảm ơn bố đi, con này. Bố con là người tuyệt vời. Con ạ, con ôm bố đi, con cảm ơn bố đi. Nhanh. Rồi, mời người khác đi. Hôm qua là có chị Dung Nguyễn ạ. Vâng, chị mời chị chia sẻ ạ. Vâng. Dạ em chào thầy Lam, chào mọi người trong lớp. Em Dung ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì hôm qua thì em cũng chưa có đăng ký thầy Tùng đâu, tại vì em tính để học hai bữa xong rồi em xem như thế nào rồi em đăng ký luôn. Thì hồi nãy em cũng vừa mới chuyển khoản xong rồi á. Ok. Với cái việc mà em học thử hai buổi của thầy Tùng thì em đánh giá là về cái phần phát âm á. Trước đây thì em cũng đi học nhiều trung tâm rồi, ví dụ như là những cái trung tâm lớn chuyên về người nước ngoài dạy, như Wall Street English hay như thế nào đấy chẳng hạn. Thì với những cái trung tâm đấy thì người nước ngoài dạy thì đa phần là không dạy kỹ về cái phần phát âm giống như là thầy Tùng dạy.
Còn về cái những cái nội dung, ví dụ như là trong những cái nội dung bài học thì thầy có đưa ra về video, học qua video hoặc là những cái hình ảnh như thế nào đấy, thì cái đó rất là hay. Tại vì em thì em cũng có nền tảng căn bản tiếng Anh rồi, thì em nghĩ là mình cũng sẽ học, cũng gọi là làm xuyên á, để lên YouTube mình có thể học. Nhưng mà ở đây là những cái bài giảng là thầy Tùng đã soạn ra sẵn hết rồi. Thì có một cái người thầy coaching mà đi kèm với mình thì cái tốc độ nó sẽ rất là nhanh. Giống như việc là em cũng chọn thầy Lam là cái người thầy để mà em theo. Dạ. Và thầy Tùng cũng là một cái người thứ hai để mà em cảm thấy là em cần phải cải thiện. Có những cái người thầy quá là tuyệt vời để mà thúc đẩy mình hành động để mình đạt được những cái kết quả sớm nhất. Còn nếu mà tự bơi thì như kiểu là mình học tiếng Anh 20 mấy năm rồi á, mà mình vẫn không có, gọi là không có cái môi trường cũng như là không có một cái người thầy đủ cái sức để mà thúc đẩy mình, thì mình sẽ gọi là cứ rất là chậm và có thể là không đạt được cái mục tiêu cuối cùng của mình. Và thêm một cái phần nữa đó là em thấy về cái khóa học á, thì mình có thể là học chung với những cái người trong nhà nữa, thì em cũng đăng ký để cho em của em học chung luôn. Thì cái này nó gọi là nó quá là rẻ. Dạ. Quá là rẻ và có một người thầy đi chung với mình luôn. Và luôn, quan trọng là mình được có một cái môi trường á, học được với những, học chung với những cái người rất là hay, những cái người thầy rồi những cái người anh chị em, có một cái môi trường rất là hay thì sẽ thúc đẩy mình nhiều hơn. Thì em cũng quyết định là em sẽ chọn thầy Tùng để mà đồng hành trong cái con đường sắp tới. Dạ. Xin hết. Dung Nguyễn nói một ý cực kỳ hay ấy. Thầy rất là thích ý của em. Dạ. Và thầy phân tích thêm cho em này. Tùng Trần là người có đầy đủ các yếu tố mà em là người thông minh, mà thầy nhìn em là người rất là thông minh. Em chọn người thầy cực kỳ là xuất sắc luôn. Dạ. Thì Tùng Trần có đầy đủ các cái yếu tố, các cái tố chất của một người có thể nói là coach cho em được và cho đội nhóm chúng ta được. Dạ. Bạn ấy có một cái năng lực và cái sự kiên trì, sự focus và sự tập trung cao độ. Và quan trọng hơn nữa là bạn là một cái người có IQ cực kỳ cao. Tùng Trần không phải người bình thường. Yeah. Tùng Trần có IQ cực kỳ cao. Và cùng IQ cao cộng với cái sự nỗ lực cao, cộng với sự kiên trì cao, thì bạn là một, trở thành một người xuất sắc. Và learn from the best. Các bạn cùng nhau đồng thanh mình nói câu đấy không ạ? Learn from the best. Learn from the best. Learn from the best. Tùng em ơi, em hướng dẫn mọi người nói câu đấy đi. Ok, learn, cả lớp này. Learn. Learn from the learn. Best. Learn. Learn from the learn best. Learn from the best. Learn from the best. Learn from the best. Learn from the best. Ok. Tôi rất thích. Thực sự cái buổi tối ngày hôm qua tôi nhớ mỗi cái câu đấy này, là nhớ mãi. Đó là tôi rất thích và tôi chắc chắn phải về gặp mẹ Tùng Trần. Bởi vì tôi muốn xem là cái người phụ nữ đấy, người ta 150 km người ta đưa con người ta từ cái Quế Phong Nghệ An ấy, 150 km đến cái tỉnh cái thành phố Vinh của một thuộc tỉnh Nghệ An thôi, chứ không phải Hà Nội đâu. Yêu con đến mức gọi là lớn nhất, tình yêu của người mẹ quá bao la. Tôi ngưỡng mộ những cái người mẹ như vậy, người cha người mẹ như vậy. Với cái tình yêu bao la như vậy thì không có cái gì có thể là làm nhụt được cái ý chí, làm có thể là kéo lùi lại cái tương lai của con em mình. Đó là người mẹ tuyệt vời. Và tôi tin rằng ở đây các anh chị cũng vậy thôi. Mọi thứ trên cuộc đời này chúng ta làm tốt nhất cũng vì những đứa con thân yêu của mình mà thôi. Tôi tin rằng là như vậy. Thế thì Dung đã chia sẻ rất là hay và chúng ta đã tìm được đúng người rồi. Chúng ta đã tìm được đúng người rồi các bạn ạ. Và học phí thì nói luôn với các bạn này. Các bạn đi ra ngoài học trung tâm Apollo đi, các bạn biết rằng một tháng Apollo là bao nhiêu tiền. Và thầy nói luôn với các bạn nhé. Thầy không phải nói xấu Apollo ở đây. Có thể là ở đây có người ở Apollo, người ta lại bảo là thầy Lam nói xấu, mai lại cho lên báo. Nhưng mà thầy nói luôn với các bạn ở đây, thầy là một testimonial. Thầy nói luôn là con thầy học Apollo đây. Con thầy học một thời gian Apollo rất là dài, nhưng mà không giải quyết được điều gì. Thầy nói luôn nhá, cả con người Apollo ở đây, chụp ảnh lại đi, nói lại luôn. Quay lại video đây và đưa lên báo luôn. Thầy con thầy học Apollo. Hiệu quả thấp. Thầy chứng minh luôn, con thầy cũng học Apollo chứ không phải anh Nghị Nguyễn nhá. Con thầy học Apollo nhá. Nhưng mà thầy đánh giá không cao lắm. Thầy đánh giá không cao. Thầy cho em nói một xíu nữa được không? Em nói đi. Dạ dạ. Thì trước đây là em cũng có làm bên trung tâm tiếng Anh rồi. Hồi trước là em có Apollo thì em có làm part-time thôi. Còn nếu mà làm chính thức thì có làm bên APEC, APEC English. Anh thầy biết cái trung tâm đấy? Dạ dạ. Thì
Về cái quy trình đào tạo á, thì bên những cái môi trường như là APEC hay là Apollo thì có giáo viên người nước ngoài dạy, nhưng mà sẽ không có đi kèm và sát được như là một cái người có chuyên môn mà gọi là người Việt á. Nếu mà người Việt mà dạy cho người Việt thì sẽ dễ hơn, mà đằng này cái người thầy mà người Việt đó thì là anh Tùng, thì có cái phát âm rất là chuẩn. Thì em nghĩ là sẽ kèm cặp và cũng như là dạy cho mình học tốt hơn là những người nước ngoài, tại vì thầy cô nước ngoài em đã làm trong môi trường đấy rồi thì em thấy là mấy thầy cô dạy không có theo sát được mấy bé nhiều. Như là nhiều khi mấy con học á thì không có hiểu được hết cái ý của thầy cô á, thành ra là nó hơi khó. Cảm ơn Dung Nguyễn, em là người trong cuộc em rất hiểu. Dạ đúng rồi. Đấy, cảm ơn em nhiều. Và đấy, một người mà đã trong những môi trường như vậy rồi, người ta tiếng Anh rất là nền tảng rồi nhưng mà vẫn chọn thầy Tùng Trần thì có nghĩa là người ta không bao giờ người ta chọn sai đâu. Rồi xin mời anh Bùi Mạnh Hùng. Hello, xin chào chào thầy Tùng Trần và đặc biệt lại chào chào thầy Lam. Anh Hùng này học tôi ở Hải Phòng phải không? Đúng rồi, rất vui. Ôi giời ơi, chuyên spa đấy, máy spa phải không? Đúng rồi. Ôi giời ơi, nhớ thế cơ mà. Rồi, xin chào anh chia sẻ đi. Rồi, cảm ơn thầy Lam, cảm ơn Trần Tùng. Thì cũng được cái buổi Zoom hôm trước Hùng cũng có nghe cái buổi của thầy Lam, thì có biết Trần Tùng tổ chức cái lớp này, thì hôm qua thì mình có một tham dự một cái Zoom khác, thế là không vào nghe được thì mãi đợt cuối mới vào. Thế thì có hôm qua có hỏi đăng ký thì có trợ lý và Tùng hôm nay có nhắn thì đã hỏi rồi và đã hỏi đăng ký chương trình đấy, thì vừa nhắn với Tùng xem là thời gian, vì là từ ngày mai đến ngày 11 là mình cũng vừa học có những cái Zoom khác để đào tạo ấy. Thì Tùng bảo là sẽ sắp xếp vào chương trình đến 28 thì chắc chắn sẽ tham gia, vì là gì cũng như thầy Lam với các anh chị và các bạn đây, thì ngoài việc mình học ra thì cũng muốn cho các con, cũng có hai con muốn cho các bạn học, vì cũng đã học các trung tâm khác rồi cũng như thầy Lam vừa nói ấy. Thật ra là gì, cái việc học ở các trung tâm nếu mà không kèm cặp tốt cũng như là không có cái sự giao tiếp thường xuyên thì rất là khó. Thế thì cả gia đình học thì rất là tốt, hay nữa là các bạn bên chỗ Tùng Trần bảo là gì sẽ có cái việc kèm liên tục về cái việc đấy, thì mình nghĩ là sẽ rất là tốt. Hay nữa là gì, mình thấy là cái học thực tế này là cái rất là hay. Thì mình đã đăng ký cái việc đó và tin chắc là tất cả anh chị các bạn đang còn ngồi Zoom này, thì nếu chúng ta là gia đình hoặc đặc biệt chúng ta có con nhỏ, công việc của chúng ta liên quan đến tiếng Anh, thì hãy tận dụng cơ hội này để học. Vì đi học ở những cái ngoài kia thì như thầy Lam đấy, con của mình cũng hai đứa cũng như học, thì có thể học mỗi đứa mất khoảng mấy chục triệu rồi. Đúng nhưng rồi. Mà cũng chẳng giải quyết gì cả, đến giờ hỏi tiếng Anh nó cũng vẫn là lơ ngơ, không có vấn đề gì cả. Cho nên là học có môi trường là rất là tốt, mình cũng phải làm việc với nước ngoài, thế là cái việc cần tiếng Anh nó sẽ tốt hơn, trôi chảy hơn rất nhiều, thì chắc chắn sẽ cần học chương trình này của Tùng, và đặc biệt sẽ nói chuyện với Tùng nhiều hơn về tiếng Anh để sẽ tốt hơn. Xin chúc mọi người sẽ đăng ký học khóa học này. Ok, anh Hùng và anh em ở Hà Nội có một cái lợi thế cực kỳ lớn, đó là Tùng đang sống ở Hà Nội. Anh em có thể là thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau và nói chuyện cùng với đội nhóm của Tùng Trần, thì tôi nghĩ rằng nó lên rất nhanh. Anh Hùng nhá. Rồi. Anh Hùng đã từng về Hải Phòng trực tiếp tại nhà riêng của thầy Lam và học cùng thầy Lam rồi, và anh đang có kinh doanh về các cái sản phẩm thiết bị về spa cực kỳ lớn luôn các bạn ạ. Thì đấy, chúng ta có thêm những mối quan hệ trên cuộc đời này rất là tuyệt vời, và đặc biệt là chúng ta có cái môi trường chung để chúng ta học tập cùng nhau trong một thời gian rất là dài, thì đó là điều tuyệt vời. Và cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ. Cảm ơn anh Hùng. Rồi, Bình ơi, Tuấn Bình Hải Phòng chia sẻ đi Bình. Thích Bình nói chuyện. V19. Vâng, em chào mọi người. Chào thầy Lam và mọi người. Hôm nay được thầy Lam giới thiệu nói hơi run tí, bất ngờ. Run gì? Em xin chia sẻ là thực ra là tiếng Anh thì em cũng đã thử học rất nhiều rồi, nhưng mà chỉ được khoảng một vài buổi thôi. Vì là cái nền tảng của mình là tiếng Pháp, thế nên nói bắt đầu nói cái nó sai. Nên là cái mặc cảm của mình nó không vượt qua được. Đấy. Nên là Hải Phòng nhà mình ngày xưa để đào tạo tiếng Pháp ở Bình nhỉ? Hải Phòng ngày xưa đào tạo tiếng Pháp à? Bên Thủy Nguyên là học tiếng Pháp thầy ạ. Học tiếng Pháp. Thầy nhá, khi lên đại học là coi như là mù luôn, không biết gì luôn. Vâng. Nên là xin chia sẻ với mọi người nữa là bà xã lại là đại học ngoại ngữ. Úi giời. Thì thoảng có thi thoảng có dạy nhưng mà cũng không thành công. Hôm qua vợ có bảo là thôi thì đăng ký học để vừa học cho các con học cùng, đợt này các con nó dịch nó lại ở quê thì không biết là thầy Tùng có tạo điều kiện cho các con học cùng một tài khoản ở quê nữa không. Được, thầy Lam cam kết là được. Ok thầy Lam nói thế cũng được, cái tôi là tôi bảo đảm được cái là được. Thầy Lam nói thế. Vâng, bố mẹ đang ở trên này, đang ở cái thời gian là bị cách ly toàn Hà Nội, thành ra cũng không đi đâu. Tôi luôn ngắt lời Bình này. Tôi ngắt lời Bình này. Tất cả vì bọn trẻ con, nên là cứ cái trẻ con là cho vào học, nhớ là trẻ con là con nhà mình nhé, đừng con hàng xóm. Và cũng chia sẻ với mọi người là
Thầy Nam cho Hùng xin một ý kiến vì như này. Cái phần mà cho trẻ con ấy, thì chắc là mình sẽ phải có một vài cái có thể một buổi một số buổi riêng cho các bạn ấy hào hứng thêm, hay nữa là trong chương trình mình có thể là kết hợp giữa cả bố mẹ, thì vì là mình cũng đã cho hôm qua hôm nay nhưng cảm thấy nó có vẻ là không hào hứng vì tức là trẻ con nó đang muốn phải có cái gì gọi tương tác ấy. Rồi đó. Okay. Thì cái việc về là nội dung đào tạo ấy, tôi nghĩ rằng là có những buổi chung và có những buổi riêng, thì cái vấn đề về nội dung thì tôi nghĩ rằng Tùng Trần là người phải chịu trách nhiệm. Thế còn đương nhiên là người đào tạo người ta sẽ có phương pháp cho trẻ con và người lớn, và có những cái chương trình thì bố mẹ học cùng trẻ con, và có những chương trình người lớn học cùng nhau và trẻ con ngồi ké cũng được, không sao cả. Nhưng mà có những chương trình dành riêng cho bọn trẻ con, ví dụ như vậy. Anh Hùng nhá, chắc chắn là tôi nghĩ rằng là Tùng Trần sẽ phải có những kế hoạch như vậy. Vâng, chắc chắn đấy ạ. Trẻ con, tức là lớp trẻ con sẽ riêng vào lớp thứ năm và chủ nhật ấy, thì là các bạn sẽ được học nhiều hơn. Còn lại những cái lúc những cái hôm mà 25 tháng 8 mình khai giảng là chuyên sâu cho người lớn ạ. 25 tháng 8 là chuyên sâu cho người lớn. Học thứ tư thứ sáu thì chuyên sâu người lớn hơn. Còn thứ năm và chủ nhật ạ. Tối thứ năm và sáng nhật là chuyên sâu cho các bạn bé hơn. Đấy. Anh Hùng nhé. Vâng. Là hai buổi đấy em sẽ tặng kèm cho cả gia đình mình ạ. Vâng. Vâng. Và anh Bình ạ, anh Bình nhắn tin cho em nhá. Thêm này em sẽ add thêm một tài khoản của các con anh nhé. Rồi, từ lúc mà học V19 mình đã biết là đây có thể là người thầy tương lai của mình. Ok, chắc chắn đấy anh. Em sẽ đồng hành với anh lâu dài, anh yên tâm. Thầy coaching cho anh và cả gia đình luôn. Là mình làm về lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng mà nói tiếng Anh cứ bị sai, thành ra nó gặp đối tác hoặc gặp nó ngượng mồm lắm, không dám mở mồm ra đúng không? Ngượng mồm lắm. Nhưng mà mồm ra là nói sai. Vâng, anh gặp đúng người đấy, anh gặp đúng người rồi. Em sẽ giúp được anh nói chuẩn, anh yên tâm. Chia sẻ là em làm công nghệ thông tin cũng lâu rồi nhưng mà cũng tự mò thôi, không có tìm người dẫn đường. Thì được biết thầy Nam cũng lâu rồi, cũng được mấy năm rồi. Thì vừa rồi mới có thời gian học thầy Nam khóa V19, không thì cũng học những cái khóa V đầu ấy. Nhưng mà bận quá, phải đi kiếm tiền quá. Thì sau này mới nhận ra là phải có người dẫn đường. Dù mình có trong nghề đấy nhưng mà giống như bạn Dung ấy, dù biết tiếng Anh rồi nhưng mà vẫn nhìn thấy những người thầy, phải có những người thầy dẫn đường để đi nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, tuyệt vời lắm, cảm ơn em. Có ai chia sẻ không? Mình mạnh dạn chia sẻ đi cho nó vui. Anh Nghị ơi, không nghe được giọng anh nói. Anh Nghị cho sát mic hay như nào đấy, không thể nghe được. Em nghe nhỉ? Nghe được rồi. Ừ, như thế này nè. Anh thì nói chung là anh rất đam mê về cái môn tiếng Anh này. Anh nói nghe em biết là anh thì anh sinh năm 84, lớp 6 mới được tiếng Anh cơ. Nhưng mà anh là một đứa ở quê, nhưng mà anh xin mẹ anh đi học. Hồi xưa anh học Streamline ấy. Chắc Streamline lớp 6 ấy. Mà mùa tháng 10 ở quê anh biết nó rất là mưa gió bão bùng lắm, đi học khó khăn lắm. Mà thời đó mà đã đi học tiếng Anh giống như anh điều rất là khó, mà mẹ anh vẫn cho anh đi học. Con nhà nghèo nha, chứ không phải giàu có gì đâu. Nhưng mà anh hiểu được cái giá trị của nó, nên là bây giờ anh muốn đầu tư cho con anh. Đó. Và chính vì công việc của anh này, cái nền tảng tiếng Anh của anh nó có cũng được từ đó thôi. Nói chung tiếng Anh của anh có thể là anh đọc được và anh hiểu được, nhưng mà anh nói và anh nghe thì nó kém. Anh bỏ một thời gian rất lâu, từ lên cấp 3 anh bỏ tới giờ luôn rồi, nền tảng tiếng Anh của anh. Nhưng mà bây giờ anh vẫn muốn học lại. Đó. Chắc chắn cái lớp của em anh sẽ tham gia. Nhưng mà thời gian anh chia sẻ là thời gian này anh còn rất là nhiều việc, vì công ty của anh rất là nhiều việc. Sau khi nhận được kiến thức của thầy Lan, anh thấy rất là nhiều việc để anh xử lý. Và anh ra một cái chiến lược đơn là đó. Và anh sẽ tham gia cái lớp này. Anh cảm thấy khi anh nghe em phát âm và với cái nhiệt của em, anh chỉ cần những điều đó thôi. Em rất là nhiệt, đầy năng lượng và tâm huyết. Tuyệt vời. Em có em một cái đam mê gì thì em đổ vào, giống như bóng bàn của em vậy. Nó em mưa ngàn giờ, giống như anh thời điểm này anh cũng rất thích đam mê và đá bóng. Thời gian đá bóng của anh chắc cũng tương đương với thời gian của em như vậy. Wow. Mỗi người mỗi đam mê, nhưng công việc mỗi người công việc. Nên tất cả anh em đây anh thấy về kỹ năng tiếng Anh mình rất cần thiết. Mình thật sự các bạn nha, nếu các bạn làm kinh doanh bây giờ, những kiến thức của thằng Lan chia sẻ Tùng rất lợi thế nè. Tùng lên các trang online trên những trang nước ngoài, Tùng chỉ cần gõ một phát thôi, kiến thức mênh mông, và Tùng sàng lọc và lấy làm kiến thức của mình. Mình nghĩ anh chị cũng vậy, trong lĩnh vực kinh doanh của anh chị cũng vậy. Mình nghĩ rất là nhiều thứ để anh chị nên làm như vậy. Rồi, đó là những chia sẻ của mình. Và mình rất cảm ơn Tùng và rất là cảm ơn thầy Lam qua đây. Thật sự là mình biết thầy Lam cách đây khoảng rất rất thời gian rất ngắn,
trong thời gian dịch này mình biết Thái Lan, và mình biết sau khi mình nghe Thái Lan một video 3 tiếng hồ thôi, đêm đó mình nghe, đêm sau mình nhắn tin cho Thái Lan liền và mình xin đăng ký tham dự á. Mình nghĩ là mình được lớp V20 nhưng không ngờ nó qua lớp V21 là rồi ok, đó là lời chia sẻ của mình. Rồi mình xin nhường lại cho các anh chị khác cùng chia sẻ nhé. Rồi cảm ơn thầy và cảm ơn Tùng. Cảm ơn Nghĩ nha, thầy vào Sài Gòn chắc chắn đến thăm nhà em, đến thăm công ty em nhé. Cảm ơn em. Rồi cảm ơn thầy. Chắc chắn em sẽ tham gia khóa coaching với thầy đấy. Ok. Tôi đang coaching một doanh nghiệp rất là lớn ở Sài Gòn, công ty về sản xuất đồ thiết bị bếp inox, bếp công nghiệp lớn nhất ở Sài Gòn luôn nhé. Tôi đang coaching cho họ. Em bữa có coi video trong bài em sẽ biết em có biết đồng chí đó. Rồi. Dạ, bên em thì em đang làm doanh nghiệp về sản xuất và thi công bên mảng nội thất. Yeah, okay. Dạ, ok. Em đang mới làm vừa cũng đang làm một công trình ở dưới Quảng Ninh, em bay về Hải Phòng đợi xuống Quảng Ninh. Dạ, đang làm trên sân rớt ở dưới đó. Bây giờ là em không bay được nữa rồi, Hải Phòng dừng tiếp nhận nhé. Dạ. Nhân viên của em vẫn còn đang ngồi đó ở dưới Quảng Ninh. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn thầy. Dạ, rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, dạ. Thầy lấy vợ Quảng Ninh ấy, người thầy lấy vợ ngồi Quảng Ninh. Dạ, ở Hà Long các bạn nhỉ? À, Uông Bí. Uông Bí. Dạ, em thì qua chưa em ở bên Quang Hanh Cẩm Phả cơ. Thầy biết. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn thầy. Hẹn gặp nha. Dạ, rồi, chào thầy. Dạ, dạ. Ok thì ok các anh chị có thể đọc đặt cọc trước được, đặt cọc trước khoảng 1 triệu không được, là mai chuyển khoản nốt thì còn ưu đãi là sẽ cho anh chị coaching 5 tháng luôn, 5 tháng với lại trợ lý của Tùng, 5 tháng coaching. Nó cực kỳ giá trị luôn. Thực sự là Tùng muốn thực sự là muốn cho đi cái giá này, anh chị phải là gọi là không có những giá rẻ như này, 56 buổi mà học với những người cực kỳ chất lượng. Đấy, những cái giáo viên cực kỳ chất lượng của Tùng, 56 buổi, và trong vòng 2 tháng anh chị không thích nhá thì Tùng hoàn tiền mà không phải hỏi bất cứ lý do gì luôn, trong vòng 2 tháng kể từ ngày hôm nay, anh chị lúc nào mà cần hoàn tiền anh chị quay lại video cũng được, và có hợp đồng và văn bản gửi anh chị tận nhà luôn. Thế là trong vòng 2 tháng Tùng hoàn tiền về bất cứ lý do gì luôn, nếu anh chị không hài lòng. Đấy. Rồi. Vâng. À, đấy là lời cam kết cao nhất rồi. Có nghĩa là những người mà tự tin như chúng tôi là người ta phải cam kết cao nhất như vậy. Đó là các bạn sẽ không có một rủi ro nào, không có một cái rủi ro nào. Ok. Minh Trang ơi, em phát biểu đi, thấy em buồn. Minh Trang em phát biểu đi. Với 21 của thầy phải không? Phát biểu đi. Lý do tại sao chọn Thái Lan? Alo mọi người nghe rõ. Nghe ông được. À? Nghe được em ạ. Nghe được. Dạ. Em chào Thái Lan và chào anh Tùng Trần cũng như là chào toàn bộ mọi người đang xem trên Zoom ạ. Thì một cái chữ viên đứng nó bị lag à? Lag. Có câu viên của chị Trang bị lag hay sao? Ok. Tùng ơi anh chuyển rồi nhá, hẹn gặp mọi người vào những cái buổi học nhá, quá rẻ. Vừa nãy con lúc chiều nay con hỏi là sao có nhiều khóa sao có 6.9 mà lại có 56 buổi, sao 18 buổi sao lại em muốn cho đi anh ạ, à. Em muốn cho đi thực sự ấy, chưa bao giờ rẻ thế luôn. Vâng, thì qua cái buổi học em nói qua một chút ạ. Em đâu mất rồi. Được, biết mọi người không? Của chị Trang hơi của chị Trang bị ấy chị Trang ạ. Sóng của em nó có vấn đề. Sóng hơi yếu. Thấy nghe không được rõ. Ừ. 70 người còn lại ai có phát biểu thì không? Lý có phát biểu gì không? Lý bật mic lên. Lý Hải Phòng, cô gái Hải Phòng. Kế toán trưởng. Chào thầy Lam. Chào thầy Tùng và các anh chị. Thật sự với các anh chị thì em cực kỳ ngưỡng mộ thầy Lam luôn, và bây giờ thì và cùng em bởi vì thầy Lam thì ngoài cái kiến thức thâm sâu và các kiến thức của thầy thì thầy em thấy thầy có con mắt mình cực kỳ chuẩn người luôn. Tất cả những cái học viên mà thầy coaching ấy, thì đều không sai chạch một người nào, từ về kiến thức thì từ về con người cực kỳ giỏi, mà em hầu hết là em rất yêu mến những cái học trò mà thầy coaching. Em có biết là thầy khác người ở cái chỗ đấy không? Vâng. Thì những người nào thầy coach thì thầy phải test hết, không có chuyện là coach bừa.
Điều đầu tiên, cảm ơn em rất giỏi, em đã phân tìm được ra một cái điều mà chưa ai tìm được, em rất giỏi đấy Lý ạ. Và em rất rất thích điều đấy luôn. Và vì rất là gần thầy Nam mà mặc dù là COVID này mà cũng không thể đến nhà thầy. Anh chị sáng nay thì em thực ra sau cái lớp học tiếng Anh này tối hôm qua thì em đã chuyển link cho gần như toàn bộ các anh chị ở cơ quan con ở trong cái độ tuổi này để được vào học thử. Và sáng nay em cũng yêu cầu cũng bảo mọi người là nên cho con tham gia những cái lớp học này. Thì có một bạn mà hỏi là em buồn cười quá, bà hỏi là em là có bị lừa không phải chị? Thế em bảo là ừ, nếu mà lừa thì chị lấy tiền của chị ra chị trả em. Wow. Dạ. Và em thấy tiếc cho những ai không đăng ký khóa này, bởi vì tâm sự thật là về tiếng Anh thì bản thân em thì em học hụt rất nhiều lần, và cũng giống như thầy Lam ấy, em có thể hiểu cái tài liệu tiếng Anh nhưng về nói thì mình cực kỳ tự ti không dám phát ngôn. Nên là cái kỹ năng nói và nghe của mình rất là kém. Và cũng có thể gần đây em học khóa sức mạnh kiến thức của cô Trâm ấy, thì trong tâm niệm của mình vẫn muốn học với phương pháp tiếng Anh nào đấy, và bây giờ thì chính sức mạnh kiến thức đưa Tùng Trần đến. Và em ta đang ký học tuyệt vời luôn. Cảm ơn thầy Lam, cảm ơn Tùng Trần. Ok đấy, này có đứa con trai quá đẹp trai kìa bên cạnh nhỉ. Quan trọng nhất là cái đứa đấy nhá, học để mà nó trở thành một cái người xuất sắc giống như chú Tùng Trần ấy. Con này, con có thích giống chú Tùng Trần là xuất sắc của Đại học Ngoại thương không? Và chú được đi Mỹ 2 năm. Chú được học những giáo sư hàng đầu nước Mỹ. Con có muốn không con? Có. Tuyệt vời. Hôm nào cho mẹ cho con lên nhà chú chơi nhá. Dạ. Em cam kết với chị là cả gia đình nhà chị sẽ nói tiếng Anh. Em cam kết chị sẽ nói tiếng Anh. Con chị sẽ nói được. Cả gia đình mình sẽ nói được. Em sẽ coach cho chị. Đến khi nào chị nói tiếng Anh thì thôi chị nhé. Đến khi nào chị nói được. Em cam kết với chị. Vâng, mức cao nhất luôn ạ. Chắc chắn sẽ nói chuẩn, chắc chắn cả gia đình sẽ nói tiếng Anh. Em cao lên với chị đấy. Và tối thiểu mình sẽ đồng hành với nhau 8 tháng, 56 buổi. Đấy, tối thiểu đấy ạ. Kinh khủng nhỉ. Có cái chương trình nào mà nó lại như thế không nhỉ? Kinh khủng luôn các bạn ạ. Lại dùng nó lại phát biểu rồi, nó không chịu nó lại phát biểu tiếp. Dạ. Phát biểu đi. Thì em như em nói nha, là ví dụ như là những cái trung tâm mà em đã làm rồi, hoặc là những cái trung tâm mà bèo nhất đi. Như trung tâm hồi xưa em làm á, là một tháng khoảng tầm mỗi bé đóng là khoảng tầm 3 đến 4 triệu một tháng đó. Đấy. Đấy, nhưng mà học xong á, một tuần học có 2 buổi thôi thầy. Đấy. Và học xong thì cái đó là học chung một lớp luôn. Mà ở đây lớp của anh Tùng là vừa có 5 triệu 9 thôi, học 8 tháng, mà trong khi đó vừa được coaching nữa, như kiểu là một người thầy đi kèm với mình luôn. Thì cái mức giá này quá là rẻ luôn. Quá hời, mình gọi là hời. Cái mức này quá gọi là lời to thầy. Giống lời, như thầy hay nói lời to. Lời. Ok, Dung ơi, Dung hay lắm, Dung nhá, Dung hay lắm. Hôm nào cái team Sài Gòn ấy thầy bay vào là chúng ta phải gặp nhau. Thầy sẽ bay vào Sài Gòn chắc chắn, hết Covid thầy bay luôn. Ok. Thầy rất nhớ Sài Gòn rồi vì Sài Gòn Hà Nội là cái nơi mà thầy làm việc nhiều nhất, thầy quá nhớ rồi, nhớ không chịu nữa rồi. Không làm sao để vào được nữa. Ok, hết Covid thầy sẽ bay vào ngay lập tức. Dạ, đợt này thì em cũng tính ra Hà Nội á, nhưng mà dịch á thì chắc cuối năm nếu mà sắp xếp được thì có thể là em ra Hà Nội chơi. Ngoài đó thì em cũng có anh chị ngoài đấy rồi cũng gặp mấy anh em. Ra Hà Nội mùa đông đi nó mới thích. Người miền Nam chỉ thích mùa đông Hà Nội thôi. Nó rét, nó rét lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Ok. Tuyệt vời Dung nha. Dạ dạ. Rồi. Còn ai có tâm sự gì bật mic lên đi. Chị Kim Thúy bà giơ tay kìa, Kim Thúy nói đi. Vâng, em xin chào thầy Lam ạ, và xin chào Tùng Trần và các anh chị em ạ. Rồi. Và em là khóa V20 của thầy Lam. Wow. Thì qua cái buổi theo dõi học của thầy Lam thì buổi thứ hai đều đầu tiên cái đợt mà thầy mở tháng 7 vừa rồi thì em đăng ký luôn, bởi vì thực ra là trước cái em năm ngoái là bắt đầu Covid là em bắt đầu tìm hiểu về muốn học chuyên sâu về online nhưng mà cũng không đi đúng hướng, nói chung là không tìm được đúng thầy. Đấy, nhưng mà từ khi biết được thầy Lam học khóa V20 giờ thấy thầy chia sẻ về các khóa học chuyên sâu và nói chung là các khóa mà thầy dạy giới thiệu về các thầy coaching này đều rất là có giá trị. Thứ nhất là các thầy đều có chuyên môn cao và thứ hai là các thầy đều rất là nhiệt tình. Đấy, nhưng mà thực ra thì em rất là muốn học, vì là ngày xưa cái thời bọn em học ấy, lúc bây giờ là học cấp 3, cấp 1, cấp 2 thì không học tiếng Anh rồi. Đến khi năm cấp 3 thì học tiếng Pháp, mà các thầy cô ngày xưa học nói chung là cái thời nó còn khó khăn lắm. Lúc bây giờ đi học thêm chỉ có 1.000 đến 1.500 đồng, không có tiền để đi học thêm thầy ạ. Đấy, cho là thời ngày xưa học tiếng Anh không được học, và học tiếng Pháp thì nó được ít, mà đến khi học lên đại học, trung học chuyên nghiệp là tiếng Anh gần không biết gì.
Và bây giờ cũng rất là thích học tiếng Anh, nhưng mà cũng đang muốn hỏi là chỗ thầy Tùng Trần xem là cháu nhà mình, cháu đầu nhà mình thì nó đang học lớp 1. Thì giờ hôm nay thì đợt này đang chuẩn bị ôn thi học kỳ cho là học online, thì là cũng vào hơi muộn, nhưng là cũng nghe được một chút nhưng mà cũng có hiểu. Nhưng mà rất là muốn là đăng ký cho cháu học, xem là hỏi thầy Tùng xem là cháu bắt đầu học lớp 1 và năm nay chuẩn bị đến lớp 2 thì là có theo được không? À vâng ạ, theo được chị ơi, theo được, nhưng mà chị phải đồng hành cùng con nhé. Tại vì lớp 1 là các con kiểu như cái độ tập trung này, rồi là tính kỷ luật chưa cao nhá, thì là chị phải đồng hành cùng con và học cùng con, thì cả gia đình mình cùng nói tiếng Anh. Và khi mà học xong ấy, chị và con ôn tập lại với nhau thì sẽ rất là hiệu quả chị ạ. Và một cái em cho chị và con học đi học lại nhiều lần nhá. Học đi học lại rất nhiều lần. Đang muốn hỏi thầy Tùng Trần xem cái lịch học như nào, bởi vì hiện tại là cháu nhà mình là cũng đang cho học tiếng Anh ở trung tâm IMAX ở gần nhà, chỗ khu đô thị Châu Quỳ Tân Lâm. Thế nhưng mà mình thì học chỗ thầy Lam, và bây giờ cái công việc mà mình rất cần về kiến thức của thầy Lam đó là kiến thức marketing. Thì là mình vừa rồi học cái lớp của thầy Lam V20 và học lớp chuyên sâu của thiết kế ảnh Photoshop. Và cũng muốn tham gia cả cái lớp phong thủy của thầy Long Hãn. Nên là nó rất là kín lịch học, mà bây giờ lại học tiếng Anh nữa thì cũng muốn kèm con, vì cũng muốn là đầu tư cho con học. Thầy khuyên này, đừng trì hoãn cái việc đấy nữa, đừng trì hoãn. Vấn đề là em có cái why đủ lớn hay không thôi. Hãy đặt câu hỏi đi. Tại sao phải là tiếng Anh? Why English? Tại sao phải học tiếng Anh? Thôi, những cái thứ khác thầy thấy rằng là ví dụ như là lý do hay là những cái trì hoãn ấy nó níu kéo mình lại em ạ. Đừng như thế nhé. Cái lịch học nó cùng này không biết là có sắp xếp để cho con học không, nhưng muốn hỏi thầy xem là nếu mà sắp xếp được cái lịch nó lệch ra thì tí sẽ đăng ký cho cháu nó học thêm, mà mình cũng học luôn đấy. Chắc chắn là chúng tôi sẽ phải bố trí lịch, nó phải xen kẽ nhau, không có bị trùng lịch. Chắc chắn là tôi với Tùng Trần phải thiết kế lại lịch, và tất cả anh em phải thiết kế lại lịch. Các bạn yên tâm nhé, chúng tôi sẽ họp lại để thiết kế lịch nó không bị trùng. Yên tâm. Là học của thầy Lam xong, bây giờ đang thực hành mà đang làm nó chưa xong, mà lịch thì kín quá, nên cái Photoshop học của thầy tại vì vẫn chưa thực hành thế nào. Danny Tùng. Anh Tùng, okay. Tùng ấy. Đấy, rồi. Học Tùng Trần này thì tiếng Anh cũng rất là hay, mà cũng rất là giá trị. Mình sẽ đăng ký cho cháu nó học tiếng Anh. Vâng ạ, vâng. Lớp 1 em muốn nhắc lại là lớp 1 thì chị chắc chắn phải đồng hành cùng con. Chứ con mà ngồi mà tự học thì là, vì thời lượng em dạy rất là dài, thì tối thiểu là 2 tiếng mỗi buổi cơ, nên là anh chị mà không đồng hành cùng con là các con rất là khó để tập trung. À, thì chị học xong rồi cả gia đình mình cũng nói tiếng Anh, cả nhà nói tiếng Anh, ôn lại tiếng Anh, thì tự nhiên là trong nhà mình có một ngôn ngữ thứ hai chị ạ. Đấy, giống như kiểu bên Singapore ấy, người ta sẽ nói ít nhất 2 tiếng là tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Đấy, tức là bố mẹ và các con nói song ngữ ở trong nhà, nói song ngữ liên tục như vậy, là từ rất là bé con nó nói tiếng Anh rất là trôi chảy rồi ạ. Thì không có lý do gì mà Việt Nam, người Việt Nam cũng không có lý do gì mà phải thua kém người Singapore cả. Đấy, em sang Singapore mấy lần rồi và gặp những cái cháu bé rất là bé luôn, mà người ta, tại vì em là vận động viên bóng bàn ấy, nên người ta mời em đi đánh bóng bàn ở bên Singapore, em sang người ta mời em đi đến đánh. Và những đứa bé rất là bé thôi, nó nói cả tiếng Anh cả tiếng Trung Quốc, nói với anh em nhé, nó nói tiếng Anh rất trôi chảy, nó nói với bố mẹ nó nói tiếng Trung Quốc bắn rất là nhanh luôn, liên thanh đấy. Thì anh chị phải học tiếng Anh thì là con sẽ nói tiếng Anh, trong gia đình mình phải nói song ngữ đấy, mình gọi là gia đình cũng phải là 4.0 ạ, thì anh chị phải nói tiếng Anh, giao tiếp cả tiếng Anh cả tiếng Việt trong nhà đấy, thì sẽ rất là tuyệt vời chị nhé. Xin cảm ơn Tùng Trần, và rất là mong Tùng Trần kèm cặp, bởi vì mình cũng muốn là học tiếng Anh để mình biết, để mình dạy cháu học, chứ thực sự là bố cháu thì bận lắm, không để ý cái này về marketing thế. Trước kia cứ bảo là con gái làm được, nhưng mà bây giờ mình thấy mình phải làm vì ông xã ông đam mê. Nhưng là có mỗi mình đam mê, thật là từ lúc học thầy Lam xong rồi hôm nào phải thức đêm ấy, nhóm hôm xong sáng lại dạy con bài theo nhóm, nhiều lúc công việc của mình sản xuất học lần ấy, cô sản xuất cây trồng và sản xuất hoa cây cảnh nhiều lúc rất là bận. Chị cây giống đấy hả? Rồi. Em phải hỏi chị rồi. Rồi thầy nhớ rồi. Giờ nói thế mới nhớ. Ok, anh có anh Quyết ở Gia Lâm ấy cũng học thầy Lam, làm rất là thành công ấy, về cây trồng, cây hoa hồng ấy, hoa hồng các loại cây cảnh ấy, anh Quyết, vợ chồng anh Quyết. Quyết là hình như là có cái vườn hồng thầy, là hàng ruby. Đúng rồi, học thầy lâu rồi đấy, Quyết là học thầy đấy. Đấy, chỗ cùng làm vườn, chỗ sản xuất cho em ấy, bởi vì rồi. Bạn chuyên về hoa hồng. Thì chuyên về các loại hoa chậu, hoa thảm. Thầy đến, thầy đến vườn Quyết, nhà Quyết rồi. Đấy, vườn nhà em ở đấy luôn đấy thầy. Em không học vườn nữa cả. Rồi, ok. Sản xuất các hoa chậu. Nếu mà có dịp về thì sẽ tặng thầy chậu hoa, chậu cảnh. Vì là nhà em sản xuất được. Ông chồng khéo tay. Cảm ơn chị nhiều. Cắm hoa lan. Cảm ơn chị. Và chị quá may mắn lấy ông chồng khéo tay thế. Được, em cũng khéo tay cái gì biết làm, khéo tay cắm hoa, khéo cái gì khéo như là em phải vụ. Ok, cảm ơn chị. Chắc là em phải gặp chị Thúy đấy, tại vì là em có khoảng hơn 4.200 mét vuông đất đấy,
mà hầu hết là chưa trồng cây gì, toàn đất mặt đường thôi, cho thuê các kiểu. Em phải chắc phải gặp chị để trồng cây các kiểu đấy. Ừ, nhà em cần em tư vấn về cảnh quan sân vườn thì mình sẽ tư vấn nha. Vâng. Về cảnh quan sân vườn, trang trí nhà, ban công, nước hoặc trồng hoa, chăm sóc cây cảnh mình đều ấy hết được. Ok chị. Ok, Hòa ơi, Hòa chia sẻ gì đi Hòa. Hòa như là ông này Hòa cháy phải không? Vâng ạ, em ông này cái gì ông cũng đăng ký luôn đấy, ông này cái chương trình gì ông đăng ký luôn. Chào thầy, chào thầy cũng chào mọi người. Học thầy Lam đăng ký 5 khóa trên sâu rồi. Mọi người ạ. Thế là bây giờ em điều này cứ bám thầy Lam học dạy khóa nào cũng đăng ký hết. Người thầy Lam cực kỳ và những người thầy Lam đưa đến rất là cực kỳ. Cảm ơn. Hôm nay cho con người cả học đăng ký. Em ơi này, em có người Nghệ An bên cạnh nhà em, Tùng Trần này, Nghệ An này này. Hôm qua nói chuyện với cả Tùng Hoa. Rồi, đấy thì Nghệ An có những người xuất sắc, và tôi đã luôn, tôi đi khắp đất nước Việt Nam này, nhưng mà người Nghệ An khí chất khác biệt luôn. Tôi đến Nghệ An 3 lần rồi và tôi thấy rằng người Nghệ An cực kỳ ham học. Chương trình của sự kiện nào của Thái Lan ở Nghệ An đều kín mít luôn, hàng nghìn người. Và họ đăng ký chuyên sâu cực kỳ đông luôn. Và khí chất của người Nghệ An rất khác biệt. Mình không phải là nói về vùng miền đâu, nhưng mà mình đến đấy mình cảm giác cực kỳ khác biệt luôn. Và một trong những người mà có thể nói là mình yêu quý vô cùng đó là Bác Hồ. Tôi nói thật luôn các bạn là tôi vô cùng là yêu quý Bác Hồ. Và mình hay nói, hay đọc sách, hay xem video về Bác. Mình thích thú, từ mình yêu Bác từ nhỏ luôn. Và các bạn biết rằng là hầu hết chúng ta đâu rất là ngưỡng mộ và một cái nhân tài, một kiệt xuất của thế giới luôn, chứ không phải chỉ Việt Nam mình, mà người là người Nghệ An. Đó là cái điều mà tại sao Nghệ An lại tạo ra những con người kiệt xuất như vậy, có những sinh ra những con người kiệt xuất và vĩ đại và thông minh như vậy, thì chắc chắn nó phải liên quan đến cả khí chất của một cái vùng đất nữa, không phải đơn giản đâu nhé. Người ta ăn cái vùng đất đấy, có cái thổ nhưỡng, cái nước, cái không khí, cái thức ăn ở cái vùng miền đấy, nó tạo ra những con người như vậy, không phải đơn giản đâu. Tôi tin là như vậy, nó liên quan đến cả cái khí chất, cái vị trí, cái địa lý, cái khu vực, cái không khí, cái tất cả mọi thứ nó tạo ra con người như vậy, chắc chắn là như thế, chắc chắn là như thế. Ok, đúng cảm ơn bạn. Dạ, em hỏi một chút về thầy Tùng Trần ấy. Tức là tiếng Anh thì em nói thật là học từ ngày xưa thôi, học từ cái thời phổ thông đến bây giờ rồi. Nhưng mà nhiều khi mình nghe xong rồi mình viết anh hay bị sai chữ tả ấy, thì cái lỗi đấy mình có xử lý được không? Ok, thì Tùng sẽ gửi cho anh Hòa là cái bộ tập viết nhé. Anh bộ tập viết, và anh muốn viết đúng chính tả ấy, anh phải đọc nhiều. Anh Tùng sẽ gửi cho anh 1.000 cái quyển truyện tranh nhé, cho bé học luôn. Anh in ra cho bé học từ dễ đến khó, và có tranh ảnh này, rồi in ra có chữ viết ở dưới này, rồi in 1.000 quyển đấy ra đọc. Cứ đọc nhiều vào là sẽ viết không sai chính tả đâu. Phải đọc nhiều. Và Tùng sẽ gửi tặng cái bộ tập viết cho con anh đấy nhé, anh Hòa nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn. Okay. Vâng. Nhưng mà có đầy đủ tất cả mọi thứ phục vụ anh chị luôn. Đấy. Thế yên tâm. Mọi người phải... Ok. Cần cái gì cứ nói Tùng gửi cho. Cũng muộn rồi, ai buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước. Còn ở đây là những người mà dành cho những người mà thích tâm sự thì ở lại. Ai mà có chuyện gì gia đình mà buồn buồn thì cứ tâm sự lên, thầy chia sẻ cho, thầy dạy thầy cách xử lý chuyện gia đình được. Thầy bậc thầy tâm lý gia đình luôn. Cứ chia sẻ lên. Xem nào, có ai có cái gì bất hạnh không? Tự thế cho Văn Đại chia sẻ trước vào cái lớp ngày mai thôi nhỉ. Lớp ngày mai Văn Đại sẽ hướng dẫn. Đúng rồi, Văn Đại chia sẻ đi. Văn Đại ngày mai Văn Đại giúp mọi người thấy gì anh nhỉ? Đại tủm tỉm. Tôi thấy anh Đại tủm tỉm cười nhưng mà chưa thấy nói gì. Đại chia sẻ đi. Vâng, em chào thầy. Hello everyone. Okay. Chào tất cả anh chị. Vâng, em chào thầy và chào anh Tùng. Chào anh Bình nhá. Thật sự là học lớp của anh Tùng rất là ý nghĩa, vì anh có những cái từ ngữ ấy, nó rất là gần gũi với cuộc sống, và đặc biệt là anh tạo cho mọi người được một cái sân chơi gắn kết gia đình với nhau. Đấy, mọi người có thể là cùng học tiếng Anh, sau rồi đó là cùng giao tiếp tiếng Anh với nhau, tạo nên một cái không khí nhỏ trong gia đình luôn. Đấy, thì rất ít trung tâm hay là một cái cơ sở nào đó mà có thể là cho cả gia đình học với cái chi phí mà chỉ còn hơn 5 triệu mà học 8 tháng. Quá rẻ, chưa học đã lãi rồi. Đấy. Thì hôm nay thì em cũng khá là vui, thì em cũng quyết định là tặng anh chị hai buổi chia sẻ về cái kiến thức Internet Marketing. Thì hiện tại em cũng giới thiệu qua, em đang là học sinh, học trò được thầy Lam coaching 1-1. Thì em cũng được tiếp thu những cái kiến thức tinh hoa từ thầy. Thì em muốn mang những cái kiến thức đó để chia sẻ lại cho anh chị.
để giúp anh chị có thể là kinh doanh tốt hơn với cái thời đại công nghệ 5.0 như bây giờ. Đấy, thời đại 5.0 mà anh chị không kinh doanh internet online thì mình chỉ có ngồi ở nhà mình nghỉ dịch thôi, chứ chẳng làm gì được. Đấy, thì nếu mà anh chị mà muốn tham gia thì có thể là quét mã QR để tham gia group, thì tối mai em sẽ chia sẻ kiến thức về viết bài chuẩn SEO. Đấy, và tối thứ bảy thì em sẽ chia sẻ cho anh chị là cách có thể là set up một chiến dịch quảng cáo Google AdWords để mình có thể là tìm kiếm khách hàng online. Em xem màn hình đi. Dạ vâng ạ. Đấy, thì anh chị quét mã QR để tham gia nhóm để em có thể là hỗ trợ anh chị được tốt hơn anh chị nhé. Anh đã gửi cái này vào nhóm của lớp mình hôm nay nữa cho mọi người biết. Vâng, để lát em gửi ạ. Ờ, gửi vào nhóm đấy, gửi vào nhóm đấy. Vâng, anh chị tranh thủ quét Zalo nhé để mình còn nhường cái không gian cho người khác chia sẻ nữa. Em chỉ xin một chút thời gian thế này thôi. Các bạn cũng đặc biệt là những bạn mới, các bạn nên tham gia vào chương trình này, bởi vì Đại cũng là một trong những học trò xuất sắc của thầy Lam và lĩnh hội những cái tinh túy của thầy, nên là có những cái góc nhìn khác, có những cái cách mà bạn ấy chia sẻ khác biệt, và đặc biệt là bạn ấy làm rất là nhiều và bạn có thể hỗ trợ trực tiếp các bạn được. Đại rất là trẻ và rất là nhiệt tình, các bạn có thể hỏi bất kỳ lúc nào thì Đại có rất nhiều thời gian hơn thầy Lam để có thể support trực tiếp các bạn trong cái chương trình này. Thì các bạn nên tham gia hai buổi cùng với Đại vào ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 8, đúng không? À, vào ngày mùng 5 và ngày mùng 7 tháng 8, cách nhau một ngày. Đấy, và các bạn quét cái mã QR code để vào được cái nhóm này thật nhanh. Đấy, một phút nữa Đại sẽ gửi lại cái slide này vào những cái nhóm. Đấy, những cái nhóm trên, kể cả là các nhóm ở những cái chương trình của thầy, em vào em chia sẻ lên để cho mọi người vào cho đông lên nha. Dạ vâng ạ. Thầy muốn đã tạo ra cái giá trị nhiều nhất cho tất cả những học viên, kể cả là những bạn mà chưa học chuyên sâu hoặc đã học chuyên sâu thì đều nên tham gia, bởi vì các bạn ôn lại những kiến thức nó không có thừa. Các bạn nào học rồi ôn lại kiến thức đó nó rất là tốt, và bạn nào mới thì cũng có thêm những cái kiến thức mới trong cái chương trình mà chúng tôi chia sẻ. Thì Đại là người mà giúp thầy Lam thêm kiến thức, khắc sâu thêm kiến thức cho các bạn rất là tốt, hỗ trợ các bạn rất là tốt. Rồi, ok, chắc là được rồi, Đại sẽ chụp lại trên nhóm là được nha. Được rồi. Rồi, em cảm ơn anh chị. Thank you very much. Okay. Awesome man. Awesome. You're awesome, really good. Đấy. Okay. Các bạn có thấy không, những bạn nào mà ở lại đến càng muộn thì lại nhận được rất nhiều phần quà hay, đúng không? Đấy, bạn Minh Trang cười phớ lớ rồi, thử nói lại cho nó Minh Trang nào. Minh Trang thì nói đi, vừa rồi nói chả được, bây giờ nói cho nào. Mạng không khỏe chưa? Nói đi. Bây giờ mọi người nghe rõ hơn rồi đúng không ạ? Nghe được rồi em. Vâng, em sẽ bắt đầu chia sẻ thêm một chút. Đúng là em bứt rứt quá, em không được nói. Là bởi vì đấy, cứ cái đoạn hay nhất là nó cứ ừ đấy. Em đi tìm hiểu các khóa học rồi, kể cả về tiếng Anh. Này em. Đấy, cái đoạn hay nhất thì nó lại không nói được. Ngày trước là em có tìm hiểu học cả về phương pháp bằng sơ đồ tư duy á. Tại vì là em nói thật là cái trí nhớ của em nó cũng hay quên. Em nói thật là như vậy, và em muốn là tìm cái phương pháp mà nó dễ ghi nhớ nhất, mà như thầy Tùng có chia sẻ là hãy ghi nhớ bằng hình ảnh là cách mà bạn sẽ nhớ được 2-3 lần lâu hơn. Thì em có tìm phương pháp sơ đồ tư duy, nhưng mà sao thì cũng cần có người dẫn đường ạ. Thì em thấy là tìm được đúng người thầy rồi, nhưng mà em chia sẻ chân thành là em lại không thể thân thầy Lam thôi. Thì em sẽ đúng cái phần hay nhất này. Chắc chắn em cũng sẽ học thầy Tùng. Nhưng mà thầy đoán được nhá, thầy đoán được này, thầy đoán được nội dung của em rồi.
Nghĩa là em đang bận vướng bận chương trình của thầy Lam và em tập trung như thầy Lam trước, và thầy Tùng Trần chắc chắn sẽ học, và thầy Tùng Trần phải ghi lại danh sách Minh Trang vào để chăm sóc đặc biệt. Em ghi lại đi, Minh Trang sẽ là người chăm sóc đặc biệt và sau thầy Lam là học luôn. Đấy, đấy là thầy không cần phải sống của em đủ khỏe nhưng mà thầy đọc được ý nghĩ của em luôn. Thế mới giỏi. Có đúng không Minh Trang? Đúng. Đấy, gần đầu rồi, thấy chưa? Đấy, thầy đã đoán được rồi. Ok, rất giỏi đúng không? Ủa, Đồng Trần nhá. Em chia sẻ thêm một chút. Ok, ok thầy. Em chia sẻ thêm một chút. Em cảm ơn thầy. Nói đi, em nói đi. Em muốn nói thêm một chút. Thực sự là em cảm ơn thầy Nam rất là nhiều. Bởi vì có một cái câu mà em muốn phát hiện là mình phải giàu lên trước khi tốc độ già của bố mẹ. Em thực sự là em tâm đắc với câu này. Và em hy vọng là thầy Nam trong quá trình thầy hãy giúp em được đấy ạ. Thực sự là em rất là... Tại vì em chia sẻ là bố em cũng bị bệnh ung thư ạ. Nhưng mà may mắn hơn của thầy Lam một chút là bố em bây giờ vẫn sống đến bây giờ là được 3 năm rồi. Thì tại vì em cảm thấy là vẫn chưa làm được cái điều đấy. Tại vì kinh tế của em thì bây giờ bố em cũng có thể tái lại bất cứ lúc nào. Rồi. Và em hy vọng là cái số tiền em phải kiếm được nhanh hơn. Thì rồi. Em quyết tâm đi. Quyết tâm cao nhất đi. Zalo. Nào, quyết tâm cao nhất đi. Zalo, quyết tâm cao nhất. Quyết tâm cao nhất đi, xong là chương trình VM1 bây giờ nhiệm vụ là học tập trung học trước đi. Xong là thầy sẽ bán các sản phẩm số của thầy giúp em bán các tất cả các sản phẩm số của thầy ở mức hoa hồng tốt nhất để em có thể có tiền để giúp bố em nhé. Thầy có một đại dương phần mềm, thầy có 1 tỷ các loại phần mềm hay nhất trên đời này để em có thể kiếm được tiền giúp bố em. Cứ tập trung mà nhé. Ok. Rồi. Bạn này có một cái em rất là mong muốn nhé. Rồi. Cảm ơn thầy. Em cũng rất mong muốn học tiếng Anh học giỏi để có thể giao tiếp được. Rồi. Hy vọng là sẽ có cái cơ hội gần nhất ạ. Có động lực to đùng người chả có lý do thì không thành công. Động lực to đùng là phải nhanh chóng có tiền để giúp bố mình. Thầy bố thầy giống bố em. Rồi cái lúc là bố thầy được 8 năm còn sống từ khi phát hiện ung thư là được sống 8 năm. Thì cái đoạn mà em rất là phải cẩn trọng, đây là thầy khuyên này, đó là hàng năm cứ vài tháng này em phải cho bố em đi khám lại một lần để phát hiện ra là cái giai đoạn tới đây nó phát lại đấy, là mình phải phòng được, mình phải sớm được để mình trị được trước. Bởi vì khi mà phát hiện ra rồi thì nó là giai đoạn muộn rồi, để mình không cứu được và cực kỳ khó luôn nhá. Em nhá. Minh Trang nhá, là nhớ này. Vì bố của thầy là mình thấy cái sức khỏe ổn rồi và sau này chủ quan là không đi khám lại. Và khi mà lúc mà bắt đầu có vấn đề rồi đi khám lại thì quá muộn. Lúc đấy nó di căn khắp nơi rồi. Và không có cơ hội cứu chữa nữa. Nhưng mà thầy rất may mắn là bố thầy sống được đến 8 năm từ khi phát hiện. Nó cũng là một cái kỳ tích. Và thời điểm đấy thì thầy cũng giống hệt em luôn. Một ông giảng viên nghèo, thầy đấy thầy nhớ là thầy chỉ có hơn 2 triệu tiền lương thôi. Mua một hộp sữa, thầy nhớ là sữa Ensu ấy, cái sữa mà sữa Ensu ấy, cái sữa đấy nó rất là đắt, 500-600 nghìn hay sao ấy, mà lương của thầy có 2 triệu ấy, thì một tháng mua 2 hộp sữa là thầy đói ăn luôn, thầy đi học ở trọ đó, tiền nhà trọ, thầy tiền ăn, rồi tóm lại là thầy không có tiền mua sữa cho bố mình luôn, mà nhục như mãi như gọi là nhục cái gì gọi để nhục nữa, có nghĩa là thế thầy mới điên lên. Thì sau này thầy quyết tâm thầy làm tới bến luôn, và bây giờ thì thầy có thể mua được không biết bao nhiêu sữa, nhưng mà bố mình chả còn nữa để mà trả ơn. Bây giờ thì chả lo về tiền nữa, tiền cũng có thể nói là quá nhiều, nhưng mà không có cơ hội nữa. Thì thầy đồng cảm với Minh Trang rất là nhiều câu chuyện của em, vì nó đúng với câu chuyện của thầy luôn. Nhớ nhé, đó là câu chuyện của thầy. Em cũng không muốn câu chuyện của em làm ảnh hưởng đến cái không khí ngày hôm nay. Không sao đâu em. Đây là những người mà thích tâm sự mà. Nha. 57 người còn lại là những người mà chả muốn rời đi nữa cơ. Người ta muốn nghe cái câu chuyện này và cuộc đời của thầy Lam cũng đã là những lúc khó khăn nên nhất như thế, những lúc khó khăn nhất như vậy, không có tiền để mua sữa Ensu cho bố mình uống thì đúng là mình nhục, mình nghèo hèn, thằng hèn, đúng không, thằng quá hèn đấy. Đấy, bây giờ thì có mọi thứ nhưng mà bố mình không còn nữa, mẹ mình cũng không còn nữa, đó là cái điều mà thầy day dứt nhất. Cái điều mà thầy không bao giờ thầy làm lại nữa, đó chính là mất đi bố mẹ rồi. Không còn cơ hội nữa. Ok, thế thì em đấy, em có một cái power, có một cái sức mạnh lớn nhất, đó là tìm mọi cách để có tiền, để chữa cho bố mình, để tìm ra những cái nơi tốt nhất để chữa cho bố mình, và thường xuyên thăm khám cho bố mình sớm hơn.
Đấy, em là đứa con rất là hiếu thảo mà, và em đại diện cho rất nhiều anh chị ngồi đây cũng là những người như vậy thôi, tôi tin là như vậy, ai cũng vậy thôi, bố mẹ và các con, vợ chồng, đấy là những người có thể nói là thân thiết nhất cuộc đời mình rồi, mình có thể là hy sinh cái tấm thân của mình để mà cho người khác, để những người như vừa tôi vừa nói đấy, bố mẹ hoặc là các con của mình có thể có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta đang làm như vậy đấy, chúng ta có thể làm như vậy, bởi vì đó là cái tình cảm có thể nói, không có cái gì có thể nói bằng lời các bạn ạ. Không có cái gì có thể đo đếm được, không có gì có thể nói được ra được hết, không có gì đo đếm được. Đó là tình yêu, lòng biết ơn. Thầy nhớ nói luôn luôn, thầy nói về lòng biết ơn mà. Lòng biết ơn nó rất là lớn lao các bạn ạ. Lòng biết ơn rất lớn lao. Ok, cảm ơn em Minh Trang. Rồi, Minh Tuấn này ai có phát biểu không? Minh Tuấn đẹp trai, phát biểu đi. Có phát biểu gì không? Mình học được điều gì không? Dạ, em chào thầy, em chào thầy. Cùng thầy làm hôm nay thì em học được. Thật ra là với tiếng Anh thì em mất gốc căn bản. Từ năm cấp 3 thì em học biết tiếng Anh, còn bình thường là em chả học một loại tiếng Anh mà cũng hay đọc rất là sai. Với lại hôm nay em học thầy Tùng thì thật sự là em được học cách phát âm thì em thấy nó rất là hay, mà học rất là hiệu quả đấy. Em cảm giác như kiểu cái mẹo của thầy chỉ cho em đọc theo, nhưng mà cảm giác tự học nó rất là đi vào, đi học sâu. Có vẻ như thật cấp 3 thì học xong bị quên, nhưng mà học của thầy Tùng ấy, thì vừa có hình ảnh, vừa có những cái từ ngữ ở trước mặt thì em học cảm thấy nó rất là tiếp thu rất là nhanh. Tuyệt vời. Rồi, okay, cảm ơn anh Tuấn. Tuấn nói là muốn bán sản phẩm số bên thầy được chứ? Học hết V21 đi, thì nếu mà có V21 mà học được thì nó sẽ có cơ hội nhanh hơn. Sau em, đó thì em V20 rồi ạ. Thế thì sau đó thì thầy sẽ có một cái buổi dạy cho cả V20 V21. Thầy ý định của thầy sẽ là sau khi offline Hà Nội và Sài Gòn xong ấy, thì thầy sẽ tổ chức một cái chương trình dành riêng cho ba cái khóa nào chưa được offline, là V19, V20 chính là IBM ấy, và V21, ba cái chương trình đấy mà thầy sẽ dạy hai đầu Hà Nội và Sài Gòn, thì chương trình cực kỳ đông luôn, cộng lại thì các bạn biết là chương trình phải đến 400-500 người cơ, thì đã khủng khiếp. Thế thì hai đầu thầy sẽ tổ chức cả hai đầu luôn, và sau đó thì thầy mới gom lại những cái người mà có thể nói là muốn đi cùng thầy, thì thầy ý niệm của thầy như thế, đó là thầy sẽ dạy cho các bạn thêm những cái buổi để chúng ta có thể kinh doanh được sản phẩm số ở cái thời điểm này. À, nhưng mà Covid nó đang kéo dài cái việc này ra, và thầy cũng đang rất là sốt ruột, thì có thể là thầy sẽ V21 kết thúc xong thì chắc là thầy phải dạy online trước, có thể là như vậy. Ok Tuấn nha. Anh cảm ơn thầy. Anh sẽ tổ chức và thầy sẽ thông báo. Thầy ơi, nếu vậy hoành tráng thầy. Đông luôn. Đông Hà Nội và Sài Gòn đông luôn. Thầy chọc ba khóa vào, chúng mày sẽ có cái môi trường cực kỳ khủng khiếp, khủng luôn. Ba khóa chọc lại dạy hay lắm, yên tâm đi. Thầy vào Sài Gòn em sẽ đi với thầy nhá. Em sẽ đương nhiên. Vâng, okay. À, đội ông Đại với đội ông Trần, Tùng Trần là chưa được học, ông này V19 chưa được học này. Vâng. Sẽ được gặp đội này luôn. Ok. Thầy dạy để cả thầy sẽ mang cả thằng Đại và thằng Tùng đi theo thầy bay vào Sài Gòn luôn. Vâng. Hôm đấy chơi hết mình luôn. Chắc chắn rồi thầy ạ. Ok, hết mình luôn. Quẩy hết mình. Vâng. Hẹn gặp các anh chị ở Hà Nội và Sài Gòn. Rồi. Nha, thế thì hôm nay chắc là muộn rồi, để ngày mai có sức để học thằng Đại. Thì hôm nay mình dừng lại ở đây nhé, Tùng Trần vâng. Sẽ kết luận đi. Cảm ơn anh chị rất nhiều, Tùng rất biết ơn. Và chắc chắn là ngày mai nhá, anh chị đã đăng ký rồi thì ngày mai thì chủ yếu là các anh chị và các con phải tham gia nhá. Và ngày mai thì lớp chủ yếu là cho các con học và từ vựng, và anh chị cũng phải học luôn. Đấy. Thì là ngày mai là mấy giờ? Ngày mai là để Tùng đánh cái lịch lên ạ. Đây, ngày mai Tùng sẽ xem màn hình. Đây, ngày mai lớp học cái nào nhỉ? Đây, Tùng đánh ở trên nhá. Ngày mai lúc 20 giờ ạ. 20 giờ nhá. Tối thứ năm mà chủ nhật hàng tuần á, thứ năm này. Cộng sáng nhà tôi sẽ post lại trong nhóm Zalo nhá, lớp mình sẽ có nhóm Zalo riêng ấy. Tối thứ năm và sáng chủ nhật. Sáng nhật là bắt đầu lúc 6 giờ nhá, để mình tạo ra thử thách, 6 giờ đến 8 giờ. Anh chị phải dậy sớm từ 5:30 để mà ăn sáng rồi để mà học nhá, 6 giờ đến 8 giờ học qua những video thực tế luôn. Những cái video mà những cái chương trình gọi là rất là vui của Mỹ, như là American Idol, Ellen Show, Jimmy Kimmel, American Got Talent đấy, những cái chương trình cực hay của Mỹ luôn, mình sẽ học trực tiếp
nghe người nước ngoài nói như nào mình sẽ luyện phát âm theo và mình học từ vựng luôn. Đấy, anh chị sẽ học vào tối thứ năm và sáng nhật là mình học luôn, và 25 tháng 8 là mình sẽ khai giảng lớp của mình. Đấy ạ, dành chuyên sâu cho chỉ lớp người lớn ạ, và các con sẽ học cùng được, học kèm. Vâng ạ. Vâng. Nói chung là anh Tùng sẽ đồng hành với anh chị 8 tháng và thậm chí con gái nữa để cho anh chị nói tiếng trôi chảy, tiếng nào trôi chảy thì thôi. Đấy, thực sự là trong Tùng chia sẻ bằng cái tâm của Tùng, nên là thực sự Tùng muốn anh chị muốn nói tiếng Anh, muốn anh chị và các con và cả gia đình mình nói tiếng trôi chảy trong nhà. Đấy, là đấy Tùng rất là muốn giúp đỡ anh chị nên Tùng mới đi đồng hành sâu rất là lâu với anh chị như vậy. Nhưng mà thực sự thì có thể là Tùng dạy 1-2 tuần là xong, nhưng mà Tùng không muốn như vậy, Tùng muốn đồng hành rất là lâu với anh chị và đội ngũ của Tùng sẽ đồng hành rất lâu để giúp anh chị nữa anh chị nhé. Cảm ơn Tùng Trần vì những cái ý niệm tuyệt vời như vậy, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng thầy Lam và Tùng Trần trong suốt nhiều ngày qua, và chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và chúng ta hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhau và hẹn gặp lại trong những cái buổi học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Thầy Lam. Xin chào thầy Lam. Biết ơn các bạn. Xin chào. Bye bye. Biết ơn tất cả mọi người. Bye bye. Xin chào. See you again. See you again. See you again. Tùng Trần hoàn toàn được sang tuần thì tốt. Ok. Xin chào. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào. Chào tất cả mọi người. Bye bye. Có thể ra lại lùi lịch sang tuần không? Phải mai lịch trùng, mai cũng muốn học thêm của bạn Đại vì bạn Đại bạn rất là nhiệt tình rồi mà kiến thức cũng rất là cần. Lớp đấy cứ chị cứ học thôi chị ơi, chị cứ học thôi nhá. Chị cứ học thôi. Tối thứ năm và sáng chủ nhật hàng tuần lúc nào cũng có chị nhá. Lúc nào cũng có, học đều luôn. Và nếu mà chị không học được chị xem lại video chị nhá. Và ngày mai mọi người cứ tham gia lớp của Văn Đại đi. Còn bạn ai mà rảnh thì là tham gia lớp học Tùng. Mai đi học Văn Đại vào muộn vì các cháu đang thi hết tuần này vì đang thi học kỳ mà. Vâng, vâng. Này là thi học. Vâng, được ạ. Anh chị nhớ là cái chặng đường là 10.000 giờ. Là a journey of a thousand miles, nó dài lắm anh chị ạ, để anh chị chuyên gia. Chuyện tức là ví dụ là cần nói tiếng Anh chỉ vài trăm giờ thôi, nhưng mà Tùng sẽ đi với anh chị cả ngàn giờ đấy, hướng dẫn anh chị, coach cho anh chị cả ngàn giờ luôn, để mình có thể là trở thành một trong những chuyên gia, để mình có thể truyền cảm hứng như kiểu Tùng ấy, kiểu như vậy đấy. Anh chị muốn đi lâu dài thì Tùng sẽ Tùng đi hướng dẫn chi tiết cho. Trần học đây, Tùng Trần phải dạy làm sao phải nói được tiếng Anh chắc chắn rồi chị ơi, chắc chắn chị nhá. Và 2 tháng là nói tiếng Anh cơ bản, em 20.000 giờ nó khác chuyên gia, nó như thầy bảo là chuyên gia em chắc chắn luôn, một trong những chuyên gia dạy giao tiếp hàng đầu của Việt Nam. Em khẳng định như vậy luôn. Em là những người đào tạo, những người khóa giáo viên ấy, từ ngày xưa em đã đào tạo giáo viên rồi, và hiện tại em đang đào tạo hàng trăm giáo viên để đi dạy rồi. Em đào tạo giáo viên cơ. Vâng. Kể những người mà IELTS 8 chấm nhá, 8.8.5 em đào tạo những người giáo viên như vậy luôn để mà đi dạy. Chị hiểu không ạ? Vâng. Rồi, nên em có hơn 400 giáo viên coaching mà. Đồng hành cùng Tùng Trần với cả chỗ thầy Lam, để sau này mình cũng rất muốn là làm thêm sản phẩm số của thầy Lam, chứ còn làm lĩnh vực nông nghiệp vả lắm. Mà bây giờ Covid này sản xuất ra nhưng mà không tiêu thụ được cũng chết. Vâng, okay. Ok, cứ học đi nhá. Rồi làm tiếp tục. Ok. Thôi tạm biệt đi. Thôi tạm biệt cả nhà nhá. Cảm ơn mày. Ok. Rồi. Rồi. Hơi lưu luyến. Đến đây rồi. Vâng. Chào cả nhà. Vâng, bye bye. Bye bye.